Các bạn mến, mình đăng nhiều chuyện là do chẳng biết chuyện nào hay, chuyện nào dở. Chuyện nào nhiều người xem, đặc biệt là nhiều người like, mình sẽ đăng đều đều với điều kiện là chuyện chữ phải ra rồi mình mới ra video được. Vậy nên các bạn ít phàn nàn sao chuyện hay lại lâu ra, hay sao nay ra chậm vậy. Thân tất cả. Ở biệt thự trong viện, kia dừng lại Porsche, Ferrari, nhìn xa hoa. Lại không có giống nhau là thuộc về Trương Huyền, hắn bất quá là ở rể tới rồi Lâm gia, gả cho Ngân Châu thị đệ nhất hào môn, Lâm thị tập đoàn tổng tài, Lâm Thanh Hạm. Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 1. Chương 1 Quy ẩn. Tắc tiếp nước hương là Ngân Châu thị tốt nhất khu nhà phố, giá nhà cũng là Ngân Châu thị quý nhất. Một đống có 300 bình 2 tầng lâu biệt thự tọa lạc ở tắc tiếp nước hương vị trí tốt nhất. 25 tuổi Trương Huyền bò trên mặt đất, tay cầm một khối vải bố trắng, ở bên người thùng nước thượng vắt khô sau, tỉ mỉ sát lau mình hạ sang quý sàn nhà. Ở biệt thự trong viện, kia dừng lại Porsche, Ferrari, đều lạc hôi. Này đó nhìn xa hoa, lại không có giống nhau là thuộc về Trương Huyền, hắn bất quá là ở rể tới rồi Lâm gia, gả cho Ngân Châu thị đệ nhất hào môn, Lâm thị tập đoàn tổng tài. Lâm Thanh Hạm. Thân là Lâm Thanh Hạm lão công hắn, ở rể đến Lâm gia này một tháng qua, làm toàn là hạ nhân sống, cũng chưa từng có thượng quá Lâm Thanh Hạm giường, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Thanh Hạm khinh thường hắn. Này căn biệt thự chung, duy nhất thuộc về Trương Huyền, khả năng chính là trong viện kia chiếc thực cũ nát xe đạp. Trương Huyền ăn mặc bạch ngực, bờ cắt quần, trong miệng hừ không biết tên tiểu khúc, trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu tình. Hô, còn có 2 gian phòng. Hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành lạc. Một chiếc toàn cầu hạn lượng bản Aston Martin đình tới rồi biệt thự trước cửa, này chiếc xe, toàn bộ Ngân Châu thị, mua nổi người có, nhưng có tư cách mua, một cái cũng chưa, chẳng sợ Lâm gia. Trên xe xuống dưới một người tuổi trẻ nam tính, trên người ăn mặc Versace hạn lượng bản phục sức, có thể mua được đến loại này quần áo người, kia ở cả nước đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Thanh niên tháo xuống trên mặt kính râm, lộ ra soái khí khuôn mặt. Đẩy cửa đi vào biệt thự đại viện, liếc mắt một cái liền thông qua thật lớn cửa sổ sát đất, thấy được quỳ rạp trên mặt đất, chính dầu mông lau nhà Trương Huyền. Soái khí thanh niên che cái chán, ta thiên, lão đại, người tốt xấu cũng là bị thế giới các quốc gia người cầm lái dự có sa tăng đại danh người, muốn hay không lắc mình biến hóa thành một người bảo khiết a? Nga không, phải nói là, gia đình phụ nam. Thanh niên đẩy cửa, đi vào biệt thự, cho chính mình điểm thượng một cây cao hy bá Cuba xì gà. Nồng đậm mùi hương ở xì gà bậc lửa thời điểm liền phiêu đáng lên. Bò trên mặt đất Trương Huyền xem cũng chưa xem ra người liếc mắt một cái, tiếp tục xoa sàn nhà, trong miệng nói, người biết cái gì, cái này kêu ái. Đem người kia đáng chết hiên cấp lão tử diệt, người biết đến, lão bà của ta không thích nghe yên vị. U, đây là chúng ta thuốc phiện miệng súng nói ra nói sao. Soái khí thanh niên bĩu môi, vẫn là thành thành thật thật đem yên diệt, cái kia, lão đại. Buổi tối muốn hay không đi uống 2 ly, hôm nay Thủy Quốc Hoàng thất kia cô bé lại cho ta gọi điện thoại, chết sống muốn gặp ngươi một mặt, ngươi muốn đồng ý, nàng sẽ ở trước tiên ngồi trên nàng tư nhân phi cơ đáp xuống ở Ngân Châu. Dựa, lão tử là có lão bà người, cái gì Thủy Quốc Hoàng thất, làm nàng cấp lão tử lăn một bên đi. Trương Huyền không kiên nhẫn phất phất tay, còn có ngươi, mau cút đi ra ngoài, không thấy lão tử tại đây lau nhà đâu sao. Ai, soái khí thanh niên thở dài. Thật là cái vô tình nam nhân, hảo đi, ta sẽ nói cho kia cô bé, lão đại, người thật sự muốn vứt bỏ hết thảy sao. Người biến mất này một tháng, toàn bộ thế giới ngầm đều mau điên rồi. Chó má vứt bỏ hết thảy, Trương Huyền từ trên mặt đất đứng lên, một cái tát chụp đến soái khí thanh niên cái ót thượng, lão tử hiện tại, chính là có được toàn thế giới. Trương Huyền vừa nói, một bên dùng tay chỉ phòng khách tivi trên tường, kia có một trương hắn cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ ảnh cưới. Trên ảnh chụp nữ nhân, trang điểm nhẹ, hơi hơi mỉm cười, phảng phất thiên sứ mỹ lệ. Hành đi, đều nói luyến ái chung nữ nhân không có chỉ số thông minh, ta xem nam nhân cũng cứ như vậy, ta đây đi trước. Soái khí thanh niên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rời khỏi biệt thự đại môn, chiều kia chiếc hạn lượng bản Aston Martin đi đến, ở mở cửa xe thời điểm, soái khí thanh niên đột nhiên một đốn, đúng rồi lão đại, người đem tạ người ba đại sư nhất quý giá đồ vật cùng này đó rác rưởi đặt tới một khối. Phỏng chừng tạ ngươi ba nhìn đến sẽ thực đau lòng. Soái khí thanh niên hướng trong viện những cái đó lạc hôi siêu xe chu chu môi. Chó má quý trọng,
xe đạp còn không phải là dùng để kỵ sao, người muốn đưa ngươi. Trương Huyền vẻ mặt không để bụng phất tay. Tính, soái khí thanh niên lắc lắc đầu, ta nhưng không nghĩ cưỡi này bán đấu giá giới vì 1.300.000.000 Mỹ kim đồ vật ở trên phố chạy loạn, đi rồi a lão đại. Aston Martin vang lên một trận motor tiếng gầm rú, biến mất ở biệt thự trước cửa. Trương Huyền đi đến trong viện, nhìn kia chiếc cũ nát xe đạp, lầm bầm lầu bầu một tiếng, 1.300.000.000. Còn không có lão bà của ta một cây tóc quý trọng. Nói xong, Trương Huyền một chân đem xe đạp cấp đá đổ, trong túi di động ở xe đạp ném tới trên mặt đất đồng thời vang lên. Trương Huyền đem này khoản giá trị 1.000 khối Hoa Uy di động lấy ra tới vừa thấy, là có một cái tin nhắn, mặt trên nội dung là: Tôn kính Sa Tăng đại nhân, Sa Đặc Vương thất khẩn cầu chúng ta phái 10 tên hộ vệ viên bảo hộ Vương thất thành viên an toàn, bảng giá là tam khối mỏ dầu, Mễ quốc bộ ngoại giao. Trương Huyền chỉ là nhìn lướt qua, liền nội dung cũng chưa xem xong, liền đem tin nhắn xóa, nhìn mắt biệt thự phòng trong sàn nhà, lẩm bẩm, thật là, còn có hai gian nhà ở không sát xong đâu. Trương Huyền đem điện thoại hướng túi quần một trang, lại quỳ dạp trên mặt đất, dầu mông lên, cẩn thận xoa sàn nhà. Đương Trương Huyền đem biệt thự vệ sinh toàn bộ quét tước sạch sẽ sau, đã là buổi chiều 6 giờ. Một chiếc chạy băng băng xử nhập biệt thự trong đại viện. Trương Huyền vừa nghe đến động cơ thanh, lập tức chạy đến biệt thự trước cửa. Lửa đỏ chạy băng băng như là một con liệp báo mỹ lệ, làm người không rời mắt được, lại ở từ trên xe xuống dưới nữ nhân trước mặt ảm đạm thất sắc, cho dù là cuồng nhiệt ái xe tộc, vào lúc này đều sẽ không đi chú ý kia chiếc chạy băng băng, mà là đem ánh mắt đặt ở nữ nhân này trên người. Một thân đơn giản sơ mi trắng thêm hắc váy ngắn, bởi vì nữ nhân này trở nên không hề bình thường. Bộ hắc ti thon dài hai chân như là thượng đế cho lễ vật giống nhau hoàn mỹ, tinh tế, thẳng tắp. 3.000 hắc ti khoác với sau đầu, nữ nhân mỗi một bước, đều sẽ làm này một đầu tóc đen phiêu đãng. Nàng trắng nõn làn da so trẻ con còn muốn non mềm, hoàn mỹ ngũ quan không thể bắt bẻ. Đây là một cái tập khí chất, diện mạo, tài phú với một thân hoàn mỹ nữ nhân. Nếu một hai phải nói không được hoàn mỹ, đại khái chính là nữ nhân kia lạnh như băng xương biểu tình. Nữ nhân xuống xe sau, xem cũng không xem đứng ở biệt thự trước cửa Trương Huyền liếc mắt một cái, thẳng đi vào đại môn. Lão, Lâm Tổng, người đã về rồi. Trương Huyền vẻ mặt lấy lòng nhìn trước mặt nữ nhân, khởi điểm chuẩn bị xuất khẩu xưng hô bởi vì nữ nhân một ánh mắt mà thu trở về. Lâm Thanh Hạm, Lâm Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc, Trương Huyền ở một tháng trước lãnh chứng hợp pháp lão bà. Lâm Thanh Hạm vừa thấy đến Trương Huyền, trong lòng liền có một cổ chán ghét đột nhiên sinh ra, nàng ghét nhất. Có hai loại người, một loại miệng lưỡi trơn tru, còn có một loại ham ăn biếng làm, thực xảo, này hai loại, Trương Huyền đều chiếm. Ở Lâm Thanh Hạm trong mắt, Trương Huyền chính là một cái cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng hạng người, chính mình không cầu tiến tới, muốn dựa vào ở rể phương thức này đã tới thượng so người khác càng tốt sinh hoạt, mỗi tháng cầm chính mình phụ thân cho hắn 2 vạn khối tiền lương. Lâm ra một mạch đơn truyền, tới rồi Lâm Thanh Hạm phụ thân này đồng lứa, sinh hạ cái nữ nhi. Vì không cho Lâm gia hương khói đoạn rớt, chỉ có thể tìm người ở rể, Lâm Thanh Hạm tưởng không rõ, chính mình phụ thân vì cái gì tuyển một cái người như vậy, nàng vô số lần hướng phụ thân đưa ra kháng nghị, kết quả cũng chưa dùng. Trương Huyền một tháng trước ở rể Lâm gia, này một tháng qua, Lâm Thanh Hạm nghĩ tới vô số biện pháp muốn dám Trương Huyền đi, vì thế Lâm Thanh Hạm chuyên môn sa thải bảo mẫu, đem trong nhà sống toàn cấp Trương Huyền làm, chính mình xã giao cũng chưa bao giờ mang Trương Huyền, nguyên bản Lâm Thanh Hạm cho rằng, Trương Huyền khẳng định nhịn không nổi bao lâu, không nghĩ tới người này còn thích thú. Lâm Tổng, này bận việc một ngày mệt mỏi đi, nước trà đã cho ngươi phao hảo. Trương Huyền trên mặt treo lấy lòng tươi cười, cấp Lâm Thanh Hạm truyền đạt một chén trà nóng. Chương 2 không cốt khí nam nhân. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền trên mặt tươi cười, trong lòng liền nổi lên một trận ghê tởm, nàng khó xử quá Trương Huyền rất nhiều lần, xoát bồn cầu, dùng rẻ lau sát tịnh sàn nhà, tình nguyện trong viện xe thể thao lạc hôi. Cũng không cho Trương Huyền gặp phải một chút, không cho Trương Huyền hút thuốc, quá nhiều, nhưng mà, Trương Huyền đối này đó một chút đều không kháng cự, nói không hút thuốc lá, một cây đều không chịu, có mấy lần, Lâm Thanh Hạm còn cố ý trước tiên tan tầm về nhà, chính là muốn bắt Trương Huyền một chút tật xấu. Sau đó đuổi đi hắn cút đi, nhưng kết quả nhiều lần đều làm Lâm Thanh Hạm thất vọng. Nàng nhìn Trương Huyền trên mặt nịnh nọt, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Hảo! Ngươi không phải cái gì đều có thể nhẫn sao, không phải nhẫn nhục chịu đựng sao, ta khiến cho ngươi chịu. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hạm hướng trên sofa một dựa, thanh
thanh âm không hề cảm tình sắc thái đối Trương Huyền nói, mệt mỏi, đi cho ta đánh bồn nước rửa chân tới. Được rồi, Trương Huyền không có một giây đồng hồ chần chờ, lập tức hướng phòng vệ sinh chạy tới. Thực mau, một chậu độ ấm vừa phải nước rửa chân bị Trương Huyền đoan đến Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Tổng, người nước rửa chân. Trương Huyền ngồi xổm Lâm Thanh Hạm kia thon dài hai chân trước, đem rửa chân bồn buông. Lâm Thanh Hạm đạp rất giày cao gót, đem kia đối tinh xảo chân ngọc nâng đến Trương Huyền trước mắt, dùng một bộ trên cao nhìn xuống ngữ khí nói, ngươi cho ta tẩy. Ta cho ngươi tẩy, Trương Huyền nhìn trước mắt kia đối chân ngọc, sửng sốt hai giây. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền này phó biểu tình, tinh xảo cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, hừ lạnh nói, như thế nào, không muốn. Không muốn liền cút cho ta. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trương Huyền dùng sức gật đầu, trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng có một tia hưng phấn, xem ra chính mình này một tháng nỗ lực không uổng phí a, này vẫn là lần đầu tiên cùng lão bà tứ chi tiếp xúc đâu, vẫn là nàng chủ động đưa ra. Trương Huyền từ sững sờ đến trên mặt sinh ra tươi cười biểu tình biến hóa, Lâm Thanh Hạm xem rành mạch, ở Lâm Thanh Hạm trong mắt, xem như hoàn toàn thấy rõ ràng người này, vì tiền, chuyện gì đều có thể làm. Nam nhân, không sợ nghèo, liền sợ không có cốt khí. Ở Lâm Thanh Hạm xem ra, Trương Huyền chính là cái loại này không có cốt khí nam nhân, loại này nam nhân, nên hung hăng nhục nhã. Nàng cố ý nâng lên tinh xảo chân ngọc, phảng phất ở sai sử một cái hạ nhân, tẩy đi. Trương Huyền nhìn này đối chân ngọc, màu đen tất chân tròng lên trên chân, tơ lụa, nhu thuận, dùng tay nhẹ nhàng lôi kéo, hắc giải lụa khởi một đạo nếp uốn, theo này thẳng tắp chân dài trượt xuống. Phần chân tất chân không có gì trở ngại đã bị Trương Huyền kéo đến đầu gối chỗ. Màu đen tất chân thượng mang theo một mạt nhàn nhạt u hương, đem này toàn bộ rút đi sau, kia tinh xảo chân ngọc hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, cơ bắp non mềm, như là mỗi ngày đều sẽ ngâm ở thuần sữa bò giống nhau, tinh oánh dịch thấu, chính là một khối tác phẩm nghệ thuật, như là một khối trắng tinh bảo ngọc, chính là nhất hà khắc người, cũng chọn không ra một chút tì vết. Lâm Thanh Hạm dựa vào trên sofa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một đôi thô ráp bàn tay to ở chính mình lòng bàn chân cọ sát, mang đến từng đợt tê dại cùng thoải mái. Lâm Thanh Hạm nhìn trước người chính cho chính mình ấn chân Trương Huyền, trong mắt chán ghét càng sâu, nàng chưa từng có nghĩ tới, một người nam nhân, vì tiền có thể hèn mọn đến loại trình độ này, quả thực làm người ghê tởm. Lâm Thanh Hạm vừa mới chuẩn bị một chân đem Trương Huyền đá văng ra, làm hắn lăn xa một chút, di động tiếng chuông đánh gãy nàng kế tiếp chuẩn bị làm sự tình. Điện thoại là công ty bí thư lý đánh tới, Lâm Thanh Hạm tiếp khởi điện thoại, không biết điện thoại chung bí thư lý nói chút cái gì, làm Lâm Thanh Hạm mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nói cho hắn, không cần si tâm vọng tưởng, ta Lâm Thị, cũng không phải mặc cho ai đều có thể niết một chút mềm quả hồng. Lâm Thanh Hạm nói xong, trực tiếp đem điện thoại ném ở một bên, dựa vào trên sofa, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa ấn chính mình huyệt thái dương, cảm giác một trận phiền lòng ý táo. Liền một chân đá văng ra Trương Huyền sự đều cấp đã quên. Lúc này, một trận ấm áp từ Lâm Thanh Hạm lòng bàn chân, dọc theo này hoàn mỹ thẳng tắp chân dài, hướng về phía trước lan tràn, loại này thoải mái ấm áp, làm Lâm Thanh Hạm bực bội tâm tình cảm nhận được một mặt bình tĩnh, nhíu chặt mày liễu cũng thư hoãn một ít. Trương Huyền đem trong tay này đối chân ngọc bỏ vào nước ấm trong bồn, cẩn thận, thật cẩn thận xoa ấn, hắn ngửa đầu dương mắt, thấy Lâm Thanh Hạm trao mày bộ dáng, nữ nhân bộ dáng. Còn có vừa mới tiếp khởi điện thoại, làm Trương Huyền trong lòng một đầu ngủ say mãnh thú thức tỉnh. Ai chọc nàng, ai dám? Đây là Trương Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Hạm dáng vẻ này, từ Trương Huyền 5 tuổi năm ấy, hắn liền nhận thức trước mắt nữ nhân này. 5 tuổi kia một năm, Trương Huyền cùng mẫu thân thiếu chút nữa đông chết ở mùa đông đầu đường, Lâm Thanh Hạm từ nàng phụ thân trên xe đi xuống, đưa cho Trương Huyền một kiện áo bông, còn có 100 khối tiền mặt. Kia áo bông làm Trương Huyền cùng hắn mẫu thân vượt qua mùa đông, 100 khối làm Trương Huyền vì mẫu thân mua hạ sốt dược. Trương Huyền 7 tuổi kia một năm, bởi vì ăn thùng rác trung biến chất đồ ăn, dẫn tới ngộ độc thức ăn, Lâm gia từ thiện cơ cấu bỏ vốn, cứu bao gồm Trương Huyền ở bên trong 6 gã lưu lạc nhi. Trương Huyền 10 tuổi thời điểm, đi học ở Lâm gia sáng lập công ích trường học, mẫu thân ở trường học tìm phân người vệ sinh sống. Mãi cho đến Trương Huyền 14 tuổi. Mẫu thân bị kiểm tra ra u ác tính, vì không liên lụy Trương Huyền, mẫu thân lưu lại di thư, từ lầu 7 nhảy xuống. Mẫu thân ở di thư chung nói cho Trương Huyền, hắn có thể không vì chính mình lập chủng, nhưng nhất định phải báo đáp Lâm gia ân tình, nếu không có Lâm gia, Trương Huyền ở 5 tuổi năm ấy liền chết ở đầu đường, càng không cần để còn có học thượng. Lâm gia hai lần cứu Trương Huyền mệnh,
Trương Huyền đã sớm ở trong lòng phát quá thể, chính mình đời này, tất yếu báo đáp Lâm gia ân tình, mà ở chính mình 5 tuổi khi, cái kia đưa cho chính mình áo bông nữ hài, giống như là mang đến quang minh thiên sứ, trụ vào Trương Huyền trong lòng. Trương Huyền trong trí nhớ, chỉ có nữ nhân này điềm mỹ tươi cười, chưa từng thấy nàng như vậy nhíu mày. Trương Huyền xoa ấn Lâm Thanh Hạm lòng bàn chân, hắn biết rõ nhân thể mỗi một cái huyệt vị, vì Lâm Thanh Hạm giải lao, hắn đối lực độ khống chế, chẳng sợ chuyên nghiệp mát xa sư đều so ra kém. Trong bất chi bất giác, Lâm Thanh Hạm toàn bộ thân thể đều tùng suy sụp xuống dưới, lười biếng dựa vào to rộng trên sofa, nàng xác quá mệt mỏi, buồn ngủ cùng với trên chân thoải mái cảm đánh úp lại. Lâm Thanh Hạm nửa nằm ở mềm mại trên sofa, nàng tư thế làm nàng trước người sơ mi trắng hơi hơi trong người trước chồng chất, áo sơ mi cúc áo cùng cúc áo chi gian, cũng bởi vì nàng tư thế khai từng trương cái miệng nhỏ, Trương Huyền ánh mắt hơi chút một phiết, là có thể xuyên thấu qua này đó cái miệng nhỏ, nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia bình thản bụng nhỏ, lại hướng lên trên xem, là kia màu đen bên người quần áo. Lâm Thanh Hạm hoàn toàn không có ý thức được cái gì, lòng bàn chân truyền đến thoải mái, tinh thần thượng buồn ngủ, làm nàng đã ngủ, phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, một đầu tóc đen hỗn độn tán ở sofa chỗ tựa lưng thượng, giống đồng thoại chung ngủ mỹ nhân mỹ lệ. Trương Huyền cẩn thận vì Lâm Thanh Hạm mát xa, thường nhân bảo trì một cái tư thế nửa ngồi xổm 15 phút trở lên, liền sẽ chân bộ tê dại, khó có thể chịu đựng, Trương Huyền ngồi xổm hơn nửa giờ, lúc này mới nhẹ nhàng đem Lâm Thanh Hạm kia đối chân ngọc lau khô, chậm rãi đặt ở trên sofa, lại tìm tới một cái chăn phủ giường vì Lâm Thanh Hạm đắp lên. Trương Ba Cuồng. Nhìn hạ thời gian, hiện tại là buổi chiều 7 giờ, Trương Huyền gión ra gión rén đi ra biệt thự, đem đại môn thật cẩn thận đóng lại, đạp một đôi dép lào, cưỡi kia chiếc cũ nát xe đạp, ra biệt thự đại viện. Trương Huyền một bên lái xe, một bên móc di động ra, gọi điện thoại. Lão đại, không phải chính làm gia đình của ngươi phụ nam đâu sao, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu vang lên một cái nam tính thanh âm, đúng là chiều nay tới biệt thự tìm Trương Huyền thanh niên. Cho ta tra một chút, hôm nay có phải hay không có người chọc tới lão bà của ta. Trương Huyền trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ. Tốt lão đại, ngươi đừng quải điện thoại, ta hiện tại làm người cho ngươi cha a. Trương Huyền có thể từ trong điện thoại nghe được soái khí thanh niên nói chuyện thanh, cũng có thể nghe được bàn phím vang lên đùng thanh. Không đến 30 giây, soái khí thanh niên lại lần nữa mở miệng, lão đại, điều tra ra, Lâm Thị Tập Đoàn cùng Chu Thị Tập Đoàn cộng đồng hợp tác khai phá một miếng đất, kết quả Lâm Thị Tập Đoàn tiến hành rồi một bộ phận đầu tư sau, Chu Thị đột nhiên đơn phương ngưng hẳn hợp tác, Chu Thị Tập Đoàn Tổng Giám Đốc đưa ra yêu cầu. Làm tàu tử nàng đêm nay một mình tiến đến Chu Thị cao ốc một đêm, như vậy có lẽ có thể suy xét một chút hợp tác tiếp tục tiến hành. Trương Huyền trên tay gân xanh nháy mắt bạo khởi, trong giọng nói hiện ra vô pháp che giấu tức giận, đánh lão bà của ta chủ ý. Hắn muốn chết, 10 giây nội, đem cái kia họ Chu địa điểm cùng ảnh chụp chia ta, cứ như vậy. Trương Huyền điện thoại mới vừa quải, định vị tin tức liền đã phát lại đây, Chu Thị Tập Đoàn Tổng Giám Đốc, hiện tại liền ở Chu Thị cao ốc giữa. Chu Thị cao ốc, tọa lạc ở Ngân Châu nội thành Nam, cùng sở hữu 11 tầng, đỉnh tầng tổng tài văn phòng chung, 30 tuổi tổng giám đốc Chu Tự Chính ăn mặc áo sơ mi, ngồi ở to rộng lão bản ghế, uống thượng đẳng long tỉnh, hắn nhìn trước mắt màn hình máy tính, mặt trên chính biểu hiện Lâm Thanh Hạm từng chương ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp chung kia xinh đẹp đến không thể bắt bẻ nữ nhân, Chu Tự trong mắt hiện lên một mạt âm hiểm cười, lẩm bẩm, cùng ta chơi. Ta đảo muốn nhìn ngươi Lâm Thanh Hạm có bao nhiêu đại bản lĩnh. Là tiếp tục bảo trì ngươi kia phân rụt rè, vẫn là làm ngươi đầu tư kia 1 tỷ ném đá trên sông. Chu Tự cố ý trên mặt đất ra thượng âm Lâm Thanh Hạm một tay, hơn nữa thực minh bạch cùng Lâm Thanh Hạm thuyết minh, muốn tiếp tục đất khai phá, liền tới cùng ta Chu Tự, ngủ thượng một đêm. Chu Tự phẩm long tỉnh, nhìn thời gian, hắn cho rằng, lại có nhiều nhất 3 cái giờ, cái kia hoàn mỹ nữ nhân liền sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, tùy ý chính mình đùa nghịch. Nga, đúng rồi. Nghe nói nàng còn kết hôn, bất quá giống như tìm cái phế vật đương lão công, chờ chính mình chơi xong nàng, lại đi tìm nàng cái kia phế vật lão công tâm sự, nhìn xem cái loại này phế xài, có dám hay không đối chính mình phóng một cái thí. Phanh một tiếng. Đang lúc Chu Tự đắm chìm ở chính mình mỹ diệu ảo tưởng bên trong khi, hắn văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Này một thanh âm vang lên, dọa Chu Tự nhảy dựng, Chu Tự thấy, một người ăn mặc bạch ngực. Bờ cắt quần thanh niên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Chu Tự không chút suy nghĩ liền quát mắng ra tiếng, ngươi là người nào, cút cho ta đi ra ngoài. Muốn mạng ngươi người.
Trương Huyền một bước vọt đi lên, ở Chu Tự còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trương Huyền tay đã bắt lấy Chu Tự tóc ngắn, đối với trước mắt gỗ đặc bàn làm việc một trận mãnh tạp, phát ra phanh 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 tiếng đánh. Chu Tự liền phản ứng cơ hội đều không có, liền cảm giác chính mình cái trán một trận xé rách đau nhức, loại này đau nhức làm hắn sắp ngất, một cổ ấm áp theo cái trán lưu lại, nhiễm hồng hắn mi mắt, đó là hắn máu tươi. Trương Huyền xách theo Chu Tự tóc ngắn, chiều bên cạnh tùy tiện vung, thể trọng vượt qua 180 cân Chu Tự liền nhẹ nhàng như vậy bị Trương Huyền từ lão bản ghế ném tới một bên. Chu Tự duỗi tay, sờ soạng một phen cái trán, trên tay máu tươi làm hắn phát cuồng, từ chính mình sinh ra đến bây giờ, chưa từng có người dám như vậy đối chính mình. Chu Tự ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trương Huyền, cắn răng nói, tiểu tử, người muốn chết sao? A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, hắn giơ lên nắm tay, nhắm ngay trước người gỗ đặc bàn làm việc, một quyền hung hăng tạp đi lên. Chu Tự mí mắt mãnh nhảy, hắn rõ ràng nhìn đến, độ dày đạt tới 10cm gỗ đặc bàn làm việc, bị trước mắt người này, một quyền đánh cái đối xuyên. Này tràn ngập lực lượng một quyền, làm Chu Tự hung hăng nuốt hạ nước miếng, như thế một quyền muốn đánh vào trên người mình, kia sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nghĩ vậy, Chu Tự có chút nghĩ mà sợ, ngươi là ai? Ta tự hỏi trước nay không trêu chọc quá ngươi. Trương Huyền đối Chu Tự vươn hai ngón tay, ta là ai không quan trọng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đem ngươi đối phó Lâm thị tập đoàn những cái đó ghê tởm thủ đoạn thu hồi tới, đệ nhị, ta hiện tại giết ngươi, ngươi tuyển đi. Nguyên bản đối Trương Huyền sở biểu hiện ra lực lượng tràn ngập sợ hãi Chu Tự, ở nghe được lời này sau, trong lòng kia mặt sợ hãi, tức khắc không còn sót lại chút gì, a, à, nguyên lai là Lâm thị tìm tới người a. À. Chu Tự thần sắc tự tại sửa sang lại một chút tán loạn áo sơ mi cổ áo, từ trên mặt đất bò lên, chiều tờ giấy khăn xoa xoa cái trán máu tươi, đối Trương Huyền nói, ta muốn nói không đâu. Ngươi muốn giết ta, vậy tới, ta nhìn xem Lâm thị cho ngươi tiền, có đáng giá hay không ngươi mệnh, ngươi cho rằng giết ta, ngươi có thể bình yên vô sự. Chu Tự không thèm quan tâm Trương Huyền uy hiếp. Trương Huyền cũng bởi vì Chu Tự nói, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nga, đối. Ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, giết người thì đền mạng, kia như vậy đi, ta cho ngươi đổi cái điều kiện, hoặc là kết thúc ngươi đối Lâm thị thi triển xiếc, hoặc là ta hủy hoại ngươi này cái gọi là Chu thị tập đoàn, ngươi có một phút lựa chọn thời gian, một phút nội không chọn, ta liền cam chịu ngươi lựa chọn đệ nhị điều, tính giờ bắt đầu. A, à, Chu Tự nhìn không được cười nhạo ra tiếng, đánh giá thân xuyên bạch ngực bờ cắt quần Trương Huyền, tiểu tử, ngươi là sống ở trong mộng. Hủy hoại ta Chu thị, bằng ngươi. Ngươi cho rằng, thế giới này, là dựa vào nắm tay nói chuyện. Ngươi lại có thể đánh, ta một chiếc điện thoại, cũng sẽ làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Hư, Trương Huyền cấp Chu Tự làm cái ra dấu im lặng, hắn chính gọi điện thoại, đối trong điện thoại nói, ân. 50 giây sau, ta nếu không cùng ngươi liên hệ, liền hủy cái này Chu thị tập đoàn, phương pháp rất nhiều, ngươi tự hành lựa chọn. Thảo, làm bộ làm tịch, Chu Tự thật mạnh đá một chân chính mình lão bản ghế. Tuy rằng hắn cho rằng, hiện tại thanh niên này biểu hiện, giống như là một con vai hề, nhưng đối phương kia không đem Chu thị để vào mắt bộ dáng cùng ngữ khí, vẫn là làm hắn rất không vừa lòng. Tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi là người nào, nhưng ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, chạy nhanh cho ta khái ba cái đầu, lăn ra ta văn phòng, đệ nhị, ta hiện tại lộng chết ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đền mạng, chính ngươi lựa chọn. Chu Tự mắt lộ ra hung mang, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ta cho ngươi. 30 giây thời gian. 30, một tiếng đếm ngược vang lên, đến từ Trương Huyền. Chương 4 đây mới là năng lượng. Khoảng cách Trương Huyền cấp Chu Tự suy xét thời gian, còn thừa 30 giây, Chu Tự cấp Trương Huyền suy xét thời gian, cũng thừa 30 giây. 20 giây, tiểu tử, ta đảo muốn nhìn, người có thể cùng ta trang tới khi nào. Chu Tự cho chính mình điểm thượng một cây thuốc lá, mỹ mỹ hút một ngụm, lại nâng lên tay trái cổ tay, nhìn mắt trên tay Omega. Còn có 10 giây. Trương Huyền thảnh thơi đi đến văn phòng đãi khách trên sofa ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Chu Tự ở đâu đếm ngược. 5 giây, Chu Tự trên mặt treo cười lạnh. Trương Huyền nhếch lên chân bắt chéo, đôi tay đặt ở sau đầu, lười biếng nửa nằm ở trên sofa. Chu Tự vừa thấy đồng hồ, đã đến giờ, tiểu tử, là chính ngươi lựa chọn tìm chết, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Chu Tự vừa mới chuẩn bị cầm lấy hắn trên mặt bàn di động. Kêu bảo tiêu tới giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử, di động liền trước tiên vang lên, Chu Tự vừa thấy điện báo dãy số, sắc mặt đổi đổi. Điện báo người biểu hiện chính là Triệu Tổng, Chu thị tập đoàn lớn nhất hợp tác đồng bọn,
có thể nói, Chu thị nếu thiếu Triệu tổng này tuyến, tiền lời sẽ còn lại 2/3. Chu tự cân nhắc lợi hại, quyết định trước tiếp Triệu tổng điện thoại, rốt cuộc xử lý một cái cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên tiểu tử, xa không có Triệu tổng sự quan trọng. Chu tự mới vừa đem điện thoại tiếp khởi, còn không có tới kịp nói ngươi hảo hai chữ, liền nghe được điện thoại chung Triệu tổng tràn ngập tức giận thanh âm, họ Chu. Ngươi chọc người, cũng không nên liên lụy đến ta trên người, chúng ta hợp tác, ngưng hẳn. Đô đô đô. Chu tự nghe điện thoại chung vội âm, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, gì tình huống. Chu thị cùng Triệu tổng hợp làm đã 6 năm, vẫn luôn là cùng có lợi, hôm nay như thế nào đột nhiên nháo như vậy vừa ra, hơn nữa Triệu tổng nói chính mình chọc đại nhân vật, liên lụy đến hắn. Còn không có cấp Chu tự cân nhắc thời gian, bàn làm việc thượng máy bàn lại điên cuồng vang lên, Chu tự trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, tiếp khởi máy bàn. Chu tổng, không hảo. Công ty official website bị đại lượng hacker công kích, hiện tại hoàn toàn lâm vào tê liệt, sở hữu ở trên mạng tiêu thụ thương phẩm giá cả tất cả đều biến thành một khối, vài giây nội đã bị người hạ hơn 1.000 đơn đặt hàng, chúng ta hao tổn ít nhất đạt tới 100 triệu. Chu tự còn không có tới kịp làm ra trả lời, văn phòng đại môn đã bị bí thư một phen đẩy ra, chỉ thấy nữ bí thư đầy mặt hoảng loạn hội báo, Chu tổng, có tam gia lập tức liền phải đàm phán thành công hợp tác xí nghiệp đột nhiên cự tuyệt cùng chúng ta lui tới. Nói không cần thiết cùng một cái sắp phá sản công ty hợp tác. Đinh linh linh, kiểu cũ chuông điện thoại thanh chói tai vang ở Chu tự bên tai, này bộ điện thoại, chỉ có số ít người có thể đánh tiến vào, mỗi lần sử dụng cái này điện thoại, không có chỗ nào mà không phải là chuyện quan trọng. Chu tự sắc mặt khó coi tiếp khởi điện thoại. Chu tổng, đại sự không ổn, công ty cổ phiếu bị thần bí tập đoàn tài chính mạnh mẽ chèn ép, đối phương tài chính hùng hậu, tình nguyện bồi tiền. Cũng đem chúng ta cổ phiếu bảng giá tạp thấp 11 cái điểm, đây là cố ý làm chúng ta a, theo bước đầu phỏng chừng, hiện tại tổn thất đạt tới 2.700 triệu, hơn nữa mỗi giây đều ở gia tăng. Cái gì, một đám điện thoại, cùng với bí thư hội báo, làm Chu tự hoàn toàn hoảng loạn. Chu tự di động lại vang, là Chu tự phụ thân đánh tới, Chu tự phụ thân ở điện thoại chung phát ra giống giật, nhãi danh, người con mẹ nó làm cái gì, lão tử mấy cái lão huynh đệ tất cả đều gọi điện thoại tới. Khuyên lão tử chạy nhanh trốn chạy, nói ngươi chọc phải không nên dây vào người. Ta, Chu tự há miệng, ánh mắt đột nhiên liền quét tới rồi ngồi ở trên sofa Trương Huyền trên người. Nhìn cái kia thân xuyên bạch ngực bờ cắt quần thanh niên, Chu tự đột nhiên ý thức được cái gì. Là ngươi, đều là ngươi làm, đều là ngươi, Chu tự chỉ vào Trương Huyền, ngón tay đều ở phát run, đối phương trên mặt kia nghiền ngẫm tươi cười, làm hắn cảm giác được sợ hãi. Như thế nào có thể nói là ta đâu? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta cho ngươi hai con đường, đây chính là chính ngươi lựa chọn. Văn phòng chung, chuông điện thoại thanh điên cuồng vang lên, làm Chu tự cảm thấy phá lệ chói tai, hắn nổi điên dường như chất vấn nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì? A, à, ta không đều làm ngươi đã làm lựa chọn sao? Trương Huyền vươn tay phải ngón út đào lỗ tai. Chuông điện thoại thanh vang lên, các bộ môn giám đốc mang đến tin tức, làm Chu tự sắp hỏng mất, hắn hoàn toàn minh bạch, trước mắt người này. Căn bản là không phải chính mình có khả năng chống lại, hắn nói hủy hoại Chu thị, cũng không có cùng chính mình nói giỡn. Nếu chính mình lại không chịu thua, Chu thị liền thật sự không có. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm được những việc này, hắn năng lượng, viễn siêu chính mình tưởng tượng. Chu tự nhìn cái kia nửa nằm ở trên sofa người, giờ phút này ở trong mắt hắn, người thanh niên này, thật giống như đến từ địa ngục ác ma, có thể nhẹ nhàng đem chính mình hủy diệt. Không gián đoạn chuông điện thoại thanh, đánh sập Chu tự nội tâm, hắn bước chân lảo đảo chạy đến Trương Huyền trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo khẩn cầu, ta đồng ý. Ta cái gì đều đồng ý, cầu ngươi, giơ cao đánh khẽ đi. Trương Huyền búng tay một cái, sớm như vậy ngoan, không phải hảo. Ở Chu tự chờ đợi trong ánh mắt, Trương Huyền lấy ra di động, gọi điện thoại đi ra ngoài, ở trong điện thoại nói thanh đủ rồi. Mười mấy giây sau, Chu tự lại tiếp điện thoại. Được đến hội báo là, công kích công ty official website hacker đã tự hành rời đi, chèn ép công ty cổ phiếu thần bí tập đoàn tài chính cũng không hề xuống tay. Ngắn ngủn thời gian, công ty tổng cộng hao tổn gần 800 triệu, còn không tính những cái đó cùng Chu thị ngưng hẳn hợp tác đồng bọn. Nếu toàn bộ tính xuống dưới, lần này Chu thị tổn thất, vượt qua 20 trăm triệu. Chu tự phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt người nam nhân này, đây là một cái nói một câu. Là có thể hủy diệt Chu thị đại nhân vật, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Người như vậy, ở cả nước, lại có thể tìm ra mấy cái. Lâm thị tập đoàn,
thế nhưng tìm như vậy một người tới hỗ trợ. Chu Tổng, người ghê tởm Lâm Thị một phen, cũng không thể như vậy tính, ngày mai buổi sáng, ta phải biết rằng ngươi đi Lâm Thị nhận sai tin tức, tất yếu bồi thường, cũng không có thể thiếu, nếu tới rồi giữa trưa ngươi không có cùng Lâm Tổng hảo hảo nhận sai nói, ta tin tưởng, kết quả là ngươi không muốn nhìn thấy. Trương Huyền đứng dậy, vỗ vỗ quần, xem Chu Tự ánh mắt, giống như xem một con kiến. Chu Tự vội vàng kinh sợ gật đầu trả lời, là, nhất định. Nhất định. Không tồi, biết sai có thể sửa, chính là hảo hài tử. Trương Huyền duỗi tay, vỗ vỗ Chu Tự mặt. Như vậy cực có vũ nhục tính động tác, làm Chu Tự không dám có một chút bất mãn, ngược lại nỗ lực bài trừ một bộ gương mặt tươi cười. Giải quyết chuyện này, Trương Huyền rời đi Chu Thị cao ốc, cưỡi lên xe đạp, hừ tiểu khúc trở lại biệt thự, thấy Lâm Thanh Hạm còn ở trên sofa ngủ, nhìn nữ nhân kia điềm tĩnh bộ dáng. Trương Huyền trong mắt xuất hiện một mặt cương triều, đi ra phía trước, lấy một cái công chúa ôm tư thế đem nữ nhân ôm vào trong ngực, chậm rãi đi hướng trên lầu phòng ngủ. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, Lâm Thanh Hạm bị chói mắt ánh mặt trời đánh thức, nàng duỗi người, đầu một hồi cảm giác, chính mình ngủ chính là như vậy thơm ngọt. Nhìn mắt treo ở trên tường đồng hồ, kim đồng hồ chỉ ở 10 vị trí, làm Lâm Thanh Hạm kinh hô một tiếng không xong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5 rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Hạm vội vàng bò lên giường, lao ra phòng ngủ môn, vừa vặn nhìn đến chính quỳ rạp trên mặt đất lau nhà Trương Huyền. Ở Lâm Thanh Hạm nhìn đến Trương Huyền thời điểm, Trương Huyền cũng vừa vặn quay đầu nhìn đến Lâm Thanh Hạm, đối Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, Lâm Tổng, ngươi tỉnh. Lâm Thanh Hạm nhíu nhíu mày, 10 giờ, như thế nào không gọi tỉnh ta? Trương Huyền vui cười một chút, Lâm Tổng, là ngươi nói không cho ta tiến ngươi phòng ngủ à? Lâm Thanh Hạm biểu tình sửng sốt, nói không nên lời tới, chính mình đích xác nói qua nói như vậy, đột nhiên, Lâm Thanh Hạm nghĩ đến chút cái gì, một trương mặt đẹp tức khắc trở nên lạnh băng lên, ta nhớ rõ, ta ngày hôm qua là ở trên sofa ngủ rồi đi. Sáng nay như thế nào sẽ ở phòng ngủ tỉnh lại? Trương Huyền trên mặt vui cười biểu tình một ngưng, dùng tay gãi gãi cái gáy, cười gượng nói, ha ha, là ta xem Lâm Tổng ngươi ngày hôm qua ở trên sofa ngủ không thoải mái, liền đem ngươi ôm đến phòng ngủ. Bất quá người yên tâm, ta tuyệt đối không làm gì chuyện khác người. Họ Trương nhân phẩm là phá lệ kiên quyết. Ôm, Lâm Thanh Hạm bắt được cái này chứ, trước mắt người này, thế nhưng ôm chính mình. Lâm Thanh Hạm theo bản năng liền kiểm tra rồi một chút chính mình quần áo, đương nàng phát hiện chính mình bên người quần áo không có bị động qua đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Huyền sợ Lâm Thanh Hạm lại tiếp tục cái này đề tài đề ra nghi vấn đi xuống, vội vàng dẫn dắt rời đi đề tài, Lâm Tổng. Người công ty không phải còn có chút sự sao, sữa rửa mặt cùng kem đánh răng ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Thanh Hạm cũng rõ ràng, hiện tại không phải cùng Trương Huyền nói này đó thời điểm, công ty sự mới quan trọng nhất, bước thon dài hai chân, Lâm Thanh Hạm vội vàng rửa mặt, sau đó mở ra cửa phòng, chạy đi ra ngoài. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm rời đi bóng dáng, trên mặt lộ ra một mặt sủng nịch tươi cười. Lâm Thanh Hạm khai thượng kia chiếc màu đỏ chạy băng băng ra cửa, trong lòng nôn nóng. Hôm nay sáng sớm, nàng muốn vội vàng đi xử lý cùng Chu Thị hợp tác miếng đất kia, lại một giấc ngủ đến 10 giờ nhiều, thật là hỏng việc. Lâm Thị tập đoàn lầu một đại sảnh, Chu Tự thân xuyên chính trang, trên đầu bọc băng gạc, chính đầy mặt nôn nóng chờ ở nơi này, nhìn hạ thời gian, đã 10 giờ rưỡi, còn có nửa giờ liền đến giữa trưa, nhưng Lâm Tổng còn không có tới. Chu Tự nhưng rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua vị kia tàn nhẫn người ta nói, chính mình nếu giữa trưa trước còn không có xin lỗi. Kia thật nhất định phải chết. Chu Tự phụ thân Chu Bình cũng đứng ở chỗ này, biểu tình nghiêm túc, ngày hôm qua sự tình, hắn nghe chính mình nhi tử rõ đầu rõ đuôi nói một lần, biết được đối phương chỉ là một chiếc điện thoại, liền thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ Chu Thị, làm Chu Bình trong lòng phát run, đồng thời cũng hảo hảo giáo huấn một phen chính mình nhi tử, làm hắn ngàn vạn không thể lại chọc Lâm Thị một chút bất mãn. Đúng lúc này, một chiếc màu đỏ chạy băng băng mang theo tiếng gầm rú ngừng ở Lâm Thị tập đoàn cổng lớn. Nhìn đến này chiếc chạy băng băng nháy mắt, Chu Tự trên mặt rào rạt ra vui mừng, vội vàng đón đi lên, Chu Bình cũng bước nhanh đuổi kịp, nghiêm túc mặt già thượng bài trừ một cái tươi cười. Ăn mặc chức nghiệp trang phục Lâm Thanh Hạm vừa xuống xe, liền thấy được chính bồi vẻ mặt tươi cười đi tới Chu Tự, đối phương trên đầu bọc băng gạc cũng làm Lâm Thanh Hạm nghi hoặc. Lâm Tổng, chờ ngài đã lâu, ngài cuối cùng tới. Chu Tự tận lực làm chính mình có vẻ khách khí, nói chuyện khi, thân mình đều hơi hơi cung hạ. Đem chính mình đặt ở một cái nhược thế vị trí.
Lâm Thanh Hạm bị Chu Tự này đột nhiên thái độ làm đến sửng sốt, ngày hôm qua nàng còn từ trong điện thoại biết được, trước mặt người này, làm chính mình độc thân đi trước Chu Thị cao ốc đâu, Lâm Thanh Hạm kỳ quái về kỳ quái, nói chuyện nhưng không khách khí, khinh miệt cười. À, Chu Tổng, ngày hôm qua chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ngươi nếu thật khi ta Lâm Thị là mềm quả hồng, có cái chiêu gì liền tùy tiện xử đi, lại ghê tởm thủ đoạn, ta Lâm Thanh Hạm cũng kế tiếp. Lâm Tổng, phía trước là Chu mẫu người có mắt không thấy Thái Sơn, ngày hôm qua vị kia đã hung hăng giáo dục quá ta, ngài liền đại nhân có đại lược, tha thứ ta lúc này đây đi, đây là miếng đất kia quyền sở hữu, hôm nay buổi sáng đã làm người toàn bộ chuyển rời đến ngài Lâm Thị danh nghĩa, bao gồm ngài lần trước coi trọng hai khối khu nhà phố, ta hiện tại cũng an bài người làm xuống tay tục, lại quá mấy cái giờ liền sẽ đưa đến tay của ngài thượng, nếu ngài còn vừa lòng nói, phiền toái ngài cấp vị kia đại nhân vật nói một tiếng. Hắn giao đãi sự, ta đều làm được a. Chu Tự này một ngụm một cái ngài, không riêng hướng Lâm Thanh Hạm xin lỗi, càng là đem kia khối hai bên cộng đồng hợp tác đất đưa tặng, đồng dạng còn tặng kèm hai khối khu nhà phố coi như nhận lỗi, chỉ là muốn cho Trương Huyền nhìn đến chính mình thành ý. Chu Bình cũng ở một bên nói lời hay, cấp Lâm Thanh Hạm nói cái gì Chu Lâm hai nhà vốn là thế giao, chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử làm ra những việc này tới, hy vọng Lâm Thanh Hạm không cần trách cứ. Lâm Thanh Hạm nhìn Chu Tự truyền đạt đất giấy chứng nhận, mặt trên mọi người viết tên của mình, còn che lại bộ môn liên quan dấu chạm nổi, căn bản vô pháp làm bộ, trước mắt phát sinh hết thảy, làm Lâm Thanh Hạm có loại mãnh liệt không chân thật cảm, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Lâm Thanh Hạm bắt được Chu Tự trong lời nói trọng điểm, hắn nói, ngày hôm qua có người, hung hăng giáo dục hắn, trợ giúp chính mình. Người nọ là ai? Lâm Tổng, ngài xem ngài còn vừa lòng sao? Chu Tự thật cẩn thận, thử tính hỏi một chút, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình quá mức hèn mọn, ngày hôm qua vị kia năng lượng, hắn hoàn toàn kiến thức qua, trong lòng chỉ có sợ hãi, hắn minh bạch, chính mình ngạo khí tư bản, ở vị kia trước mặt, cái gì đều không phải. Hành, ta đã biết, người đất cùng khu nhà phố không cần thiết cho ta chỉ hy vọng, ở kế tiếp hợp tác chung, người không cần lại làm chút cái gì làm người ghê tởm sự tình. Lâm Thanh Hạm cũng không có nhận lấy Chu Tự nhận lỗi. Bởi vì nàng không biết là ai giúp chính mình, thu này phân đại lễ, một chút đều không thích hợp. Chu Tự vừa nghe Lâm Thanh Hạm không tính toán muốn chính mình nhận lỗi, kia một khuôn mặt tức khắc khổ xuống dưới. Lâm Tổng, ngài liền nhận lấy đi, ngày hôm qua vị kia nói, nếu nhận lỗi không đúng chỗ, ta cũng liền thảm a, ngài coi như đáng thương ta, nhận lấy đi. Chu Tự thái độ, nháo đến Lâm Thanh Hạm thật sự có chút không biết làm sao. Đáng thương hắn. Miễn phí nhận lấy hắn hơn 1 tỷ giá trị mà, Chu Tự nói, muốn cho người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng Chu Tự điên rồi. Lâm Thanh Hạm thấy Chu Tự này đau khổ cầu xin bộ dáng, biết chính mình vô pháp cự tuyệt, tính, trước nhận lấy đi, chờ biết là ai giúp chính mình, lại đem này phân lễ còn trở về cũng không muộn. Nghĩ thông suốt này đó, Lâm Thanh Hạm nói cho Chu Tự, chính mình sẽ làm bí thư tới phụ trách những việc này, nói xong nàng liền vội vàng lên lầu. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chính mình văn phòng chung, nhìn thật lớn cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua này phiến cửa sổ, có thể nhìn xuống toàn bộ Ngân Châu thị CBD. Nghĩ vừa mới phát sinh hết thảy, Lâm Thanh Hạm vẫn là có chút không thể tin, làm chính mình như vậy đau đầu sự, liền như vậy mộng ảo giải quyết. Rốt cuộc là ai giúp chính mình đâu? Lâm Thanh Hạm suy nghĩ một chút, lại tìm không thấy cái gì manh mối, cũng may Lâm Thanh Hạm không phải cái gì làm ra vẻ người, có một số việc tạm thời không nghĩ ra, liền không thèm nghĩ. Trong lòng lớn nhất một cọc tâm sự lại, làm nàng tâm tình thư hoãn không ít, đúng lúc này, cửa văn phòng đã bị người gõ vang. Mời vào, Lâm Thanh Hạm đối với văn phòng ngoài cửa nói một tiếng. Ngoài cửa tiến vào, là một người có tiểu mạch sắc da thịt nữ tính, nàng ăn mặc một thân hồng lam giao nhau rộng thùng thình đồ thể dục, tuổi nhìn qua cùng Lâm Thanh Hạm không sai biệt lắm lớn nhỏ, 23 tuổi tả hữu, thân cao 1m6, lưu trữ một đầu tóc ngắn. Tên này nữ tính đứng ở nơi đó, dường như một đầu tùy thời có thể phát lực liệp báo giống nhau. Lâm Tổng ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Giang Tính, người phụ thân mời ta tới bảo hộ ngươi. Giang Tính vừa dứt lời, Lâm Thanh Hạm điện thoại liền vang lên, là nàng phụ thân đánh tới. Chương 6 có người muốn sát Lâm Thanh Hạm. Ngân Châu Thị Xuân đằng viện phúc lợi. Đơn thuần bọn nhỏ ở màu xanh lục mặt cỏ thượng chơi đùa, mặt cỏ thượng, Tần Nhu thân xuyên màu trắng váy dài. Ngồi xếp bằng tại đây, một đầu tóc dài khoác ở sau đầu, đen nhánh nhan sắc cùng nàng váy trắng hình thành thiên minh đối lập, nàng trên đầu mang bọn nhỏ vì nàng biên chế hoa quan, màu trắng váy dài tán loạn ở mặt cỏ thượng,
dường như là rừng rậm tinh linh giống nhau. Tần Nhu tỷ tỷ, ta cũng muốn đường. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử chạy đến Tần Nhu trước mặt, đối nàng hắc hắc mãnh cười. Tiểu hổ, ngươi không thể lại ăn đường. Tần Nhu vươn cánh tay ngọc, xoa tiểu hổ đầu, trong mắt tràn ngập cương triều. Một người đầu tóc hoa dâm bà lão cung thân mình, tươi cười hòa ái từ một bên đi tới, tiểu Nhu, ngươi quá quán này đó hài tử. Tần Nhu trên mặt lộ ra điềm mỹ tươi cười, tựa như hoa quỳnh nở rộ mỹ diễm, thúc giục viện trưởng, ta nhìn đến bọn nhỏ vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ, đúng rồi, cái kia kêu Trương Huyền, hắn tới sao? Vừa tới, thôi viện trưởng chỉ một bên, ở một người công dựng mộc chất đỉnh hóng gió chung, Trương Huyền một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn phía trước. Thôi viện trưởng nhìn Trương Huyền bộ dáng, thở dài, che kín hiền từ trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, ai, đứa nhỏ này. Trước sau đi không ra chính mình khúc mắc a, năm đó hắn mẫu thân vì không liên lụy hắn, nhảy lầu tự sát, hắn vẫn luôn đều ở vì việc này tự trách. Tần Nhu ánh mắt theo thôi viện trưởng ngón tay nhìn lại, nàng nhìn chăm chú Trương Huyền sườn mặt, từ người nam nhân này trên người, nàng tổng có thể cảm giác được một cổ khí tức bi thương, ở hắn thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất giấu kín rất rất nhiều chuyện xưa giống nhau, làm Tần Nhu nhịn không được muốn đi thăm dò, nhưng mỗi lần nàng muốn nếm thử cùng người này nói chuyện thời điểm. Tổng hội cảm giác được đối phương cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở. Tần Nhu gia cảnh giàu có, ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất chúng, là rất nhiều nhân tâm trong mắt nữ thần, hơn nữa nàng làm người thiện lương, không cầu hồi báo giúp đỡ Xuân Đằng viện phúc lợi, làm nàng người theo đuổi vô số. Một tháng trước, Tần Nhu gặp được Trương Huyền, lúc ấy nàng nhìn thấy Trương Huyền một người ngồi ở cái kia mộc chất đỉnh hóng gió âm thầm xuất thần thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy người nam nhân này ở giả ngu. Sắm vai thâm trầm. Nhưng hiện tại, Tần Nhu không như vậy suy nghĩ, nàng nghe viện trưởng nói người nam nhân này chuyện xưa, cũng minh bạch hắn vì cái gì sẽ ngồi ở cái kia đỉnh hóng gió chung, đó là hắn cùng hắn mẫu thân, đã từng cùng nhau dựng lên. Trương Huyền hắn, là cái hảo hài tử a, vừa mới hắn cho ta 2 vạn đồng tiền, vô luận ta như thế nào cự tuyệt, hắn khăng khăng phải cho ta, đứa nhỏ này sinh hoạt vốn dĩ liền không tốt, lại còn nghĩ vì viện phúc lợi làm chút sự tình. Thôi viện trưởng thở dài lắc đầu, năm đó viện phúc lợi phải có ngươi như vậy người tốt giúp đỡ, ta cũng liền sẽ không trơ mắt nhìn hắn mẫu thân qua đời, mà bất lực. Tần Nhu ánh mắt dừng hình ảnh ở Trương Huyền trên người, hắn ăn mặc như vậy một thân hàng vỉa hè, lại quyên cho viện phúc lợi 2 vạn khối. Trương Huyền ca ca, chúng ta cùng nhau tới chơi đi. Một cái 3 tuổi tiểu nữ hài chạy đến Trương Huyền trước mặt, nãi thanh nãi khí nói, dùng nàng tay nhỏ lôi kéo Trương Huyền ống quần. Hảo a. Nhân nhân tưởng chơi cái gì? Trương Huyền một phen bế lên tiểu nữ hài, đem nàng vứt khởi lại tiếp được, trên mặt lộ ra tươi cười. Trương Huyền loại này phát ra từ nội tâm tươi cười, sẽ chỉ ở 2 cái địa phương lộ ra, đệ nhất, ở Lâm Thanh Hạm trước mặt, đệ nhị, ở viện phúc lợi. Nhân nhân muốn chơi nâng lên cao, tiểu nữ hài cười khúc khích, mắt to mị thành một cái tế phùng, giống một nha trang rằm. Ngồi ở mặt cỏ thượng Tần Nhu, nhìn đến Trương Huyền kia phát ra từ nội tâm tươi cười khi, cũng không khỏi cười, nàng xem ra tới, người nam nhân này là thiệt tình thích này đó hài tử, không giống chính mình những cái đó người theo đuổi, vì lấy lòng chính mình, cố ý lộ ra một bộ thích hài tử bộ dáng. Trương Huyền bồi tiểu nữ hài chơi trong chốc lát, trong túi điện thoại vang lên, Trương Huyền nhìn thoáng qua là ngày hôm qua cái kia soái khí thanh niên đánh tới, hắn đem nhân nhân phóng tới trên mặt đất, làm nhân nhân chính mình đi chơi, sau đó đi đến một bên, tiếp khởi điện thoại, làm sao vậy? Soái khí thanh niên ở trong điện thoại thanh âm lược hiện ngưng trọng, lão đại, được đến tin tức, có sát thủ hôm nay chuẩn bị đối tàu tử động thủ. Sát thủ, Trương Huyền cắn chặt nói ra này 2 chữ. Tại đây nháy mắt, cách điện thoại, soái khí thanh niên đều có thể cảm giác được một tia hàn ý, hắn tuy rằng không biết lão đại vì cái gì đối vị này Ngân Châu thị nữ tổng tài như vậy để ý, nhưng hắn rõ ràng, những cái đó sát thủ, chết chắc rồi. Trong điện thoại trầm mặc vài giây, Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Hành, ta đã biết, ngươi không cần tùy tiện phái người ra tay, những việc này ta sẽ giải quyết, cứ như vậy. Trương Huyền cắt đứt điện thoại, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phương xa không trung, lẩm bẩm nói, có một số người, tồn tại không tốt sao. Ban đầu, Trương Huyền vốn dĩ tưởng quang minh chính đại theo đuổi Lâm Thanh Hạm, rốt cuộc lấy hắn địa vị, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, hắn cùng Lâm Thanh Hạm kết hợp, đều chỉ có thể tính Lâm Thanh Hạm trèo cao. Nhưng Trương Huyền ở một lần trong lúc vô ý được đến tin tức, có người muốn Lâm Thanh Hạm mệnh, đối phương thân phận thực ẩn nấp, Trương Huyền một chốc cũng tra không ra. Trương Huyền biết,
này không phải đối phương trình tự quá cao, tương phản, mà là bọn họ trình tự quá thấp, làm chính mình không thể nào xuống tay đi tra, rốt cuộc chính mình tiếp xúc, đều là thế giới đứng đầu mặt nhân vật. Trương Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm bảo hộ Lâm Thanh Hạm, chậm rãi điều tra rốt cuộc là ai ngờ đối Lâm Thanh Hạm bất lợi, lúc này mới trở thành một người tới cửa con rể, cho dù Trương Huyền biết, Lâm Thanh Hạm khinh thường chính mình, nhưng hắn vẫn như cũ hưởng thụ như vậy nhật tử. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể thấy cái này chính mình sinh mệnh thiên sứ, liền thỏa mãn, nàng cho chính mình thế giới mang đến quang minh, làm chính mình ở nhất tuyệt vọng thời điểm tin tưởng, thế giới này, cũng không phải chính mình nhìn thấy như vậy lãnh khốc vô tình. Biết được có sát thủ xuất động sau, Trương Huyền cùng thôi viện trưởng chào hỏi, ăn mặc hắn bờ cắt quần bạch ngực, dẫm lên một đôi dép lào, liền đi bộ chiều Lâm thị cao ốc đi đến. Tần Nhu thấy Trương Huyền phải đi, đi đến Trương Huyền trước mặt, tự nhiên hào phóng đối Trương Huyền nói. Muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Tần Nhu tưởng tiếp xúc gần gũi một chút người nam nhân này, hắn kia phân đối hài tử yêu thích, kia phân đối thân tình quyến luyến, đều làm Tần Nhu mê muội. Tần Nhu muốn thâm nhập đi tìm hiểu hắn, biết rõ hắn. Không cần, Trương Huyền xua tay cự tuyệt, không nhiều cùng Tần Nhu nói một lời, thậm chí liền ánh mắt, cũng chưa nhiều ở Tần Nhu trên người dừng lại một giây. Tần Nhu nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, kia ít lời bộ dáng. Làm Tần Nhu mắt đẹp giữa dòng lộ ra một trận mất mát. Lâm thị cao ốc tọa lạc ở Ngân Châu thị CBD trung tâm, có thể nói là toàn bộ CBD nhất thấy được kiến trúc, 22 tầng cao lầu tượng trưng cho Lâm thị khổng lồ tài phú. Lâm thị tối cao tầng, tổng tài văn phòng chung, Lâm Thanh Hạm cắt đứt phụ thân điện thoại, đồng thời từ phụ thân trong miệng biết được chính mình tình cảnh. Về vì cái gì có người muốn chính mình mệnh, Lâm Thanh Hạm cũng không rõ ràng, muốn nói đắc tội người nào. Lâm Thanh Hạm chỉ có thể nói, chính mình ở sinh ý trong sân, đắc tội quá người, thật sự là quá nhiều, tinh tế tưởng nói, mỗi người đều khả năng muốn chính mình mệnh, rốt cuộc thương nghiệp tranh đấu, tuy không thấy huyết, nhưng cũng là sẽ làm kẻ thất bại rơi vào cửa nát nhà tan kết cục, không ít người từ phất nhanh, một đêm gian trở nên hai bàn tay trắng, cuối cùng lựa chọn bước lên sân thượng, nhảy xuống. Chương 7 mượn ta 500 khối. Giang Tĩnh ngồi ở văn phòng nội sofa bọc da thượng. Uống mật thất Lý Na vì nàng phao thượng đẳng hắc trà, loại này trà có thể giảm bớt bụng mỡ trồng chất, thâm chịu nữ tính yêu thích. Đồng thời, Giang Tĩnh cá nhân tư liệu cũng bị Lý Na chuẩn bị tốt, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt. Giang Tĩnh, 23 tuổi, 18 tuổi từng lấy quá tỉnh nữ tử cách đấu quán quân, sau phục quân dịch, gia nhập nữ tử đặc chiến đại đội, 5 năm thời gian, chấp hành quá 17 thứ nhiệm vụ, vinh lập cá nhân nhất đẳng công 2 lần, nhị đẳng công 5 lần, tam đẳng công 1 lần. Tinh thông tán đánh, tự do cách đấu, chống khủng bố duy ổn, phục dịch 5 năm sau lựa chọn xuất ngũ, thành lập một nhà nữ tử bảo tiêu công ty, ngắn ngủn một tháng thời gian, liền trong ngành có được vang dội danh hào, chuyên môn phụ trách một ít nam tính bảo tiêu vô pháp làm được bên người bảo hộ. Lâm Thanh Hạm nhìn đến này đó tư liệu sau, đối Giang Tĩnh vẫn là có chút bội phục, tựa như nam nhân cũng sẽ hâm mộ đều là nam tính 8 khối cơ bụng giống nhau. Lâm Thanh Hạm loại này nữ cường nhân, đối với Giang Tĩnh cá nhân thân thủ cũng có chút hâm mộ. Lâm Thanh Hạm khép lại Giang Tĩnh tư liệu, nhìn Giang Tĩnh, nói, ta ba cùng ta công đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở tại ta kia, bất quá trước tiên nói một tiếng, nhà ta còn có một người, hắn khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy phản cảm. Đối với Lâm Thanh Hạm nói, Giang Tĩnh không có làm trả lời. Lâm Thanh Hạm cười cười, nhìn hạ cổ tay trắng nõn thượng đồng hồ, đã mau 12 giờ. Đi trước ăn cơm đi, ta cũng cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta công ty tình huống, phương tiện ngươi ngày sau công tác. Lâm Thanh Hạm từ lão bản ghế đứng dậy, sửa sang lại một chút hơi có chút nếp uốn màu đen váy ngắn, thon dài thẳng tắp hai chân không thể bắt bẻ. Giang Tĩnh buông trong tay chén trà, đối Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, ta tưởng ở ăn cơm phía trước, hẳn là trước xử lý một chút ngươi văn phòng chung máy nghe trộm. Máy nghe trộm, Lâm Thanh Hạm bởi vì Giang Tĩnh nói, mày liễu nhăn ở bên nhau. Nàng trước nay cũng không biết, chính mình văn phòng chung, thế nhưng có máy nghe trộm. Xem Lâm Tổng biểu tình, hẳn là không biết máy nghe trộm tồn tại. Giang Tĩnh đứng dậy, liền thấy nàng ở văn phòng mấy cái chỗ ngoặt sờ soạng một vòng, sau đó phân biệt từ chậu hoa phía dưới, vách tường chỗ ngoặt, cùng với kệ sách tận cùng bên trong, lấy ra ba cái loại nhỏ máy nghe trộm tới. Nhìn đến này đó, Lâm Thanh Hạm sắc mặt phá lệ khó coi, này ba cái máy nghe trộm. Không biết đã đặt ở chính mình văn phòng bao lâu thời gian, chính mình lại có bao nhiêu sự tình, bị người nghe xong đi, này rốt cuộc là ai làm? Lâm Thanh Hạm ở giận với máy nghe trộm tồn tại thời điểm, cũng coi như rõ ràng hiểu biết Giang Tĩnh năng lực, không hổ là chuyên nghiệp bảo tiêu.
Trương Huyền đi vào Lâm thị cao ốc dưới lầu, nhìn hạ thời gian, vừa qua khỏi cơm trưa điểm. Làm trung tâm thương nghiệp, CBD tự nhiên không thể thiếu đủ loại kiểu dáng tiệm ăn vặt, Trương Huyền nhìn một vòng, tìm được một nhà có thể nhìn đến Lâm Thanh Hạm văn phòng cửa sổ sát đất tiệm cà phê đi vào, tuyển ở cửa sổ ngồi xuống, nơi này có thể bằng tốt tầm mắt quan sát đến Lâm thị cao ốc, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, Trương Huyền có thể ở trước tiên vào tới Lâm thị cao ốc chung, đương nhiên, ở sát thủ xuất hiện trước, Trương Huyền cũng sẽ không chủ động lộ ra cái gì dấu vết. Ở CBD công tác đa số bạch lĩnh, tiệm cà phê tràn ngập tiểu tư tình thú, thư hoãn nhạc nhẹ ở Trương Huyền vừa vào cửa liền truyền vào trong tai, trong cửa hàng nhiều có chút màu xanh lục thảm thực vật đặt ở dàn trồng hoa thượng. Trương Huyền nhìn thoáng qua, tiệm cà phê chung cũng không có quá nhiều người, một người nhìn qua cũng liền 17 đến 18 tuổi nữ hài, đối diện màn hình di động, lầm bầm lầu bầu nói cái gì. Còn có một người ăn mặc áo sơ mi nam tính tiêu thụ, đang cố gắng cùng ngồi ở hắn đối diện khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm. Trương Huyền muốn chút điểm tâm, còn có một ly nhất giá rẻ cappuccino, chính chậm gì gì ăn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, ước chừng nửa giờ sau, Trương Huyền tỏa định 6 cái mục tiêu. Có 6 người, vẫn luôn bồi hồi ở Lâm thị cao ốc ngoại, đều là nam tính, hơn 30 tuổi, trong đó 2 người, phân biệt từng người điều khiển một chiếc cũ xưa gia tạp, dư lại 4 người, bọn họ lực chú ý tất cả đều đặt ở Lâm thị cao ốc thượng, thả ánh mắt như có như không đều liếc hướng tối cao một tầng. Này 6 người ở dòng người dày đặc CBD chung, rất khó bị chú ý tới, nhưng lại trốn bất quá Trương Huyền đôi mắt. Trương Huyền mới vừa đứng dậy, chuẩn bị đi trước đem kia 6 người chế phục, sau đó tỉ mỉ dò hỏi một phen, kết quả liền thấy Lâm Thanh Hạm từ Lâm thị cao ốc đi ra, ở Lâm Thanh Hạm bên người, còn đi theo một người có tiểu mạch màu da nữ nhân, hai nàng hoàn toàn bất đồng màu da, hình thành tiên minh đối lập. Trương Huyền chỉ là một phiết, là có thể nhìn ra, Lâm Thanh Hạm bên người nữ nhân. Là cái người biết võ, nàng ánh mắt, thời thời khắc khắc đều ở chú ý bốn phía, nàng đi đường bước chân, mỗi một bước bán ra khoảng cách đều vừa vặn tốt, thân thể của nàng, thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì một loại tùy thời có thể phát lực trạng thái. Trương Huyền suy nghĩ một chút, từ bỏ đi trước chế phục kia 6 người ý tưởng, đi ra tiệm cà phê, chiều Lâm Thanh Hạm kia đi đến. Lâm Thanh Hạm mang theo Giang Tĩnh ở công ty đơn giản ăn chút cơm trưa, bởi vì phát hiện văn phòng có máy nghe trộm duyên cớ. Lâm Thanh Hạm có chút ngồi không yên, muốn mang Giang Tĩnh về nhà, nhìn xem trong nhà có phải hay không cũng bị người an thượng mấy thứ này. Lâm Thanh Hạm mới ra môn, liền nhìn đến một đạo lệnh chính mình chán ghét thân ảnh chiều chính mình đi tới, chính mình rõ ràng đã cảnh cáo hắn, đừng tới tìm chính mình. Lâm Tổng, Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, treo một bức gương mặt tươi cười, này gương mặt tươi cười ở Lâm Thanh Hạm trong mắt là như vậy làm người ghê tởm. Người tới làm gì? Lâm Thanh Hạm nhìn lôi thôi lếch thếch Trương Huyền. Trương Huyền thân cao có 1m8, cũng không có vẻ gầy yếu, diện mạo đi lên nói, cũng có thể xưng được với là soái khí, nhưng chính là làm Lâm Thanh Hạm không thảo hỉ, bởi vì nàng biết, mặc kệ người nam nhân này bề ngoài có bao nhiêu hảo, đều thay đổi không được hắn ăn cơm mềm sự thật, lại xem hắn này bạch ngực, bờ cắt quần, dép lào trang phẫn, làm người nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền sẽ liên tưởng đến lôi thôi hai chữ. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm cười hắc hắc. Nói, Lâm Tổng, ta có thể hay không hỏi ngươi mượn 500 đồng tiền, tháng sau phát tiền lương liền còn cho ngươi. Đây là Trương Huyền có thể tìm ra nhất thích hợp lấy cớ, hắn Tổng không thể nói cho Lâm Thanh Hạm, có người muốn giết ngươi, ta tới bảo hộ ngươi đi. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, trong mắt kia cổ chán ghét có thể dày đặc, nàng cũng lười đến cùng Trương Huyền nói nhiều như vậy, trực tiếp móc ra 500 đồng tiền ném cấp Trương Huyền, tiền cho ngươi, cũng đừng còn. Dù sao ngươi cái gọi là tiền lương cũng đều là nhà ta tiền, về sau không cần xuất hiện ở công ty cửa. Nói xong, Lâm Thanh Hạm cũng mặc kệ Trương Huyền, mang theo Giang Tĩnh liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Chờ tới rồi xa tiền thời điểm, Lâm Thanh Hạm phát hiện Trương Huyền còn theo sau lưng mình, trên mặt trước sau treo kia phó làm người chán ghét gương mặt tươi cười. Ngươi đi theo ta làm gì? Lâm Tổng, ngươi đây là muốn đi đâu a? Trương Huyền hỏi. Đồng thời hắn cũng đang âm thầm đánh giá Giang Tĩnh. Về nhà, Lâm Thanh Hạm đều lười đến nói người quản ta linh tinh, bởi vì nàng biết, chính mình một khi nói, cái này mặt dày mày dạn nam nhân nhất định sẽ dò hỏi tới cùng, chọc người phiền. Kia vừa vặn, đem ta mang lên bái. Trương Huyền xoa xoa tay, nếu không ta đánh xe trở về, tiền xe quá quý. Ngồi không dưới, Lâm Thanh Hạm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, đồng thời chỉ nàng chạy băng băng, chỉ có 2 cái chỗ ngồi. Chương 8 đem yên diệt. Ngồi ta xe đi, Giang Tĩnh vào lúc này đột nhiên mở miệng,
ấn xuống tay chung chìa khóa xe, một chiếc đại chúng Zeta phát ra tích tích hai tiếng, Giang Tĩnh thấy Lâm Thanh Hạm đối chính mình đầu tới bất mãn ánh mắt, đối Lâm Thanh Hạm cười nói, Lâm Tổng, đây là ngươi phía trước cùng ta nhắc tới quá người. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Lúc này, Trương Huyền đã cợt nhả ngồi vào Giang Tĩnh đại chúng hàng phía sau. Đi thôi Lâm Tổng, đi trước nhà ngươi nhìn xem. Giang Tĩnh đối Lâm Thanh Hạm vẫy vẫy tay. Lâm Thanh Hạm bất đắc dĩ, chỉ có thể thượng Giang Tĩnh xe, nàng ngồi vào ghế phụ lúc sau, cố ý đem ghế dựa đi phía trước nhích lại gần, đương thật sự dựa bất động thời điểm mới từ bỏ, nàng muốn cho chính mình tận khả năng ly Trương Huyền xa một chút. Trương Huyền giống như căn bản không ý thức được Lâm Thanh Hạm có bao nhiêu chán ghét chính mình giống nhau, ngồi ở kia hắc hắc cười, còn không dừng cùng Giang Tĩnh nói chuyện, nói trước nay chưa thấy qua Giang Tĩnh loại này, hỏi Giang Tĩnh có phải hay không mới tới công nhân. Giang Tĩnh tuy rằng biết Lâm Thanh Hạm chán ghét Trương Huyền, nhưng nàng chính mình lại không thể đem loại này cảm xúc đại nhập, bởi vì chính mình làm thuê thời điểm, không riêng phải bảo vệ Lâm Thanh Hạm, đồng thời cũng thu được nhân tiện bảo hộ Lâm Thanh Hạm lão công nhiệm vụ, nói trắng ra là, trên xe người nam nhân này, cũng là chính mình cố chủ. Chiếc xe liền như vậy xử ở trên đường phố, dần dần tới rồi tắc tiếp nước Hương. Trương Huyền một đường nhìn ở cợt nhả nói giỡn, trên thực tế, hắn lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở ngoài xe, rõ ràng nhìn đến, chính mình lúc trước sở chú ý tới hai chiếc gia tạp, trước sau đi theo xe sau. Đại chúng xử nhập tiểu khu, Giang Tĩnh ở Lâm Thanh Hạm chỉ lộ hạ, hướng tới khu biệt thự khai đi. Liền ở sắp về đến nhà thời điểm, Trương Huyền nhìn đến, trước mắt con đường, bị phá hỏng. Tiểu khu chạy máy đường xe chạy thượng, hoành ngừng hai chiếc gia tạp, đổ ở lộ trung gian, xe căn bản khai bất quá đi. Giang Tĩnh đánh hai hạ loa, phía trước hai chiếc xe căn bản nhúc nhích bộ dáng, bất đắc dĩ, Lâm Thanh Hạm đành phải làm Giang Tĩnh chuyển xe, chỉ huy một con đường khác, đã có thể ở Giang Tĩnh chuẩn bị chuyển xe thời điểm, lại có hai chiếc gia tạp từ phía sau lái qua đây, theo sau hoành ngừng ở nơi này, đem lộ hoàn toàn phá hỏng. Giờ khắc này, Giang Tĩnh ý thức được không thích hợp, cấp Lâm Thanh Hạm nói thanh đãi ở trong xe đừng nhúc nhích sau, chính mình xuống xe. Giang Tĩnh vừa mới mở cửa xe, mặt sau mới vừa mở ra hai chiếc gia tạp thượng, tổng cộng đi xuống 6 gã nam tính, khóe môi treo lên cười dữ tợn, chiều Giang Tĩnh đi tới, bọn họ trên tay, đều kiềm giữ đoạn chùy. Đồng thời, ngăn trở con đường phía trước hai chiếc gia tạp thượng, cũng đi xuống tới 5 người, đều là nam tính, hoàn toàn đem này chiếc đại chúng vây quanh. Cô bé, thức thời liền chạy nhanh cút đi, ra ra chỉ nghĩ muốn trong xe nữ nhân kia mệnh. Cầm đầu một người nam tính ném trong tay đoạn chùy, chiều Giang Tĩnh nói. Chỉ bằng các ngươi, Giang Tĩnh quét một vòng này 11 người, ánh mắt lộ ra coi khinh. Cô bé, không thức thời kết cục, chính là muốn mệnh, nếu ngươi không nghe khuyên bảo, ra ra cũng không để bụng nhiều làm chết một cái, ở ngươi trước khi chết, ra ra nhất định sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu đau khổ. Cầm đầu nam tính đi nhanh chiều Giang Tĩnh vào tới, giơ lên trong tay chủy thủ, hung hăng chiều Giang Tĩnh trên mặt đâm tới. Một màn này, làm ngồi ở ghế phụ Lâm Thanh Hạm xuyên thấu qua kính chắn gió xem rành mạch, đường đối phương giơ lên chủy thủ, hung hăng đâm nháy mắt, Lâm Thanh Hạm hét lên một tiếng, theo bản năng che khuất hai mắt, một lòng thình thịch nhảy lợi hại. Nàng khi nào gặp qua như vậy một màn, cho dù là cái nam nhân, nhìn thấy có người cầm đao hành hung, đều sẽ sợ hãi. Phanh, một thanh âm vang lên, làm Lâm Thanh Hạm nhắm chặt hai mắt mở, nàng nhìn đến, vừa mới còn cầm chủy thủ thứ hướng Giang Tĩnh nam tính. Đã ngã ở xe đại đắp lên, Giang Tĩnh lúc này đang bị vài tên cầm chủy nam tính vây quanh, mỗi một đao đều chiều Giang Tĩnh yếu hại đâm tới, Giang Tĩnh hiểm chi lại hiểm tránh thoát, cho đánh trả. Lâm Thanh Hạm run run rẩy rẩy lấy ra di động, chuẩn bị báo nguy, lại phát hiện tối hôm qua không có nạp điện di động lại tại đây thời khắc mấu chốt không điện tắt máy. Lâm Thanh Hạm oán hận đem này di động chiều bên cạnh một ném, lúc này nàng nhớ tới ghế sau còn có một người, liền hô lớn, Trương Huyền, mau. Mau báo cảnh sát, kêu tiểu khu bảo an. Lâm Thanh Hạm hô to một tiếng, phát hiện Trương Huyền cũng không có trả lời chính mình, quay đầu vừa thấy, phát hiện Trương Huyền đã sớm không ở ghế sau, Lâm Thanh Hạm ánh mắt một phiết, phát hiện Trương Huyền thân ảnh, hắn không biết khi nào, đã trộm lưu xuống xe, chiều nhà mình biệt thự chạy tới, một khắc đều không ngừng lưu, giống như đã bị dọa phá gan. Trương Huyền này yếu đuối bộ dáng, làm Lâm Thanh Hạm trong lòng hận, chính mình như thế nào? Liền tìm một cái như vậy lão công. Trương Huyền chạy tiến biệt thự đại viện, hắn có thể xem ra tới, kia 11 cái nam tính, căn bản là không phải Giang Tĩnh đối thủ, bằng vào Giang Tĩnh hoàn toàn có thể đối phó, mà chính mình, còn có khác sự phải làm.
đẩy ra biệt thự đại môn, Trương Huyền nhìn không đương phòng khách, cất cao giọng nói, lén lút có ý tứ gì? Ha ha, cũng không tính lén lút đi, ta chỉ là không nghĩ bị người cùng bên ngoài đám kia tạp cá nói nhập làm một mà thôi, có thể phát hiện ta, chứng minh ngươi còn có chút bản lĩnh. Từ phòng khách đi thông lầu hai thang lầu thượng, đi xuống một người ăn mặc tây trang nam tính, đối phương nhìn qua không đến 30, trên mặt treo một bức nhàn nhạt tươi cười. Trương Huyền ở nhìn đến đối phương nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn ngập phẫn nộ, hắn ra cửa trước mới sát mà, bị người. Giấm, dơ, tâm tắc, trên mặt này phó phẫn nộ biểu tình, ta thật sự thực hưởng thụ đâu, người biết không, ta giết được những người đó, mỗi lần để lại cho ta cuối cùng biểu tình, chỉ có hai cái, hoảng sợ, cùng với phẫn nộ. Tây trang nam tính thực yêu nhã từ trong túi móc ra một chi thuốc lá, đặt ở trong miệng bậc lửa, hung hăng hút một ngụm sau, nheo lại hai mắt. Tầm mắt xuyên thấu qua phun ra sương khói, nhìn Trương Huyền. Tắt thuốc lá cho ta, lão bà của ta không cho hút thuốc. U, thật là một cái cố gia nam nhân a, các ngươi lập tức chính là chết người, không nên để ý này đó. Tây trang nam cũng không giống như sốt ruột động thủ, đây cũng là hắn thói quen, ở giết người trước, muốn hưởng thụ mục tiêu trước khi chết phản ứng, chẳng qua, lúc này đây đối phương phản ứng, là hắn chưa từng có gặp được quá. Ta làm ngươi đem yên diệt. Trương Huyền lại lần nữa cường điệu một tiếng, đồng thời về phía Tây Trang Nam đi đến. Ta muốn nói không đâu, Tây Trang Nam treo ý cười, lại cố ý hung hăng hút một ngụm. Vậy chết, Trương Huyền thanh âm, không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, hắn ánh mắt, giống như một đầu hung mãnh cự thú, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Trang Nam. Ở Trương Huyền trong ánh mắt, Tây Trang Nam thế nhưng cảm thấy một tia sợ hãi, loại này sợ hãi, làm hắn có loại tâm phiền ý loạn. Tiểu tử. Người tìm chết, Tây Trang Nam đem trong tay bậc lửa thuốc lá chiều Trương Huyền hung hăng một ném, không bao giờ tưởng cùng hắn vô nghĩa đi xuống, một tay thành chảo, chiều Trương Huyền cổ chộp tới, muốn bóp gãy Trương Huyền yết hầu. Quá chậm, Trương Huyền không mang theo cảm tình sắc thái thanh âm ở Tây Trang Nam bên tai vang lên. Tây Trang Nam trong lòng kinh hãi, vừa định muốn biến chiêu, liền cảm giác chính mình cánh tay thượng truyền đến một trận thấu xương đau đớn, loại này đau đớn làm hắn nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Chính mình vươn cánh tay, thế nhưng, bị người vặn gãy. Còn không có tới kịp làm Tây Trang Nam phản ứng đã xảy ra cái gì, trên thân thể hắn, lại có ba cổ không thua gì cụt tay đau đớn đồng thời đánh úp lại, cơ hồ ở trong nháy mắt, hắn một khác cái cánh tay, cùng với hai chân, tất cả đều bị người đoạn rớt. Chương 9 đủ sao? Bị đoạn rớt hai chân Tây Trang Nam, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi tay vô lực rũ xuống, trên mặt hắn kia phó đạm cười đã sớm biến mất. Ngược lại biến thành hoảng sợ, ở hắn cái trán, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Trương Huyền chú ý tới Tây Trang Nam sau trên cổ, có một đạo nhợt nhạt xăm mình. Trương Huyền nhíu nhíu mày, ám dạ sát thủ, ai phái ngươi tới? Tây Trang Nam ở nghe được Trương Huyền nói ra ám dạ hai chữ thời điểm, hung hăng nuốt hạ nước miếng, rất ít có người có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tổ chức tên. Ngươi thế nhưng biết ám dạ, Tây Trang Nam trừng lớn hai mắt. Thực thần bí sao? Trương Huyền hỏi lại một câu, nói đi, ai phái ngươi tới, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Ha, ha ha, Tây Trang Nam hít vào một hơi, cười to hai tiếng, ngươi nếu biết ám dạ, vậy nên rõ ràng, chúng ta ám dạ, cho dù là chết, cũng chưa bao giờ sẽ để lộ cố chủ thân phận. Trương Huyền nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, theo sau mở miệng, cũng đúng, quy củ vẫn là muốn thủ, xem ngươi sau cổ xăm mình, hẳn là ám dạ thập tam tử chung một viên đi. Nghe nói các ngươi ám dạ thập tam tử tình như thủ túc, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, hoặc là trái với các ngươi tổ chức quy định, nói cho ta cố chủ là ai, hoặc là ta giết hết ngươi dư lại 12 cái huynh đệ tỉ muội. Cuồng vọng, Tây Trang Nam quỳ trên mặt đất, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối toàn bộ ám dạ thập tam tử động thủ. Trên thế giới này, có mấy người dám nói ra nói như vậy? Là không nhiều lắm. Nhưng ta là trong đó một cái. Trương Huyền ngữ khí thực bình đạm nói. Ngươi từ đâu ra tự tin, chỉ bằng ngươi có thể đánh bại ta. Tây Trang Nam cười lạnh. Bằng cái này, Trương Huyền từ chính mình bờ cắt quần túi quần, lấy ra một quả ám kim sắc nhẫn, lông mày nhẹ nhàng một trọn, đủ sao. Ở nhìn đến cái này nhẫn nháy mắt, Tây Trang Nam đồng tử phát sinh một trận kịch liệt co rút lại, hắn nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Thánh, thánh giới, là ngươi, là ngươi. Thế nhưng là ngươi, Tây Trang Nam thân hình, đều ở không tự giác run rẩy, chẳng sợ hắn vừa mới nhắc tới chết, đều không có biểu hiện ra như vậy bất kham. Thế nào,
hiện tại tin sao? Trương Huyền đem nhẫn trang hồi túi quần, nhìn Tây Trang Nam. Không nghĩ tới, ta thế nhưng may mắn, cùng trong truyền thuyết Sa Tăng giao thủ, ha ha ha. Hảo, ta có thể nói cho ngươi cố chủ là ai, nhưng ngươi muốn bảo đảm, ngươi sẽ không đối ta huynh đệ tỉ muội nhóm động thủ. Ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Trương Huyền trong thanh âm tràn ngập hàn ý, 3 giây đồng hồ, nói cho ta cố chủ, sau đó chết. Tây Trang Nam cười thảm một tiếng, cố chủ họ Tô, yến kinh người. Nói xong, Tây Trang Nam cắn dấu ở nha sau độc dược, đôi mắt vừa lật, cả người về phía trước ngã quỵ, ngã ở Trương Huyền trước mặt. Họ Tô, yến kinh người, Trương Huyền xem cũng chưa xem chết đi Tây Trang Nam liếc mắt một cái, lẩm bẩm một tiếng, sau đã phát cái tin nhắn đi ra ngoài. Trương Huyền kéo thi thể này, đi ra phòng khách mặt Bắc Môn, đi vào hậu viện, đối trong không khí phất phất tay, một đạo hắc ảnh lượt tới, khiêng lên thi thể, nói cái gì cũng chưa nói, lại lần nữa biến mất. Trương Huyền trở lại phòng khách, xác nhận một chút, trong phòng cũng không có lưu lại cái gì đánh nhau dấu vết, lúc này mới hướng phòng khách phía nam cửa chính đi đến, vừa lúc, Lâm Thanh Hạm cùng Giang Tĩnh cũng từ cửa chính vào. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng, che kín hàn ý, vừa mới Trương Huyền yếu đuối bộ dáng, nàng xem chính là rành mạch. Hắc hắc, Lâm Tổng, nước trà đã cho ngươi phao hảo, mau hưởng dụng đi. Trương Huyền đem một ly hướng trà ngon thủy đoan đến Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Thanh Hạm lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Trương Huyền, nói cái gì cũng chưa nói, cũng không đi tiếp hắn đưa qua này chén nước trà, nàng đối Trương Huyền, đã không có bất luận cái gì lời nói nhưng nói, sự tình hôm nay, làm nàng quyết định, lập tức liền cho chính mình phụ thân gọi điện thoại, làm người này cút đi. Giang Tĩnh xem Trương Huyền trong ánh mắt, cũng có chứa một ít khinh thường, một người nam nhân, ở chính mình lão bà gặp được nguy hiểm thời điểm, đi trước chạy trốn. Trương Huyền thấy Lâm Thanh Hạm tâm tình không tốt, run run cười liền trở lại chính mình phòng ngủ, hắn cấp soái khí thanh niên gọi điện thoại, nói cho soái khí thanh niên, làm hắn đem toàn bộ yến kinh họ Tô, tất cả đều tra thượng một lần. Đương Trương Huyền xử lý xong những việc này thời điểm, Giang Tĩnh cũng đem biệt thự kiểm tra rồi một lần, làm Lâm Thanh Hạm tâm tình hơi chút hảo điểm chính là, biệt thự cũng không có bị người trang bị máy nghe trộm linh tinh đồ vật. Trên thực tế, mấy thứ này, ở một tháng trước, đã sớm bị Trương Huyền cấp xử lý rớt. Lâm Thanh Hạm ngồi ở phòng khách chung, càng muốn Trương Huyền vừa mới bộ dáng, trong lòng liền càng bực bội, nàng vừa mới chuẩn bị cấp phụ thân gọi điện thoại, đem vừa mới Trương Huyền yếu đuối biểu hiện nói cho phụ thân, điện thoại liền vang lên, là phụ thân đánh tới. Thanh Hạm A, người hiện tại cùng Tiểu Trương tới một chuyến địch thánh đặc, liền tân khai kia ra pháp thức nhà ăn, Trịnh Sở đứa nhỏ này từ nơi khác đã trở lại, người Trịnh Thúc Thúc cùng Trịnh Bá Mẫu đều mời các ngươi đâu. Lâm Thanh Hạm nghe trong điện thoại phụ thân nói. Sinh sôi đem muốn cho Trương Huyền cút đi nói nuốt đi xuống, nếu nói, Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền là có 100 bất mãn nói, kia nàng đối cái kia Trịnh Sở, chính là 1000 cái bất mãn. Trịnh gia cùng Lâm gia là thế giao, Lâm Thanh Hạm xuất sắc bộ dạng, từ nhỏ liền đã chịu Trịnh Sở theo đuổi, nhưng Lâm Thanh Hạm đối Trịnh Sở, đó là một chút hứng thú đều không có, đây là một cái bị trong nhà chiều hư nhị thế tổ, liền Lâm Thanh Hạm biết đến, Trịnh Sở ở 15 tuổi thời điểm liền cùng hắn gia giáo lão sư phát sinh quan hệ. Đó là một cái sinh viên, Trịnh Sở làm lớn nhân ra bụng, trực tiếp liền đem nhân ra đá đi rồi, sau này sinh hoạt cá nhân càng là muốn nhiều loạn có bao nhiêu loạn. Liền này, Trịnh Sở cha mẹ một chút đều mặc kệ, mỗi lần nhìn thấy Lâm Thanh Hạm, còn đều nói hai nhà về sau sẽ kết làm thông gia linh tinh nói. Lâm Thanh Hạm vừa nghe Trịnh Sở cùng này cha mẹ, đều biết bọn họ muốn làm gì. Ở Trịnh Sở cùng Trương Huyền chi gian, Lâm Thanh Hạm hiển nhiên là có thể càng thêm tiếp thu Trương Huyền. Tuy rằng người này yếu đuối điểm, phế xài điểm, nhưng ít nhất làm sự, sẽ không làm người cảm giác được tưởng phun. Địch thánh đặc pháp thức nhà ăn ở gần một năm tới có thể nói là Ngân Châu thị nổi tiếng nhất một nhà hàng, căn cứ nguyên nước nguyên vị, làm người sâu nhất thiết cảm nhận được pháp thức phong cách đặc sắc, nhà này nhà ăn từ trang hoàng phong cách đến phục vụ nhân viên đều tràn ngập pháp thức phong tình. Lâm Thanh Hạm ở biệt thự trong đại viện tùy tiện tuyển một chiếc siêu chạy, chở Trương Huyền đi vào nơi này. Vừa xuống xe, Trương Huyền còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm giác một con mảnh khảnh cánh tay ngọc nâng thượng chính mình cánh tay, nhìn đến Lâm Thanh Hạm vẻ mặt hàn ôn nhu đứng ở chính mình bên người, hoàn toàn không thấy ở nhà khi kia phó lạnh nhạt bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Thanh Hạm lúc này động tác cùng biểu tình, thật sẽ làm người cảm thấy nàng là một cái giúp vào lão công trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Trương Huyền theo bản năng duỗi ra tay, ôm Lâm Thanh Hạm vòng eo, đụng vào nháy mắt, liền cảm nhận được cái loại này tinh tế cùng mềm mại. Lâm Thanh Hạm thân thể mềm mại hơi hơi run lên,
trên mặt tươi cười cực độ mất tự nhiên, đem ngươi tay cầm khai. Nga, Trương Huyền sờ sờ mũi, thực nghe lời lấy ra ôm Lâm Thanh Hạm vòng eo bàn tay to. Lâm Thanh Hạm trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, tuy là trên mặt có ôn nhu cười, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo một cổ hàn ý, từ từ đi vào đừng nhiều lời nói, ngươi ta tận lực biểu hiện ân ái một chút, gọi món ăn thời điểm ta hỏi ngươi muốn cái gì ngươi chỉ lo làm ta quyết định liền hảo, minh bạch sao. Trương Huyền gật gật đầu, giơ lên một bàn tay, bảo đảm hoàn thành Lâm Tổng công đạo nhiệm vụ. Trương 10 ai mới là người ngoài. Lâm Thanh Hạm sam Trương Huyền cánh tay, chiều nhà ăn đại môn đi đến, nàng dung mạo hơn nữa kiểu Mỹ dáng người đưa tới không ít người liên tiếp ghé mắt, nhưng thật ra Trương Huyền bờ cắt quần bạch ngực làm người khịt mũi coi thường, tới như vậy xa hoa nhà ăn, liền xuyên thành như vậy. Chẳng lẽ không cảm thấy rất phân sao? Trương Huyền nhưng không để bụng người ngoài thấy thế nào hắn, trải qua nhiều, rất nhiều chuyện cũng đã xem phai nhạt, đẩy ra nhà ăn kia phiến nặng trĩu đại môn. Trước mắt triển khai chính là một cái phong cách xa hoa thật lớn không gian, trên trần nhà hoa lệ đèn treo thủy tinh đầu hạ nhàn nhạt quang, sự toàn bộ nhà ăn có vẻ ưu nhã mà yên tĩnh. Nhu hòa sắc khúc toát lên toàn bộ nhà ăn, như một cổ vô hình xương khói ở lan tràn, chậm rãi chiếm cứ người tâm linh, khiến người lại khó cảm nhận được khẩn trương cùng phẫn nộ, ái lệ hoa tản mát ra từng trận u hương, không nùng cũng không yêu, chỉ là như có như không thay đổi người phức tạp tâm tình, nho nhã lễ độ nhân viên tạp vụ, an tĩnh khách nhân. Thỉnh thoảng nhỏ giọng nói giỡn, hoàn cảnh yên lặng mà tốt đẹp. Nhìn nhà ăn nội trang hoàng phong cách, Trương Huyền không khỏi gật gật đầu, tuy rằng không có đem nguyên nước nguyên vị pháp thức phong cách toàn bộ bày ra ra tới, đảo cũng có vài phần ý cảnh, xem ra tới cái này nhà ăn kinh doanh giả là dụng tâm. Hai người vào cửa hấp dẫn không ít ánh mắt, hiển nhiên mỹ nữ ở nơi nào đều là cảnh đẹp ý vui, chung quanh người xem ra ánh mắt trực tiếp đem Trương Huyền xem nhẹ, toàn bộ đặt ở Lâm Thanh Hạm trên người. Loại tình huống này Lâm Thanh Hạm sớm thành thói quen, không có một chút co quắp, có vẻ tự nhiên hào phóng. Trương Huyền phóng nhãn nhìn quét một vòng, thực mau liền xác định mục tiêu, ở toàn bộ nhà ăn nhất thấy được kia Trương trên bàn cơm, đang có tam nam một nữ ngồi ở chỗ kia, cùng nhà ăn còn lại người bất đồng, kia tam nam một nữ ánh mắt chính tụ tập ở trên người mình. Trong đó một nam một nữ tuổi pha đại, nhìn qua sắp 50, nam nhân một Trương mặt chữ điền thượng để lộ tang thương. Đây là năm tháng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, hiển nhiên người nam nhân này trước nửa đời trải qua cũng không như thế nào thuận lợi, lại xem nữ nhân, hơn 40 tuổi phu nhân bộ dáng, trên cổ treo một cái trân châu vòng cổ, bảo dưỡng thực hảo, có loại từ nương bán lão ý nhị ở trong đó. Trương Huyền nhìn đến, tại đây đối trung niên nam nữ bên người, còn ngồi một người hơn 20 tuổi thanh niên thân xuyên là mông hoa lãnh áo sơ mi, lúc này chính treo vẻ mặt âm hiểm tươi cười nhìn chính mình. Trương Huyền biết, thanh niên này hẳn là chính là Trịnh Sở, vừa mới kia trung niên nam nữ, là Trịnh Sở cha mẹ, Trịnh Khai cùng Vương Tùng Phượng. Lâm Thanh Hạm phụ thân Lâm Kiến Vũ Trương Huyền là nhận thức, Lâm Kiến Vũ là một cái nhìn qua thực hòa ái trung niên nam nhân. 3. Lâm Thanh Hạm sam Trương Huyền cánh tay, đi vào trước bàn. Đương Lâm Thanh Hạm kêu xong ba sau, Trương Huyền cũng không khách khí kêu một tiếng. Tới, ngồi, Lâm Kiến Vũ tiếp đón một tiếng, tiểu Trương A. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ngươi Trịnh thúc cùng Vương A Di, đây là Trịnh Sở, các ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, về sau nên nhiều thân cận thân cận. Tính, Lâm thúc, thân cận liền miễn, đều nói gần đèn thì sáng, ta nhưng không nghĩ biến thành như vậy một bộ đồ nhà quê bộ dáng. Lâm Kiến Vũ thanh âm vừa ra, sắc mặt âm ngoan Trịnh Sở liền ra tiếng. Trịnh Sở cha mẹ nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, không những không có một chút trách cứ, ngược lại trên mặt còn có chút cổ vũ thần sắc. Thanh Hạm, nghe nói người kết hôn, đây là người kết hôn đối tượng. Trịnh Sở trên mặt toàn là khinh thường, nhìn dáng vẻ người ánh mắt chẳng ra gì sao. Thanh Hạm, người đứa nhỏ này cũng thật là, nói như thế nào kết hôn liền kết hôn. Vương Tùng Phượng cũng mở miệng, người nói một chút ngươi, kết hôn còn tìm cái như vậy đồ nhà quê, liền nhà ta tiểu Sở một cây ngón chân đều không bằng, chạy nhanh ly hôn tính. Trịnh Sở cùng Vương Tùng Phượng liền như vậy không hề che giấu mở miệng. Chút nào không thèm để ý Trương Huyền cảm thụ. Ta cùng ai kết hôn, giống như không cần mấy cái người ngoài tại đây chỉ trỏ trỏ đi. Lâm Thanh Hạm sắc mặt không vui mở miệng. Người ngoài, Thanh Hạm, người như thế nào có thể cảm thấy chúng ta là người ngoài đâu? Muốn nói người ngoài, ở đây cũng chỉ có này một ngoại nhân mới đúng đi. Trịnh Sở chỉ vào Trương Huyền, nhằm vào ý vị thực nùng. Lâm Kiến Vũ ngồi ở một bên, ha hả cười nói, tiểu bối sự. Chúng ta liền không trộn lẫn, trước gọi món ăn ăn cơm.
Đúng vậy, gọi món ăn ăn cơm, Trịnh Sở phụ thân Trịnh Khai cũng nói đến. Trịnh Sở tự tin cười, búng tay một cái, gọi tới Phục Phụ Sinh. Bởi vì bảo trì cái loại này nguyên nước nguyên vị pháp thức phong tình duyên cớ, nhà này pháp thức nhà ăn nhân viên tạp vụ cũng đều là Pháp quốc người. Ở bên trong này, khách hàng cùng nhân viên tạp vụ giao lưu đều là chọn dùng Anh văn, thực đơn thượng cũng chỉ có Anh văn cùng Pháp văn hai loại chú giải. Trịnh Sở nửa dựa vào phía sau ghế dựa thượng, tiếp nhận nhân viên tạp vụ truyền đạt thực đơn, lại là ngả ngớn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau dùng Anh văn cùng Pháp văn tương kết hợp phương thức bắt đầu gọi món ăn. Đối với Pháp văn, phần lớn người nhận chi độ vẫn là rất thấp, rốt cuộc không bằng Anh văn như vậy rộng khắp. Trịnh Sở loại này Anh văn chung lại kết hợp Pháp văn phát âm phương pháp ở không hiểu hành người xem ra giống như rất cao cấp, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, này rõ ràng đang chọc cười sao. Này liền giống vậy là một cái người nước ngoài tới rồi Hoa Hạ, không hiểu gì Hoa Hạ ngôn ngữ, vì biểu đạt một việc mà tay chân cùng sử dụng, thỉnh thoảng nói ra một câu sứt sẹo nói hạ ngữ cái loại cảm giác này, cố tình cái này người nước ngoài còn cảm thấy chính mình thuyết minh rất rõ ràng, vẻ mặt tự tin bộ dáng. Đối với Trịnh Sở loại này thuyết minh phương pháp, nhà ăn nhân viên tạp vụ hiển nhiên đã thấy nhiều, vẫn luôn mỉm cười đối mặt, từ đối phương sứt sẹo pháp văn giữa phân biệt đối phương rốt cuộc muốn điểm cái dạng gì mỹ thực. Điểm cơm trong quá trình, Trịnh Sở thỉnh thoảng nhìn về phía Trương Huyền liếc mắt một cái, thân sắc kiêu căng, Trịnh Sở mẫu thân Vương Tùng Phượng đồng dạng như thế, giống như đang nói, nhìn xem ta nhi tử có bao nhiêu ưu tú, nhìn nhìn lại cái này xuyên cùng đồ nhà quê giống nhau đồ vật. Trịnh Sở điểm xong, đem thực đơn đưa cho Trương Huyền, hảo, ngươi tưởng điểm cái gì liền điểm đi, này bữa cơm không cần ngươi bỏ tiền. Trương Huyền nhìn mắt Trịnh Sở trong tay thực đơn, nghĩ tới Lâm Thanh Hạm vừa mới đối chính mình giao đãi, liền lắc lắc đầu nói, vẫn là làm Thanh Hạm cho ta điểm đi. Như thế nào, không quen biết pháp văn, không văn hóa liền không cần liếm mặt tới loại này xa hoa địa phương được chứ. Trịnh Sở khinh thường cười một tiếng, đem thực đơn chiều Lâm Thanh Hạm đưa qua đi. Lâm Thanh Hạm tiếp nhận thực đơn, một con tay ngọc không ngừng ở thực đơn thượng lật xem, mày đẹp hơi nhíu, này gian pháp thức nhà ăn tuy rằng khai có đã hơn một năm thời gian, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên tới, mặt trên rất nhiều pháp văn nàng căn bản là xem không hiểu, tuy rằng có anh văn chú giải, nhưng một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn cần thiết muốn lấy pháp ngữ phát âm mới được. Như vậy thực đơn, làm Lâm Thanh Hạm trong lúc nhất thời cũng có chút phát sầu, không biết nên điểm chút cái gì. Ngồi ở Lâm Thanh Hạm đối diện Trịnh Sở lúc này mở miệng, Thanh Hạm, ngươi ngày thường phần lớn vội vàng công tác, này gian nhà ăn cũng không có tới quá, không bằng để cho ta tới cho ngươi tuyển đi. Nói, Trịnh Sở liền duỗi tay muốn bắt quá Lâm Thanh Hạm trong tay thực đơn. Trịnh Sở muốn thật sự đem thực đơn lấy qua đi vì Lâm Thanh Hạm gọi món ăn, kia có thể nói chính là ở nhục nhã Trương Huyền, lão bà ngươi đồ ăn, muốn nam nhân khác hỗ trợ điểm. Mà khi Trịnh Sở tay mới duỗi đến một nửa khi, liền thấy Lâm Thanh Hạm trên tay thực đơn bị mặt khác một người tiếp qua đi, hắn nhìn đến, cái kia tiểu bụi đời thế nhưng phiên nổi lên thực đơn, hắn dựa vào cái gì? Đây là xa hoa người tới địa phương, hắn cái này tiện dân có thể tiến vào đều là vinh quang, còn có mặt mũi tại đây phiên thực đơn. Một cái ở rể đến Lâm ra người, hắn có cái gì tư cách? Chương 11 rốt cuộc là ai không hiểu? Lâm Thanh Hạm cũng là khuôn mặt nhỏ có chút giật mình nhìn Trương Huyền, bất quá này trên mặt giật mình chợt lóe rồi biến mất. Ngược lại đổi thành một bộ nhu tình, thanh âm nhu hòa nói, người muốn giúp ta gọi món ăn sao? Ân, Trương Huyền gật gật đầu, một tay cầm thực đơn, một tay nhẹ nhàng phiên đơn trang, hắn cũng không nói lời nào. Trịnh Sở nhìn Trương Huyền dáng vẻ này, càng là giận sôi máu, ra tiếng nói, xem không hiểu liền không cần làm bộ làm tịch, cũng đừng lãng phí đại gia thời gian. Trịnh Sở, người nói chuyện chú ý một chút, chúng ta nhìn xem thực đơn làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm tuy rằng không biết Trương Huyền đang làm gì, nhưng ít nhất hiện tại, nàng cùng Trương Huyền là một cái chiến tuyến, tổng không thể mặc kệ Trương Huyền bị người khác nhục nhã. Thanh Hạm, nơi này chính là Pháp quốc nhà ăn, cái này bụi đời hắn có thể hiểu Pháp ngữ. Trịnh Sở khinh thường nói. Trịnh Sở giọng nói còn không có lạc, Trương Huyền thanh âm liền vang lên, hắn một bên dùng tay chỉ thực đơn, một bên dùng tiêu chuẩn Hoa Hạ ngữ đối Pháp quốc nhân viên tạp vụ nói, cái này, còn có cái này. Nhân viên tạp vụ tuy rằng nghe không hiểu Trương Huyền nói cái gì, nhưng Trương Huyền động tác vẫn là làm hắn có thể minh bạch, gật gật đầu, xoay người đi chuẩn bị cơm điểm. Trịnh Sở còn tưởng rằng Trương Huyền có thể nói ra cái gì tới đâu, kết quả vừa thấy Trương Huyền này động tác, lập tức cười to ra tới, hạ đẳng người chính là hạ đẳng người A, chẳng lẽ không biết Pháp quốc đồ ăn là thực chú ý nghi thức cảm sao? Dùng tay chỉ loạn điểm một hồi,
từ từ ta xem ngươi như thế nào ăn. Đừng đến lúc đó giống cái con khỉ giống nhau, điểm một bàn nước canh, không biết nên như thế nào hạ khẩu. Trương Huyền cắt một tiếng, trợn trắng mắt, ai nói ta sẽ không điểm, ta vừa mới điểm chính là phì gan. Phì gan, hắn nói phì gan, ha ha ha, Trương Huyền nói, làm Trịnh Sở giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau, dùng tay vỗ cái bàn, cười nước mắt đều ra tới, ta nói dế nhũi, không ăn qua pháp cơm, liền không cần trang bức, kia kêu gan ngỗng, hiểu không? Trịnh Sở, chúng ta tưởng như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Thanh Hạm vào lúc này mở miệng, tuy rằng nàng cũng biết, Trương Huyền đối gan ngỗng xưng hô không đúng, cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là vì chính mình giải vây mới như vậy. Trịnh Sở bĩu môi, Thanh Hạm a Thanh Hạm, ngươi liền tính chiêu cái tới cửa lão công, cũng nên chiêu điểm giống dạng đi. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì ngoạn ý? Vương Tùng Phượng trên mặt lộ ra đắc ý, có chút người a, luôn cho rằng tivi thượng xem một chút, thư thượng xem một chút, chính mình cũng là thượng đẳng người, không nghĩ tới, bụi đời chính là bụi đời. Lâm Kiến Vũ ra tiếng đánh giảng hòa, người trẻ tuổi sao, tưởng như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô, bọn họ nói những cái đó internet dùng từ, cái gì sai, đổ, chúng ta không phải cũng là nghe không hiểu sao, ha ha, không cần nhiều so đo, không cần nhiều so đo. Lâm Thúc, này cũng không phải là cái gì internet dùng từ, mà là một người văn hóa nội tình, liền gan ngỗng cũng không biết người, ta thật sự tưởng không rõ, hắn có cái gì mặt tiến vào cái này Pháp Quốc nhà ăn. Làm những cái đó Pháp Quốc nhân viên tạp vụ nghe được, không chừng muốn như thế nào chê cười chúng ta đâu. Trịnh Sở đôi tay ôm ngực, nhìn Trương Huyền, đầy mặt chán ghét. Trương Huyền vẻ mặt không sao cả ngồi ở chỗ kia, chờ nhân viên tạp vụ thượng đồ ăn. Không trong chốc lát, mấy phần tinh mỹ gan ngỗng bị nhân viên tạp vụ bưng lên, bày biện ở Trịnh Sở người một nhà trước người, mà Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trước người, lại cái gì đều không có. U, chúng ta gan ngỗng đều lên đây. Có chút người phì làm đâu. Như thế nào còn không có đi lên. Trịnh Sở cầm lấy dao nĩa, động tác yêu nhã thiết tiếp theo tiểu khối gan ngỗng, để vào trong miệng, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, Pháp Quốc gan ngỗng, thế giới chứ danh, béo mà không ngán, thật sự là tuyệt mỹ hưởng thụ a. Nhà này Pháp Quốc nhà ăn còn tính chính tông, cùng ta lúc trước ở Pháp Quốc ăn đến cơ hồ giống nhau như đúc. Lâm Thanh Hạm nhìn Trịnh Sở bộ dáng kia, sắc mặt thật không đẹp, đương trường liền tính toán kêu nhân viên tạp vụ tới. Chính mình một lần nữa điểm một ít, kết quả còn không có mở miệng, đã bị Trương Huyền nhìn ra tới. Không có việc gì, ta cho ngươi điểm hảo. Ngươi điểm cái gì a? Lâm Thanh Hạm nhỏ giọng hỏi Trương Huyền, trong thanh âm mang theo nôn nóng, ngươi liền gan ngỗng cũng không biết, vừa mới quả thực chính là hạt điểm. Lâm Thanh Hạm tuy rằng ngữ khí nôn nóng, nhưng trên mặt cũng không có cái gì trách cứ, bởi vì nàng rõ ràng, chính là chính mình đi điểm, phỏng chừng cũng điểm không ra cái gì đa dạng. Đang ở Lâm Thanh Hạm vô cùng nôn nóng, tính toán kêu nhân viên tạp vụ thời điểm, tam bàn tinh mỹ cơm điểm bày biện ở nàng trước mặt, trong đó, có một phần gan ngỗng, một phần pháp côn, còn có một phần tá hạnh. Trái cây, pháp côn, ta nói, ngươi loại người này, thật là ném chúng ta mặt. Trịnh Sở buông trong tay dao nĩa, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi có biết hay không, này nếu là ở Pháp Quốc, ngươi loại này không tôn trọng mỹ thực nghi thức cảm người, đã sớm bị đuổi ra nhà ăn. Liên tính không hiểu pháp cơm, chẳng lẽ một chút thưởng thức đều không có sao? Trái cây kia đều là cơm sau mới có thể điểm. Ha ha, đúng không? Trịnh Sở giọng nói vừa mới lạc, trên bàn liền vang lên Trương Huyền thanh âm, hắn trong thanh âm mang theo một loại cười khẽ, trong tiếng cười toàn là châm chọc, vừa mới có người nói cho nhân viên tạp vụ muốn gan ngỗng, trên thực tế ở pháp ngữ từ đơn foie gras giữa, cũng không có ngỗng ý tứ, chỉ là rất nhiều người sẽ cam chịu vì gan ngỗng, nhưng kỳ thật ở Pháp Quốc 95%. Dùng chính là vịt gan, bởi vì thịt vịt tiêu hao vốn dĩ liền lớn hơn ngỗng. Làm trước đồ ăn, đề cử tá hạnh abricot phối hợp, sau đó đem phì gan đặt ở pháp côn thượng ăn, nói như vậy sẽ không cảm giác được nị, đến nỗi có một số người, vừa mới cũng không có muốn một ít toàn tính trái cây, ăn lên vị sẽ kém rất nhiều. Trương Huyền một đoạn nói cho hết lời, Lâm Thanh Hạm trong mắt toàn là nghi hoặc, còn có này cách nói. Không phải là hắn nói bừa đi. Thật là cười chết người. Pháp côn xứng gan ngỗng, chưa từng nghe nói qua, phiền toái ngươi nói lung tung phía trước cũng muốn hiểu biết thường thức được không? Trịnh Sở vẻ mặt khinh thường, ngươi loại này hạ đẳng người không hiểu này đó, ta có thể lý giải, nhưng ngươi không cần không hiểu trang hiểu, ok. Trương Huyền nghe được Trịnh Sở lời này, ha hả cười, chiều bọn họ lân bàn chu chu môi. Liền ở bọn họ lân bàn,
vừa vặn ngồi một bàn pháp quốc người, nhân gia liền dùng Trương Huyền vừa mới theo như lời phương pháp, phối hợp pháp côn cùng tá hạnh tới hưởng thụ phì gan, như vậy một màn, giống như là một cái vang dội bàn tay, đánh vào Trịnh Sở trên mặt. Làm thế giới tam đại nấu nướng vương quốc chi nhất pháp quốc, giỏi về ăn cũng tinh với ăn, đương nhiên pháp thức bữa tiệc lớn lãng mạn duy mỹ không chỉ có thể hiện ở tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn thượng, còn đến từ chính pháp cơm lễ nghi mang đến nghi thức cảm. Pháp cơm nghi thức cảm không phải nào đó người ta nói sau khi ăn xong trái cây, mà là càng chú trọng nguyên liệu nấu ăn phối hợp, hảo thanh hạm, cơm điểm đã lên đây, có thể hưởng thụ. Trương Huyền vừa nói, một bên đem pháp côn cắt ra, ở mặt trên thả một viên trái cây, đưa cho Lâm Thanh Hạm. Giờ khắc này, Lâm Thanh Hạm kia linh động mắt to chung, tràn ngập khác thường thần thái, hắn thật đúng là hiểu. Trịnh Sở cùng Vương Tùng Phượng ngồi ở một bên, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Vừa mới, Trịnh Sở trong miệng còn nói cái gì có chút người xem không hiểu liền không cần làm bộ làm tịch, nhưng hiện tại sự thật nói cho hắn, làm bộ làm tịch, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này bọn họ, liền phảng phất mông hạ có kim đâm giống nhau, cảm giác một giây đồng hồ đều ngồi không được. Chương 12 ta mát xa nhưng lợi hại. Ai, có chút người ta nói đúng vậy. Trương Huyền thở dài, không hiểu có thể lý giải, nhưng không hiểu trang hiểu, cố tình trang bức, liền không có gì ý tứ. Trương Huyền nói, làm Trịnh Sở hai mẹ con trên mặt một trận nóng rát, hai người bọn họ đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chúng ta đi, Vương Tùng Phượng một phách cái bàn, đứng dậy lôi kéo chính mình nhi tử liền rời đi. Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền biểu hiện, có ngoài ý muốn, cũng có vừa lòng, một ít pháp thức lễ nghi đều là thực cửa hông, hiểu người đã thiếu càng thêm thiếu, pháp quốc người ở dùng cơm phương diện, quy củ cùng chú ý lại là nhiều không thể lại nhiều. Có thể biết rõ hơn nữa đối này chậm rãi mà nói người, thật sự là quá ít. Vừa lòng chính là, Lâm Thanh Hạm có thể nhìn ra, Trương Huyền mỗi một động tác đều ở cố ý đi khí Trịnh Sở hai mẹ con, đột nhiên phát hiện, người này giống như cũng không như vậy đáng giận. Lâm Kiến Vũ cùng Trịnh Sở phụ thân cũng không nhiều đãi, chào hỏi, này bữa cơm liền tan. Về nhà trên đường, Lâm Thanh Hạm đối Trương Huyền thái độ nhưng thật ra hòa hoãn một ít, nàng ngồi ở chiếc xe chủ điều khiển. Dùng dư quang nhìn mắt ngồi ở ghế phụ Trương Huyền, người như thế nào hiểu pháp ngữ? Loại này tiểu loại ngôn ngữ hẳn là không bao nhiêu người hiểu đi. Hơn nữa pháp quốc cơm điểm lễ nghi, hẳn là cũng không phải cái gì đại chúng hóa đồ vật, chịu đi học người không có mấy cái. Trương Huyền cười hắc hắc, ta trước kia ở một nhà pháp quốc nhà ăn đương cái người phục vụ, liền sẽ như vậy vài câu, vừa mới thuần túy là xem cái kia họ Trịnh khó chịu, mới cố ý nói nhiều như vậy. Lâm Thanh Hạm nghe xong, gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, Trương Huyền hiểu pháp ngữ, làm nàng ngoài ý muốn, loại này giải thích, nhưng thật ra có thể lý giải. Hai người trở lại biệt thự thời điểm, Trương Huyền nhìn đến Giang Tĩnh đang ở bố trí một ít cảnh báo hệ thống, hắn hiện tại cũng biết Giang Tĩnh là Lâm Thanh Hạm cận vệ. Lâm Thanh Hạm dựa ngồi ở trên sofa, mảnh khảnh tay ngọc đỡ cái chán, nghĩ đến vừa mới nhà ăn phát sinh sự tình, nữ nhân tinh xảo khóe miệng không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Lâm Tổng, người nước rửa chân. Trương Huyền thanh âm ở Lâm Thỉnh Hạm bên tai vang lên, hắn chủ động bưng một chậu ấm áp nước rửa chân lại đây. Ngày hôm qua tự cấp Lâm Thỉnh Hạm mát xa thời điểm, Trương Huyền phát hiện Lâm Thỉnh Hạm trên người có không ít bệnh kín, đều là ngày thường quá mức mệt nhọc khiến cho, Trương Huyền có thể thông qua huyệt vị mát xa, tới đối Lâm Thỉnh Hạm bệnh kín tiến hành trị liệu. Lâm Thỉnh Hạm nhìn trước mắt nam nhân, nhíu nhíu mày, ngày hôm qua nàng là cố ý muốn nhục nhã Trương Huyền, mới làm Trương Huyền cho chính mình rửa chân. Nhưng hôm nay nàng cũng không muốn làm như vậy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, làm Trương Huyền bưng nước rửa chân tránh ra, còn không có ra tiếng, liền cảm giác chính mình chân nhỏ bị một đôi thô ráp bàn tay to bắt được. Trương Huyền nhẹ nhàng vuốt trong tay này đối chân ngọc, mỗi một lần xem, đều hình như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, này đối cánh hoa chân ngọc, tinh oánh dịch thấu, nếu như nõn nà, chân lỏa nộn hồng. Trương Huyền nhẹ nhàng xoa ấn Lâm Thanh Hạm gót chân huyệt đạo. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy một loại khác thường như điện lưu từ lòng bàn chân truyền đến, nhìn Trương Huyền cặp kia có chút không thành thật tay, Lâm Thanh Hạm nhăn lại mày liễu, không vui nói, hạt sờ cái gì? Không phải hạt sờ, đây là massage a Lâm Tổng. Trương Huyền lắc lắc đầu, ngữ khí cố ý cường điệu một chút, trên người của ngươi có ngoan tật, dẫn tới ngươi giấc ngủ không đủ, dễ dàng thượng hỏa, mỗi tháng mấy ngày nay còn sẽ đau bụng, thích hợp massage có thể giảm bớt này đó. Trương Huyền trong miệng nói, trên tay động tác không ngừng, như cũ ở kia đối chân ngọc thượng xoa ấn. Lâm Thanh Hạm vốn định nói cái gì đó, há miệng thở dốc lại nói không ra lời, bởi vì nàng phát hiện, Trương Huyền nói đều đối,
chính mình đích xác giấc ngủ không đủ, dễ dàng thượng hỏa, còn có đau bụng kinh tật xấu. Lâm Thanh Hạm lại nghĩ đến ngày hôm qua, chính mình tối hôm qua ngủ đến phi thường thơm ngọt, chẳng lẽ chính là bởi vì người này cho chính mình mát xa. Nhưng cuối cùng, Lâm Thanh Hạm vẫn là nhìn không được mở miệng, mặc kệ nói như thế nào, Trương Huyền ở trên danh nghĩa, đều là chính mình hợp pháp trượng phu, sẽ mát xa cũng không phải là cái gì đáng giá khoe ra sự. Lâm Thanh Hạm ngữ khí hơi hơi có chút không mau, người đều từ nào học này đó. Trương Huyền nhẹ nhàng thở dài, ta này không phải khi còn nhỏ gia đình khổ, cái gì đều làm một ít sao. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp nhẹ nhàng biến đổi, lại không mở miệng. Theo Trương Huyền mát xa, cái loại này buồn ngủ lại dần dần nảy lên, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ đêm nay lại bị người nam nhân này ôm đến phòng ngủ đi. Được rồi, đi đem thủy đổ đi. Lâm Thanh Hạm thu hồi chân ngọc, mặc vào dép lê, chiều trên lầu phòng ngủ đi đến. Mấy ngày nay vừa vặn là sinh lý kỳ, mỗi ngày buổi tối Lâm Thanh Hạm đều sẽ cho chính mình phao thượng một ly đường đỏ thủy, tới ức chế bụng nhỏ đau đớn. Lâm Thanh Hạm đem đường đỏ bọt nước hảo, cái miệng nhỏ ở gốm sứ ly khẩu thổi thổi khí, vừa mới chuẩn bị uống xong đi, động tác lại đột nhiên một ngưng, phía trước nàng cũng chưa chú ý tới, nhưng giống như, chính mình bụng nhỏ, không đau. Từ ngày hôm qua bắt đầu, liền không cảm giác được đau đớn. Chẳng lẽ nói, hắn mát xa thật sự dùng được. Lâm Thanh Hạm mắt to nghi hoặc nhìn phòng ngủ ngoại, Trương Huyền chính là ngủ trước cuối cùng một lần lau nhà công tác. Trở lại phòng, Chu Nhiên nhìn đến chính mình di động thượng có cái cuộc gọi nhỡ, là soái khí thanh niên đánh tới, Trương Huyền trở về điện thoại trở về. Lão đại, Pháp Quốc Hoàng thất chủ bếp khẩn cầu ta liên hệ ngươi một chút, nói ngươi phía trước dạy hắn những cái đó nấu nướng thủ pháp hắn đều học xong, không biết hiện tại có hay không vinh hạnh bái ngươi vi sư. Rồi nói sau, ta gần nhất vội vàng đâu. Trương Huyền qua loa trả lời một tiếng, treo điện thoại. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền rời giường, giống thường lui tới giống nhau chuẩn bị trước quét tước phòng, kết quả nhìn đến Lâm Thanh Hạm cũng không có giống dĩ vãng giống nhau vội vội vàng vàng ra cửa, mà là cho chính mình phao ly trà, ngồi ở trên sofa chậm rãi phẩm. Lâm Tổng, hôm nay không đi công ty sao? Trương Huyền cầm rẻ lau, tỉ mỉ trà lau Lâm Thanh Hạm trước mặt chỉnh thiết đá cẩm thạch bàn trà. Lâm Thanh Hạm buông chén trà, nhìn mắt ăn mặc bạch ngực Trương Huyền, nói, đừng làm việc, ta có bằng hữu muốn tới, người hôm nay liền trước đi ra ngoài đi. Cái gì bằng hữu à? Trương Huyền mang theo vẻ mặt cười nịnh. Lâm Thanh Hạm chọn chọn mày liễu, cùng ngươi có quan hệ sao? Đem chính ngươi sự tình làm tốt là được, buổi chiều phía trước, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Nga, Trương Huyền có chút ủ rũ lên tiếng, cầm trong tay rẻ lau điệp hảo, phóng tới nên phóng vị trí thượng, theo sau đi ra biệt thự môn. Đối với sáng sớm thái dương duỗi người, Trương Huyền phảng phất lầm bầm lầu bầu nói câu nhìn chằm chằm hảo nơi này sau, đi bộ rời đi. Trương Huyền ôm chút món đồ chơi đi vào Xuân Đằng viện Phúc Lợi, những cái đó các bạn nhỏ vừa thấy Trương Huyền, tất cả đều một tổ ong vây quanh lại đây, kêu Trương Huyền ca ca muốn món đồ chơi chơi. Trương Huyền trong mắt cưng chiều nhìn này đó hài tử, chính mình khi còn nhỏ, cũng cỡ nào hy vọng có chút món đồ chơi có thể chơi a. Viện trưởng, người biết hắn là làm gì đó sao? Một thân màu trắng váy liền áo Tần Nhu ngồi ở một chương tiểu ghế gấp thượng, hôm nay nàng đem đầu tóc dựng thẳng lên, thiếu hôm qua kia phân tán loạn linh động, lại là nhiều ba phần thanh thuần cùng sạch sẽ, để mặt mộc, không thi phấn trang, lại là ngũ quan tinh xảo, không thể bắt bẻ. Ở nhìn đến Trương Huyền kia một khắc, Tần Nhu thân thể không ngọn nguồn căng chặt một ít. Chương 13 viện phúc lợi nguy cơ. Đầu tóc hoa dâm thôi viện trưởng nhìn đến Trương Huyền, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đứa nhỏ này. Mấy năm trước sẽ thường xuyên cùng ta thông điện thoại, hắn ở trong điện thoại cho ta nói, đã làm người phục vụ, đã làm mát xa sư, còn sẽ tu ra điện, dù sao mấy năm nay, đứa nhỏ này ăn không ít khổ a. Là như thế này sao? Tần Nhu nhìn đứng ở nơi đó, bị đông đảo hài tử vây lên Trương Huyền, nhìn hắn thỉnh thoảng bế lên một cái hài tử, cao cao vứt khởi, ở bọn nhỏ hoan thanh thiếu ngữ chung, Trương Huyền khóe miệng cũng không cấm liệt khai. Một trận motor tiếng gầm rú đánh vỡ này ấm áp cảnh tượng, tam chiếc xe bài liền hào chạy băng băng D63 ngừng ở viện phúc lợi cửa, mỗi chiếc xe thượng đều xuống dưới ba người, có nam có nữ, nam tây trang giải ra, nữ cũng ăn mặc phú quý, tuổi đều ở 30 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Những người này vừa xuống xe, liền bắt đầu đánh giá nổi lên viện phúc lợi, trong đó một người bí thư bộ dáng nữ tính càng là lấy ra một chương bản vẽ, ở mặt trên chỉ trỏ trỏ. Bị Trương Huyền ôm vào trong ngực tiểu nữ hài nhân nhân nhìn đến những người này nháy mắt, cái miệng nhỏ liền rầu lên, người xấu,
này đó người xấu lại tới nữa. Người xấu, Trương Huyền nghi hoặc, hắn nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hài nói, nhân nhân, người nói cho ca ca, bọn họ như thế nào hỏng rồi. Bọn họ muốn hủy đi nhân nhân ra, nhân nhân dương phấn nộn tiểu nắm tay, thịt măm múc gương mặt toàn là khó chịu. Nhà buôn, Trương Huyền vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm xuống dưới, hắn buông trong lòng ngực nhân nhân, làm nhân nhân trước cùng khác tiểu bằng hữu đi chơi, sau đó triệu viện trưởng nơi đó đi đến. Nhân nhân ra, cùng với này đó bọn nhỏ ra, chính là Xuân Đằng viện phúc lợi. Nơi này đồng dạng, cũng là Trương Huyền ra, rất sớm phía trước, hắn cùng mẫu thân lưu lạc đến tận đây, chính là có viện trưởng thu lưu, hắn mới có thể trưởng thành. Trương Huyền đi đến thôi viện trưởng trước mặt khi, nhìn đến thôi viện trưởng cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, còn có cái này thân xuyên màu trắng váy liền áo nữ nhân, trên mặt cũng tràn ngập xin lỗi. Viện trưởng, đây là có chuyện gì? Trương Huyền hướng viện phúc lợi cửa chu chu môi, hỏi. Thôi viện trưởng vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị Tần Nhu thanh âm đánh gãy. Ta đi cùng bọn họ nói chuyện. Một thân màu trắng váy liền áo Tần Nhu đứng lên, nàng thân cao chuẩn có 1m68, ăn mặc màu trắng giày đế bằng, cái trán cùng Trương Huyền vành tai bình tề. Thôi viện trưởng nhìn Tần Nhu chiều viện phúc lợi cửa đi đến, thở dài, trong mắt toàn là mỏi mệt, đối Trương Huyền vẫy vẫy tay, tiểu Huyền, ngươi trước ngồi. Trương Huyền ở thôi viện trưởng trước mặt ngồi xuống. Đầu tóc hoa râm thôi viện trưởng nhìn nhìn không chung, tiểu Huyền, tính tính thời gian, người năm nay cũng 23 tuổi đi. 24, Trương Huyền nhìn thôi viện trưởng hiền từ gương mặt, trong lòng có chút không đành lòng, cái này thiện lương nữ nhân, so với chính mình trong trí nhớ lúc ban đầu bộ dáng, già nua quá nhiều. Thôi viện trưởng duỗi tay xoa xoa Trương Huyền đầu, hảo hài tử, người mấy năm nay, vẫn luôn đều sẽ hướng viện phúc lợi gửi tiền, còn nhớ rõ mấy năm trước ta ở trong điện thoại nói cho ngươi, có người hảo tâm không ràng buộc giúp đỡ viện phúc lợi sự sao. Ân, Trương Huyền gật đầu, lúc trước hắn nghe thế sự thời điểm. Trong lòng là thực cảm kích cái kia người hảo tâm, chỉ là viện trưởng vẫn luôn không nói cho hắn cái kia người hảo tâm là ai. Tần tiểu thư ở 5 năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn không ràng buộc giúp đỡ viện phúc lợi, bất quá về sau, chỉ sợ tần tiểu thư cũng hữu tâm vô lực lạc. Viện trưởng nói, cho tới nay, viện phúc lợi quanh thân đất trống đều thuộc về phía chính phủ, hiện tại phát triển càng lúc càng nhanh, quanh thân này đó mà cũng bị những người đó toàn bộ mua đi, muốn tại đây khai phá nghỉ phép sơn trang. Nói đến lúc này, viện trưởng chỉ viện phúc lợi cửa những người đó, theo sau tiếp tục nói, tần tiểu thư cùng bọn họ nhiều lần giao thiệp, nhưng đều không có gì kết quả, một khi nghỉ phép sơn trang khai phá hoàn thành, phía chính phủ liền sẽ hạ lệnh cường hủy đi viện phúc lợi, phía chính phủ là có văn kiện làm cho bọn họ tân kiến viện phúc lợi, nhưng người biết bọn họ đem vị trí tuyển ở đâu sao? Hóa chất bài phóng tràng A, nơi đó lúc nào cũng ở bài xuất có hại vật chất, ta thân thể già rồi, không 2 năm phải xuống mồ. Chỉ là đáng thương này đó bọn nhỏ a. Viện trưởng nhìn những cái đó ở trên cỏ chơi đùa hài đồng, lão trong mắt không cấm chảy xuống đục nước mắt, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, này đó vô lương thương nhân, bọn họ căn bản là không để bụng này đó đáng thương bọn nhỏ, bọn họ trong mắt, chỉ có tiền. Như thế nào có thể làm bọn nhỏ ở hóa chất bài phóng tràng chung quanh trụ? Ta đi tìm bọn họ nói chuyện, Trương Huyền đứng dậy. Tiểu Huyền, vô dụng, viện trưởng lắc lắc đầu. Viện trưởng. Không nói qua, như thế nào biết vô dụng đâu. Trương Huyền đối viện trưởng hơi hơi mỉm cười, tươi cười chung, tràn ngập cường đại tự tin. Đương Trương Huyền đi đến viện phúc lợi cửa khi, khắc khẩu thanh cũng đã truyền tới hắn trong tai. Tần tiểu thư, người đầu có phao, nhưng chúng ta không có, bó lớn tiền phóng không kiếm. Này đó cô nhi chết sống, cùng chúng ta có quan hệ gì? Muốn trách thì trách bọn họ trời sinh mệnh tiện, nói không chừng ở tại nhà máy hóa chất chung quanh. Quá thượng mười mấy năm còn sẽ bồi dưỡng ra một đám điện ảnh chung người biến chủng tới đâu, ha ha ha. Đây là một đạo mang theo hài hước nam tính thanh âm. Tần Nhu bị đối phương nói khí cả người phát run, các ngươi. Các ngươi quả thực là táng tận thiên lương. Miếng đất này sớm tại 2 năm trước liền phê chuẩn bị khai phá, nhưng tất cả mọi người bận tâm tới rồi viện phúc lợi này, chỉ có các ngươi. Các ngươi như vậy, sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha, có tiền kiếm. Chẳng sợ xuống địa ngục ta đều vui, Tần tiểu thư, ngươi không kiếm tiền, cũng ảnh đừng vang chúng ta kiếm tiền sao, lại quá mấy ngày, phía chính phủ văn kiện là có thể xuống dưới, viện phúc lợi này cũng nên hủy đi. Lại quá mấy ngày viện phúc lợi hủy đi ta không biết, nhưng ta biết, ngươi lại quá 10 giây không đi, đừng trách ta tấu ngươi. Trương Huyền tràn ngập hàn ý thanh âm vang lên,
trong tay hắn cầm một cây người trưởng thành thủ đoạn thô ống thép đã đi tới, cánh tay thượng lộ ra cơ bắp cho người ta cường đại uy hiếp lực. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, 10. Chữ thập rơi xuống, Trương Huyền thật mạnh múa may một chút trong tay ống thép, mang theo một trận phá tiếng gió. Những cái đó mở ra chạy băng băng tới người, nhìn đến Trương Huyền dáng vẻ này, đều không cấm lui ra phía sau hai bước. Nhìn Trương Huyền cánh tay thượng cân xứng cơ bắp, lại nhìn xem chính mình đám người mập mạp bụng nạm, một người ăn mặc Âu phục nam tính hử lạnh một tiếng, mãng phu. Làm ngươi kiêu ngạo, sớm muộn gì lăn ra nơi này. Chúng ta đi. Ở Tây Trang Nam tiếp đón hạ, một đám người bay nhanh lên xe, chạy băng băng đại gờ lại lần nữa khởi xướng một trận motor tiếng gầm rú, rời đi nơi này. Này tam chiếc chạy băng băng vừa mới khai đi, viện phúc lợi chung liền vang lên bọn nhỏ tiếng hoan hô. Trương Huyền tùy tay ném xuống trong tay ống thép, nhìn tóc đều có chút hỗn độn Tần Nhu, Tần tiểu thư, ngươi không sao chứ? À, Tần Nhu bị Trương Huyền đột nhiên cùng chính mình nói chuyện một màn làm đến sửng sốt, thanh âm cùng tư thái đều hơi hiện có chút hoảng loạn, không, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nói cho ta nghe một chút đi đi, tình huống như thế nào? Trương Huyền ở viện phúc lợi cửa ngồi xuống. Tần Nhu hít sâu một hơi, đây là nàng lần đầu tiên cùng người nam nhân này chạm như thế gần, nhìn đối phương kia thâm thúy ánh mắt, phảng phất cuồn cuộn biển sao, làm người say mê. Chương 14 thiên tài không đủ để hình dung. Tần Nhu tổ chức một chút ngôn ngữ, ngắn gọn nói cho Trương Huyền, về làng du lịch khai phá, cùng với dỡ bỏ viện phúc lợi sự, hơn nữa đối phương công ty thực lực so Tần Nhu công ty hiếu thắng rất nhiều. Chỉ ở sau Ngân Châu thị đệ nhị đại tập đoàn Chu Thị, bọn họ muốn động viện phúc lợi này, Tần Nhu căn bản là bảo không xuống dưới. Tần Nhu mới vừa nói xong, liền xem Trương Huyền ngồi xổm nơi đó, tay trên mặt đất hỏa cái gì, Tần Nhu tầm mắt bị Trương Huyền phần lưng ngăn trở, đương Tần Nhu vòng qua đi vừa thấy, cái miệng nhỏ tức khắc há hốc. Nàng nhìn đến, liền ở chính mình nói chuyện cái này công phu, Trương Huyền đem viện phúc lợi quanh thân bản đồ địa hình toàn bộ dùng cục đá vẽ đến trước mặt xi măng trên mặt đất. Kia lớn lớn bé bé đường phố, bao gồm giao thông công cộng lộ tuyến, đồng thời còn kéo dài hướng về phía nội thành. Một người, chẳng sợ ở một chỗ sinh sống mười mấy năm, hắn đều không nhất định có thể đem đường phố bản đồ địa hình họa ra, thậm chí liền nhà mình tiểu khu địa hình bố trí đều không nhớ được. Tần Nhu ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, hắn là như thế nào làm được. Trương Huyền lúc này vừa vặn họa xong, đem trong tay hòn đá tùy tiện một ném, giống như làm một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Tần tiểu thư, người nói, các người công ty là làm mậu dịch đúng không? Đúng vậy, Tần Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Trương Huyền đứng dậy, nhìn Tần Nhu, hắn cùng Tần Nhu chi gian khoảng cách, bất quá 20 cm, giờ khắc này, hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Tần Nhu một viên tiểu tâm can lúc này thình thịch nhảy lợi hại, khuôn mặt nhỏ thượng cũng không cấm hiện lên một mặt đỏ bừng. Trương Huyền nhếch miệng cười, vươn hai ngón tay, hiện tại có hai loại phương thức. Có thể làm ngươi giải quyết trước mắt vấn đề, một loại nhu hòa một chút, ngăn cản những người này dỡ xuống viện phúc lợi, mặt khác một loại, liền phải xem ngươi có hay không cái này dã tâm. Cái gì? Tần Nhu theo bản năng hỏi. Ở phía chính phủ dỡ bỏ viện phúc lợi văn kiện phê xuống dưới phía trước, cắn nuốt rớt những người này công ty. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, làm được này đó. Cái gì? Tần Nhu mở to hai mắt. Cụ thể kế hoạch, ta lại cho ngươi nói. Ngươi xem này phúc bản đồ địa hình. Trương Huyền chỉ vào chính mình vừa mới trên mặt đất họa đồ vật, cấp Tần Nhu nói lên, hiện tại Ngân Châu Thị, 9 thành 9 giá nhà đều ở bay nhanh dâng lên, những người đó đem nơi này tuyển làm nghỉ phép sơn trang địa chỉ, bất quá là xem ở phía chính phủ năm nay đế quyết sách phương hướng, nếu không có ngoại ý muốn nói, phía chính phủ sẽ ở năm nay đế mạnh mẽ duy trì tân thành nội khai phá. Vì cái gì? Tần Nhu trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi, phía chính phủ khai phá phương hướng. Luôn luôn là cực độ ẩn nấp, liền tính bên trong người ở văn kiện xuống dưới phía trước, cũng vô pháp 100% đích xác định. Xem, Trương Huyền tay trên mặt đất hình trên bản vẽ ba cái địa phương chỉ điểm, Ngân Châu thị địa lý vị trí, tây bắc chỗ dựa, phía đông bắc hướng là công nghiệp viên khu, trong đó có ba cái bãi là năm nay mới xây lên tới, này hai cái phương hướng phía chính phủ sẽ không khai phá, tây nam phương hướng chỉ tiêu thư, Lâm thị ở năm nay 2 tháng phân cầm ở trong tay, sở hữu chỉ có hiện tại. Cái này phía đông nam hướng, vì khai phá mà. Tần Nhu vừa nghe, nháy mắt hiểu ngầm, vậy ngươi ý tứ là, làm ta theo chân bọn họ tranh đoạt này phiến khai phá khu. Không, Trương Huyền xua tay, ta muốn ngươi, Tạc Sơn. Trương Huyền nói, làm Tần Nhu theo bản năng kinh hô ra tiếng, Tạc Sơn. Đối, năm trước tháng 10,
Ngân Châu thị phía chính phủ từng ở truyền thông trước mặt biểu đạt quá lớn tứ khai triển mậu dịch giao thông ý đồ, phía đông nam làm lớn nhất giao thông yếu đạo, bị lập làm trọng click mở phát đối tượng, nhưng nếu tây bắc phương hướng có thể mở ra một cái nói, phía chính phủ tuyệt đối sẽ đem trọng điểm đặt ở tây bắc, đến nỗi cái này phía đông nam hướng, sẽ tạm thời từ bỏ, đến lúc đó này mấy khu đất giá cả, sẽ té một cái thung lũng. Trương Huyền một chút cấp Tần Nhu phân tích. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy khẳng định? Tần Nhu đối trước mắt người nam nhân này tràn ngập nghi hoặc, ở đối phương nói chuyện thời điểm, giữa mày cường đại tự tin, trong giọng nói khẳng định, đều như là có 100% nắm chắc. Tần Nhu ở sinh ý trong sân, chưa bao giờ gặp qua có người sẽ ở giữa mày tràn ngập như vậy mãnh liệt tự tin, chẳng sợ cái kia Lâm thị tập đoàn tổng tài, Lâm Thanh Hạm đều không có. Không phải ta khẳng định, là chính sách. Trương Huyền dùng đế giày cọ rất hắn họa trên mặt đất bản đồ địa hình, lấy ra di động, điều ra một ít tin tức tới. Tần Nhu nhìn thoáng qua, này đó, Trương Huyền di động thượng, đều là qua đi đã nhiều năm tin tức, hơn nữa còn không phải Ngân Châu thị, mà là Hoa Hạ các tỉnh, nhưng ở mặt trên, đều có một cái quan trọng tin tức. Này đó tin tức, làm Tần Nhu mở to hai mắt nhìn. Ngân Châu thị ở qua đi 10 năm giữa, quan trọng nhất đó là mậu dịch, phía chính phủ GDP 13% điểm nhị 4, đều đến từ mậu dịch, căn cứ Kinh Thành, Yến Kinh, Đều Hải, Tô Tỉnh, Sơn Tỉnh các nơi. Mỗi lần hội nghị tin tức, Ngân Châu thị phát triển phương hướng đều là như thế, hơn nữa không ngừng một lần nhắc tới quá muốn mở ra Tây Bắc phương hướng mậu dịch thông đạo, một khi chính mình có thể bắt được khai sơn quyền, tuyệt đối sẽ được đến phía chính phủ mạnh mẽ duy trì. Đến lúc đó đối mặt một cái liền đất đều giảm giá công ty, muốn cắn nuốt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Nhu nhìn trước mắt cái này ăn mặc bờ cát quần bạch ngực nam nhân, nàng tâm, đã không thể dùng chấn động tới hình dung, trước mặt người nam nhân này. Tuyệt đối là cái thương nghiệp thiên tài. Không, dùng thiên tài đều không đủ để hình dung, đây là kỳ tài. Quỷ tài, hắn ý tưởng, hắn ánh mắt chiều dài, siêu việt chính mình gấp 10 lần. Này đó không có người chú ý tỉnh ngoài tin tức, chính là một cái thật lớn bảo khố. Khiếp sợ qua đi, Tần Nhu trước tiên liền cùng viện trưởng chào hỏi, lại cùng Trương Huyền nói một tiếng sau, nhanh chóng lái xe rời đi viện Phúc Lợi, hướng công ty đi. Trương Huyền nói cho thôi viện trưởng. Làm nàng không cần lo lắng viện Phúc Lợi sự, sau đó bế lên tiểu nhân nhân, vui vui vẻ vẻ bồi bọn nhỏ đi chơi. Buổi chiều 6 giờ tả hữu, Trương Huyền trở lại tắc tiếp nước hương, vừa đến biệt thự ngoại, Trương Huyền đã nghe đến biệt thự nội truyền đến cơm mùi hương. Trương Huyền trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Lâm Tổng khi nào sẽ nấu cơm? Biệt thự chung, Lâm Thanh Hạm ăn mặc màu lam nhạt ở nhà phục, vẻ mặt chờ mong đứng ở phòng bếp cửa, cái miệng nhỏ không ngừng nhắc mãi. Hảo không, ta đều mau chờ không kịp. Trong phòng bếp, một người tuổi ước 25 đến 26 tuổi, thân cao 1m6, lưu trữ tóc ngắn, ngũ quan anh khí nữ nhân chính ăn mặc màu lam tạp dề, thuần thục phiên xào nồi, lập tức thì tốt rồi, ta nói Lâm Thanh Hạm, người không phải băng sơn nữ tổng tài sao, như thế nào một bộ đồ tham ăn dạng. Nhà đầu chết tiệt kia, người liền biết giễu cợt ta. Lâm Thanh Hạm đối trong phòng bếp nữ nhân trợn trắng mắt. Cái gì băng sơn nữ tổng tài, còn không phải những cái đó nhàm chán người nói bừa, ta mỗi năm lúc này, đều chờ ngươi cái này Michelin tam tinh đầu bếp cho ta nấu cơm đâu. Suy nghĩ ngươi mỗi năm còn đều tính kế đâu, tóc ngắn nữ nhân lại lần nữa vừa lật xào nồi, hảo, ngươi mau ngồi vào trên bàn cơm đi, lập tức là có thể ăn, nhìn xem ngươi, nước miếng đều chảy xuống tới. Lâm Thanh Hạm vui vẻ cười, chiều bàn ăn trước đi qua, nàng mới vừa ngồi vào trên bàn cơm. Liền nghe phòng khách cửa phòng mở, Trương Huyền từ ngoài cửa đi đến. Chương 14, thiên tài không đủ để hình dung. Tần Nhu tổ chức một chút ngôn ngữ, ngắn gọn nói cho Trương Huyền, về làng du lịch khai phá, cùng với dỡ bỏ viện Phúc Lợi sự, hơn nữa đối phương công ty thực lực so Tần Nhu công ty hiếu thắng rất nhiều, chỉ ở sau Ngân Châu thị đệ nhị đại tập đoàn Chu Thị, bọn họ muốn động viện Phúc Lợi này, Tần Nhu căn bản là bảo không xuống dưới. Tần Nhu mới vừa nói xong. Liền xem Trương Huyền ngồi xổm nơi đó, tay trên mặt đất họa cái gì, Tần Nhu tầm mắt bị Trương Huyền phần lưng ngăn trở, đương Tần Nhu vòng qua đi vừa thấy, cái miệng nhỏ tức khắc há hốc. Nàng nhìn đến, liền ở chính mình nói chuyện cái này công phu, Trương Huyền đem viện Phúc Lợi quanh thân bản đồ địa hình toàn bộ dùng cục đá vẽ đến trước mặt xi măng trên mặt đất, kia lớn lớn bé bé đường phố, bao gồm giao thông công cộng lộ tuyến, đồng thời còn kéo dài hướng về phía nội thành. Một người, chẳng sợ ở một chỗ sinh sống mười mấy năm, hắn đều không nhất định có thể đem đường phố bản đồ địa hình họa ra, thậm chí liền nhà mình tiểu khu địa hình bố trí đều không nhớ được. Tần Nhu ở trong lòng kinh ngạc cảm thán,
hắn là như thế nào làm được. Trương Huyền lúc này vừa vặn họa xong, đem trong tay hòn đá tùy tiện một ném, giống như làm một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Tần tiểu thư, người nói, các người công ty là làm mậu dịch đúng không? Đúng vậy, Tần Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Trương Huyền đứng dậy, nhìn Tần Nhu, hắn cùng Tần Nhu chi gian khoảng cách, bất quá 20 cm, giờ khắc này, hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Tần Nhu một viên tiểu tâm can lúc này thình thịch nhảy lợi hại, khuôn mặt nhỏ thượng cũng không cấm hiện lên một mặt đỏ bừng. Trương Huyền nhếch miệng cười, vươn hai ngón tay, hiện tại có hai loại phương thức, có thể làm ngươi giải quyết trước mắt vấn đề, một loại nhu hòa một chút, ngăn cản những người này dỡ xuống viện phúc lợi, mặt khác một loại, liền phải xem ngươi có hay không cái này dã tâm. Cái gì? Tần Nhu theo bản năng hỏi. Ở phía chính phủ dỡ bỏ viện phúc lợi văn kiện phê xuống dưới phía trước, cắn nuốt rất những người này công ty. Nói cách khác, trong vòng 3 ngày, làm được này đó. Cái gì? Tần Nhu mở to hai mắt. Cụ thể kế hoạch, ta lại cho ngươi nói, ngươi xem này phúc bản đồ địa hình. Trương Huyền chỉ vào chính mình vừa mới trên mặt đất họa đồ vật, cấp Tần Nhu nói lên, hiện tại Ngân Châu Thị, 9/9 giá nhà đều ở bay nhanh dâng lên, những người đó đem nơi này tuyển làm nghỉ phép sơn trang địa chỉ, bất quá là xem ở phía chính phủ năm nay đế quyết sách phương hướng, nếu không có ngoại ý muốn nói, phía chính phủ sẽ ở năm nay đế mạnh mẽ duy trì Tân Thành nội khai phá. Vì cái gì? Tần Nhu trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi, phía chính phủ khai phá phương hướng, luôn luôn là cực độ ẩn nấp, liền tính bên trong người ở văn kiện xuống dưới phía trước, cũng vô pháp 100% đích xác định. Xem, Trương Huyền tay trên mặt đất hình trên bản vẽ ba cái địa phương chỉ điểm, Ngân Châu Thị địa lý vị trí, tây bắc chỗ dựa, phía đông bắc hướng là công nghiệp viên khu, trong đó có ba cái bãi là năm nay mới xây lên tới, này hai cái phương hướng phía chính phủ sẽ không khai phá, tây nam phương hướng chỉ tiêu thư. Lâm Thị ở năm nay 2 tháng phân cầm ở trong tay, sở hữu chỉ có hiện tại, cái này phía đông nam hướng, vì khai phá mà. Tần Nhu vừa nghe, nháy mắt hiểu ngầm, vậy người ý tứ là, làm ta theo chân bọn họ tranh đoạt này phiến khai phá khu. Không, Trương Huyền xua tay, ta muốn ngươi, Tạc Sơn. Trương Huyền nói, làm Tần Nhu theo bản năng kinh hô ra tiếng, Tạc Sơn. Đối, năm trước tháng 10. Ngân Châu Thị phía chính phủ từng ở truyền thông trước mặt biểu đạt quá lớn tứ khai triển mậu dịch giao thông ý đồ, phía đông nam làm lớn nhất giao thông yếu đạo, bị lập làm trọng click mở phát đối tượng, nhưng nếu tây bắc phương hướng có thể mở ra một cái nói, phía chính phủ tuyệt đối sẽ đem trọng điểm đặt ở tây bắc, đến nỗi cái này phía đông nam hướng, sẽ tạm thời từ bỏ, đến lúc đó này mấy khu đất giá cả, sẽ té một cái thung lũng. Trương Huyền một chút cấp Tần Nhu phân tích. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy khẳng định? Tần Nhu đối trước mắt người nam nhân này tràn ngập nghi hoặc, ở đối phương nói chuyện thời điểm, giữa mày cường đại tự tin, trong giọng nói khẳng định, đều như là có 100% nắm chắc, Tần Nhu ở sinh ý trong sân, chưa bao giờ gặp qua có người sẽ ở giữa mày tràn ngập như vậy mãnh liệt tự tin, chẳng sợ cái kia Lâm Thị tập đoàn tổng tài, Lâm Thanh Hạm đều không có. Không phải ta khẳng định, là chính sách, Trương Huyền dùng đế giày cọ rất hán họa trên mặt đất bản đồ địa hình, lấy ra di động, điều ra một ít tin tức tới. Tần Nhu nhìn thoáng qua, này đó, Trương Huyền di động thượng, đều là qua đi đã nhiều năm tin tức, hơn nữa còn không phải Ngân Châu Thị, mà là Hoa Hạ các tỉnh, nhưng ở mặt trên, đều có một cái quan trọng tin tức. Này đó tin tức, làm Tần Nhu mở to hai mắt nhìn. Ngân Châu Thị ở qua đi 10 năm giữa, quan trọng nhất đó là mậu dịch, phía chính phủ GDP 13% điểm nhị 4, đều đến từ mậu dịch, căn cứ Kinh Thành, Yến Kinh, Đều Hải, Tô Tỉnh, Sơn Tỉnh các nơi. Mỗi lần hội nghị tin tức, Ngân Châu Thị phát triển phương hướng đều là như thế, hơn nữa không ngừng một lần nhắc tới quá muốn mở ra Tây Bắc phương hướng mậu dịch thông đạo, một khi chính mình có thể bắt được khai sơn quyền, tuyệt đối sẽ được đến phía chính phủ mạnh mẽ duy trì. Đến lúc đó đối mặt một cái liền đất đều giảm giá công ty, muốn cắn nuốt, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Nhu nhìn trước mắt cái này ăn mặc bờ cát quần bạch ngực nam nhân, nàng tâm, đã không thể dùng chấn động tới hình dung, trước mặt người nam nhân này. Tuyệt đối là cái thương nghiệp thiên tài. Không, dùng thiên tài đều không đủ để hình dung, đây là kỳ tài. Quỷ tài, hắn ý tưởng, hắn ánh mắt chiều dài, siêu việt chính mình gấp 10 lần. Này đó không có người chú ý tỉnh ngoài tin tức, chính là một cái thật lớn bảo khố. Khiếp sợ qua đi, Tần Nhu trước tiên liền cùng viện trưởng chào hỏi, lại cùng Trương Huyền nói một tiếng sau, nhanh chóng lái xe rời đi viện phúc lợi, hướng công ty đi. Trương Huyền nói cho thôi viện trưởng. Làm nàng không cần lo lắng viện phúc lợi sự, sau đó bế lên tiểu nhân nhân, vui vui vẻ vẻ bồi bọn nhỏ đi chơi.
Buổi chiều 6 giờ tả hữu, Trương Huyền trở lại tắc tiếp nước hương, vừa đến biệt thự ngoại, Trương Huyền đã nghe đến biệt thự nội truyền đến cơm mùi hương. Trương Huyền trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Lâm Tổng khi nào sẽ nấu cơm? Biệt thự chung, Lâm Thanh Hạm ăn mặc màu lam nhạt ở nhà phục, vẻ mặt chờ mong đứng ở phòng bếp cửa, cái miệng nhỏ không ngừng nhắc mãi, hảo không, ta đều mau chờ không kịp. Trong phòng bếp, một người tuổi ước 25 đến 26 tuổi, thân cao 1m6, lưu trữ tóc ngắn, ngũ quan anh khí nữ nhân chính ăn mặc màu lam tạp dề, thuần thục phiên xào nồi, lập tức thì tốt rồi, ta nói Lâm Thanh Hạm, người không phải băng sơn nữ tổng tài sao, như thế nào một bộ đồ tham ăn dạng. Nhà đầu chết tiệt kia, người liền biết giễu cợt ta. Lâm Thanh Hạm đối trong phòng bếp nữ nhân trợn trắng mắt, cái gì băng sơn nữ tổng tài, còn không phải những cái đó nhảm chán người nói bừa, ta mỗi năm lúc này, đều chờ ngươi cái này Michelin tam tinh đầu bếp cho ta nấu cơm đâu. Suy nghĩ ngươi mỗi năm còn đều tính kế đâu, tóc ngắn nữ nhân lại lần nữa vừa lật xào nồi, hảo, ngươi mau ngồi vào trên bàn cơm đi, lập tức là có thể ăn, nhìn xem ngươi, nước miếng đều chảy xuống tới. Lâm Thanh Hạm vui vẻ cười, chiều bàn ăn trước đi qua, nàng mới vừa ngồi vào trên bàn cơm, liền nghe phòng khách cửa phòng mở, Trương Huyền từ ngoài cửa đi đến. Chương 15, đừng lộ tẩy. Nguyên bản vẻ mặt vui vẻ Lâm Thanh Hạm, ở nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, vui vẻ thần sắc biến mất vô tung vô ảnh. Không xong, đã quên nói cho hắn đêm nay không cần đã trở lại. Ai nha, này làm sao bây giờ a? Bởi vậy, ta cấp cô nàng này nói, không phải thực sắp bị vạch trần sao? Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút khó coi từ bàn ăn trước đứng dậy, chiều Trương Huyền đi đến. Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi, Lâm Tổng, người đây là không thoải mái sao? Không phải, Lâm Thanh Hạm dùng nghiêm túc ngữ khí nói khẽ với Trương Huyền nói, theo sau hai chỉ ngọc bích tự nhiên trộn lẫn thượng Trương Huyền cánh tay, còn có, không cần kêu ta Lâm Tổng, ta nói cho kia cô gái, ngươi là một nhà nghệ thuật gia, cùng ta ở một cái triển lãm tranh tương ngộ, nhớ kỹ sao? Trương Huyền vừa nghe, không cấm một nhạc. Ngươi cười cái gì? Lâm Thanh Hạm tay nhỏ ninh trụ Trương Huyền đại cánh tay nội sườn mềm thịt, mỹ lệ mắt to trung lộ ra dày đặc cảnh cáo ý vị, không cho cười. Cũng không cho cho ta lòi, nếu không ngươi nhất định phải chết. Ok, ok, Trương Huyền vội vàng xin tha, khoa tay múa chân xuống tay thế, Thanh Hạm ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lòi. Lâm Thanh Hạm nghe Trương Huyền nói như vậy, sắc mặt mới đẹp không ít, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một mạt nhu tình, tận lực không cho chính mình khuê mật nhìn ra tới. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này đáng yêu bộ dáng, trong lòng không cấm cảm thán, chỉ cần là cái nữ nhân, đều có hư vinh tâm a, ai không hy vọng chính mình lão công là cái bạch mã vương tử đâu, Lâm Tổng cũng không ngoại lệ. Vừa mới nói xong này đó, trong phòng bếp tóc ngắn nữ nhân liền bưng một mâm tinh xảo điểm tâm đi ra. Nha, vị này chính là Trương Huyền đi. Nữ nhân đem điểm tâm phóng tới trên bàn cơm, chiều Trương Huyền đã đi tới. Trước một giây còn biểu hiện cợt nhả Trương Huyền, tại đây một khắc thần sắc biến đổi, eo lưng thẳng thắn, chủ động vươn tay, ngươi hảo, ta là Trương Huyền, thứ ta nói thẳng, ngươi là ta đã thấy trừ bỏ lão bà của ta bên ngoài, xinh đẹp nhất nữ nhân. Trương Huyền lời nói, tràn ngập phương Tây thân sĩ lễ nghi, hắn chỉ nhìn cái này tóc ngắn nữ nhân liếc mắt một cái, liền kết luận ra, đối phương tuyệt đối là hải về. Quả nhiên, tóc ngắn nữ nhân bị Trương Huyền lời nói đậu đến một nhạc, duỗi tay cùng Trương Huyền nhẹ nắm, Trương tiên sinh, ngươi cũng thật có ý tứ, ta kêu Milan, Thanh Hạm khuê mật. Thường xuyên nghe rõ Hạm nhắc tới ngươi, Trương Huyền chỉ là bắt lấy Milan bốn căn ngón tay cửa thứ hai tiết trước. Trương tiên sinh, Thanh Hạm nói ngươi là làm nghệ thuật, tinh thông các quốc gia văn hóa, quả nhiên như thế, người phương Tây lễ nghi, so với ta gặp qua những cái đó quý tộc còn muốn tiêu chuẩn. Milan tự đáy lòng ca ngợi một tiếng, mau ngồi đi, ăn lập tức liền hảo. Milan nói xong, xoay người mang theo một trận làn gió thơm, chiều phòng bếp đi đến. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên bàn cơm, nhìn nữ nhân trong mắt nghi hoặc, Trương Huyền chủ động giải thích, ta trước kia ở Pháp Quốc nhà ăn đương người phục vụ thời điểm, đã làm phương diện này huấn luyện. Từng đạo mỹ thực bị Milan trình lên bàn, chỉ là hàu sống, Trương Huyền liền nhìn đến hơn 20 loại. Hàu môn A. Thật là thật lâu không hưởng dụng qua. Trương Huyền ở trong lòng cảm khái một tiếng. Lâm Thanh Hạm ngồi ở Trương Huyền bên cạnh, kia thừa dịp Trương Huyền không chú ý khi trộm nuốt nước miếng bộ dáng, rất là đáng yêu. Trừ bỏ hàu sống ngoại, Milan lại bưng lên đồ ăn, còn có thịt bò, chỉnh vịt, kia tạo hình tinh mỹ, làm người nhìn liền muốn ăn mở rộng ra. Trương tiên sinh,
nghe rõ Hạm nói, ngươi thực hiểu biết Pháp quốc ăn uống văn hóa. Milan đem kia một mâm chỉnh vịt đặt lên bàn sau, liền ngồi ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đối diện. Lâm Thanh Hạm nhìn này một bàn mỹ thực, cùng Milan làm so sánh với, cái kia địch thánh đặc Pháp thức nhà ăn thật sự là quá lâu, ăn uống văn hóa cũng càng thêm cao cấp, Trương Huyền chỉ là làm người phục vụ mà thôi, sao có thể tiếp xúc đến này đó, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng cấp Trương Huyền giải vây, nói Trương Huyền chỉ là hơi có chút đọc qua, Trương Huyền thanh âm lại dẫn đầu vang lên. Pháp quốc hào môn, thắng ở chủng loại phong phú, xem trước mắt này đó hào sống, hẳn là Milan tiểu thư chuyên môn mang lại đây tươi sống phẩm, nấu nướng ra sau, có thể cho người cảm nhận được tiền trung hậu ý nhị, dư vị vô cùng, tác dụng chậm hung mãnh, nhưng lại không thích hợp làm đạo thứ nhất đồ ăn, nói vậy Milan tiểu thư ở đêm này bàn hào môn bưng lên thời điểm, liền ở thi lên thạc sĩ ta. Trương Huyền đạm đạm cười, lại nhìn về phía kia bàn thịt bò, thắt đát thịt bò, giống nhau cách làm, là xứng với muối, hồ tiêu cập nước sốt quấy đều, ngẫu nhiên sẽ thêm chút trứng gà quấy đều, bất quá xem Milan tiểu thư cách làm, nơi này, hẳn là bỏ thêm tam đến bốn viên trứng cút, nơi này trứng cút, hẳn là vì ở vị thượng phối hợp kia nói hào môn mà chuẩn bị, đến nỗi này phân du phong vịt, ta tưởng hẳn là Thanh Hạm thích ăn mới đúng, bằng không tại đây loại phối hợp hạ, không nên sẽ xuất hiện du phong vịt mới đúng. Trương Huyền vừa dứt lời, liền vang lên Milan vỗ tay thanh. Bạch bạch bạch, Trương tiên sinh, không thể không thừa nhận, người đối Pháp quốc Mỹ thực lý giải, thật sự giống như Thanh Hạm theo như lời như vậy, phi thường cao thâm. Milan tiểu thư quá khen, ta chỉ là lược có đọc qua mà thôi. Chu Nhiên hơi hơi mỉm cười, hắn biểu hiện, cực kỳ giống một cái thân sĩ. Lâm Thanh Hạm nhìn bên người nam nhân bộ dáng, kia mỗi một động tác đều tràn ngập lễ nghi, mỗi một câu ngữ đều không thể bắt bẻ, làm nàng hoài nghi, này vẫn là chính mình biết đến cái kia không cốt khí nam nhân sao. Nếu hắn mặc vào một thân Âu phục, xuất hiện ở một cái xa hoa nơi, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng, hắn là một cái từ phương Tây tới quý tộc. Lâm Thanh Hạm cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, nàng liền cảm giác chính mình đặt ở bàn hạ tay nhỏ bị một cổ ấm áp vây quanh, nhìn mắt Trương Huyền, người sau đối diện Lâm Thanh Hạm một trận làm mặt quỷ, kia ý tứ giống như đang nói, thế nào, ta biểu hiện còn hành đi. Lâm Thanh Hạm hừ nhẹ một tiếng, đem tay nhỏ từ Trương Huyền trong tay rút ra, chiều trên bàn kia phân du phong vịt chộp tới. Trương Huyền còn lại là gắp một khối thịt bò, thoáng dính chút mù tạc nước, để vào trong miệng, đãi 3 giây qua đi. Lại bắt đầu nhấm nuốt. Ngồi ở Trương Huyền đối diện Milan, cùng Trương Huyền động tác giống nhau như đúc, đây là tiêu chuẩn nhất ăn pháp, cũng là nhất có thể bảo trì vị ăn pháp. Ở Trương Huyền làm ra động tác như vậy phía trước, Milan cố ý trước chú ý một chút Trương Huyền. Cơm gian, Lâm Thanh Hạm tìm Milan lưu một ít nữ nhân gian đề tài, chính lưu đến vui vẻ đâu. Milan thình lình hướng Trương Huyền hỏi, Trương tiên sinh, nghe rõ Hạm nói, hai ngươi là ở một cái triển lãm tranh thượng nhận thức. Lâm Thanh Hạ một viên tiểu tâm can thình thịch nhảy một chút, nàng không nghĩ tới Milan sẽ liền này đó đều hỏi, Trương Huyền hắn vừa khéo ở Pháp quốc nhà ăn đương quá người phục vụ, về Pháp thức cơm điểm cùng phương Tây lễ nghi còn hiểu chút, nhưng triển lãm tranh hắn biết cái gì a? Milan, ngươi là cha nhà của chúng ta Trương Huyền hộ khẩu a? Lâm Thanh Hạm trong miệng lẩm bẩm. Đúng vậy, chính là cha hộ khẩu a, ta dù sao cũng phải biết, nhà các ngươi Trương Huyền là dùng biện pháp gì đem chúng ta băng sơn nữ tổng tài lừa tới tay. Milan trong mắt tràn ngập tò mò, nhìn Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm vươn dầu mỡ tay nhỏ, lôi kéo Trương Huyền cánh tay, dùng Milan nhìn không thấy góc độ đối Trương Huyền một cái kính sử ánh mắt, trong miệng nói, Trương Huyền, đừng lý nàng. Ta nói tổng tài đại tiểu thư, ngươi không phải là gạt ta chơi đi. Milan bày ra một bộ ta nhưng không hảo lừa biểu tình. Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ thượng có chút rồn rập, đôi ta là ở. Chương 16, cảm tình kẻ lừa đảo. Đôi ta là ở phiêu cách đại sư triển lãm tranh thượng nhận thức. Trương Huyền cầm lấy một khối sò biển, đem chỉnh khối sò biển thịt hoàn chỉnh lấy xuống dưới, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt mâm đồ ăn chung, tiếp tục nói, lúc ấy phiêu cách đại sư ở An thì tổ chức triển lãm tranh, ta cùng Thanh Hạm đều bị phiêu cách đại sư kia phúc sáng sớm bữa sáng hấp dẫn, hơn nữa đưa ra bất đồng giải thích, ta còn nhớ rõ Thanh Hạm lúc ấy nói, nàng hướng tới họa chung kia yên tĩnh cảm giác. Nhu hòa đường cong sẽ làm nàng tâm linh bình tĩnh, mà ta tắc hâm mộ họa trung nam nữ nhân vật ánh mắt giữa biểu đạt ra tình cảm. Đôi ta chính là từ lúc ấy quen biết, đương nhiên, sáng sớm bữa sáng bên kia phúc cách lâm bóng dâm cũng là tương đương không tồi tác phẩm. Milan trong mắt hiện lên một tia cổ quái, nói, nguyên lai là An thị phiêu cách triển, lúc trước ta cũng rất muốn đi, chính là không có cơ hội,
nghe ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra thực hâm mộ ngươi cùng Thanh Hạm đâu. Trương Huyền nhẹ nhàng cười, 3 tháng sau, Phiêu Cách Đại Sư còn sẽ tổ chức một lần triển lãm tranh, đến lúc đó có cơ hội, chúng ta có thể cùng đi. Hảo a, Milan cũng cười cười, gật đầu, nha, ta hấp oa Lưu Hảo. Milan hoang mang rối loạn chiều phòng bếp chạy tới. Ngươi làm sao mà biết được, Lâm Thanh Hạm mềm nhẹ thanh âm, mang theo nghi hoặc, ở Trương Huyền bên tai vang lên. Cái gì, Trương Huyền cho chính mình cầm khối sọ biển. Ngươi như thế nào biết Phiêu Cách Đại Sư triển lãm tranh, như thế nào biết kia phúc sáng sớm bữa sáng. Lâm Thanh Hạm rất kỳ quái, nàng sở dĩ cấp Milan nói chính mình cùng Trương Huyền ở triển lãm tranh thượng nhận thức, chính là bởi vì nàng cũng thích họa, chẳng qua cái kia An Thị Phiêu Cách triển lãm tranh, nàng cũng không có thể đi thành, vẫn luôn đều thật đáng tiếc. Trương Huyền vừa nghe Lâm Thanh Hạm hỏi cái này, chỉ chính mình trang ở trong túi di động, mới vừa cha a, ta không phải sợ lòi sao. Làm được xinh đẹp, Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền dựng một cái ngón tay cái. Hắc hắc, cảm ơn Lâm Tổng khen ngợi. Trong phòng bếp, Milan trộm nhìn mắt nhà ăn, xác nhận Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đều ngồi ở trên bàn cơm sau, lấy ra di động, nhanh chóng đưa vào một cái dãy số gọi đi ra ngoài, điện thoại thực mau chuyển được. Milan một tay cầm điện thoại, một tay che miệng, thấp giọng nói, Lê Nhưng, người còn nhớ rõ 3 năm trước đây chúng ta ở Pháp Quốc đầu đường nhìn đến kia Trương truy nã chiếu sao? Nhớ rõ a, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, còn cùng với nồi sạn cùng xào nồi va chạm thanh âm, thời gian này điểm, Pháp Quốc mới là vừa mới chuẩn bị cơm trưa thời điểm, như thế nào, ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này? Ta thấy đến hắn, không biết sao lại thế này, hắn đã về nước, lại còn có lấy một nhà nghệ thuật ra thân phận cưới ta khuê mật. Milan trên mặt lộ ra nôn nóng. Thiên a, điện thoại bên kia vang lên một trận kinh hô, người thế nhưng gặp hắn. Hắn còn không có bị nước Pháp Vương thất bắt sao? Phải biết rằng, hắn lúc ấy chính là liền hoàng thất công chúa đều dám lừa a. Ngươi vì cái gì không chạy nhanh báo nguy chảo hắn, ở ngươi khuê mật trước mặt vạch trần thân phận của hắn. Ta không biết hắn dùng cái gì phương pháp trở về, cũng không biết hắn vì cái gì không có bị bắt, ta chỉ biết, ta cái kia khuê mật, hiện tại hoàn toàn bị hắn lừa. Ta vô pháp báo nguy, ta không có bất luận cái gì chứng cứ, ta cũng không thể trực tiếp vạch trần hắn. Hiện tại ta kia ngốc khuê mật đã bị hắn hoàn toàn lừa bịp, một khi ta nói thẳng hắn là Pháp Quốc tội phạm bị truy nã, chẳng những ta khuê mật sẽ không tin, còn sẽ làm cái này kẻ lừa đảo cảnh giác, đến lúc đó liền càng không có biện pháp vạch trần hắn gương mặt thật. Milan trong giọng nói mang theo phẫn nộ, mang theo nôn nóng, nói đến lúc này, nàng còn trộm hướng nhà ăn nhìn thoáng qua. Lâm Thanh Hạm cũng vừa lúc chú ý tới Milan chiều chính mình xem ra, xinh đẹp gương mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Xé xuống một khối thịt vịt tới đưa cho Trương Huyền. Thấy như vậy một màn Milan khí cả người phát run, hạ hạ nhẫn tâm, hướng trong điện thoại nói, đây là cái cảm tình kẻ lừa đảo, ta nếu muốn biện pháp vạch trần hắn gương mặt thật. Người giúp ta cấp lão sư thỉnh cái giả, liền nói ta trong khoảng thời gian này không quay về. Không trở lại, thiên a Milan, người có biết hay không người đang nói cái gì, lão sư tối hôm qua nói cho ta, hắn thông qua vị kia đại nhân khảo nghiệm, nếu có cơ hội. Hắn có thể mang chúng ta trông thấy vị kia đại nhân, nếu chúng ta có thể từ vị kia đại nhân trong tay học thượng một chút nấu nướng da lông, đều có thể đủ làm chúng ta kế thừa hắn vị trí, lên làm Pháp Quốc hoàng thất chủ bếp. Trong điện thoại nữ nhân thanh âm tràn ngập không thể tưởng tượng. Chủ bếp sự lại nói, ta tổng không thể, làm ta khuê mật cứ như vậy bị người lừa, hành, ta trước treo. Milan đem điện thoại một quải, bưng lên vừa mới chuẩn bị tốt hấp oa, chiều nhà ăn đi đến, đồng thời trên mặt tràn đầy tươi cười. Căn bản nhìn không ra tới cái gì, Trương tiên sinh, Thanh Hạm, nếm thử hấp oa, các ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Thanh Hạm thực hưởng thụ Milan làm mỹ thực, nhưng nàng càng sợ Milan hỏi lại ra cái gì xảo quyệt vấn đề, nhanh chóng ăn trên bàn mỹ thực, mà không giống dĩ vãng như vậy chậm rãi hưởng thụ. Thanh Hạm, người buổi tối có việc sao? Milan nhìn Lâm Thanh Hạm khác thường bộ dáng, kỳ quái nói. Không a, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta này không phải thế ngươi sốt ruột sao? Người từ Pháp Quốc trở về còn không có về nhà, bay đi hàng thị phi cơ buổi tối chỉ có nhất ban. Milan trong tay cầm một quả ốc sên xác, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm nói, Thanh Hạm, ta không đi rồi, ta tưởng ở ngươi này nhiều đãi 2 ngày. A, à, nhiều đãi 2 ngày, Lâm Thanh Hạm bởi vì này ngoài ý muốn tin tức biểu hiện có chút thất thố, cái miệng nhỏ trương đến đại đại. Đúng vậy, Milan dùng sức gật gật đầu, theo sau nheo lại 2 mắt, hiện ra trăng rằm. Như thế nào, ngươi không chào đón ta a? Ngây người 2 giây sau,
Lâm Thanh Hạ mới phản ứng lại đây, hoan. Hoan nghênh a. Ha ha, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta, kia làm ta ngẫm lại, ta nên trụ nào gian phòng đâu. Mi Lan ngẩng đầu, nhìn quét lầu hai vị trí. Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm chớp đôi mắt, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, làm một cái yên tâm đi khẩu hình. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bộ dáng, trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ, yên tâm. Ta như thế nào có thể yên tâm, sớm muộn gì muốn lòi a. Thật muốn như vậy, ta đã có thể quá mất mặt lạp. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền cứ theo lẽ thường ở phòng bếp rửa chén. Milan giơ ngón tay cái lên tán thưởng một tiếng hảo nam nhân sau, liền bắt đầu thu thập chính mình hành lý. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên sofa, nhìn trong phòng bếp Trương Huyền, lại nhìn chính mãn nhà ở chạy vội khuê mật, duỗi tay che cái chán, phát ra bất đắc dĩ thở dài thanh. Trương Huyền tẩy xong chén, nhìn đến Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở trên sofa, một bên uống trà xanh, một bên nhìn hôm nay bổn thị kinh tế tài chính tin tức, cái này tin tức mỗi ngày Lâm Thanh Hạm đều sẽ xem. Thêm chút nước ấm. Trương Huyền cầm ấm nước đi tới, thế Lâm Thanh Hạm chén trà chung thêm thủy, nhân tiện liếc mắt một cái tivi, phát hiện tivi chung vừa vặn phóng về Tần Nhu tin tức, ở tin tức thượng, cũng đưa ra Tần Nhu hằng viễn mậu dịch xin tạc sơn, đạt được phê chuẩn tin tức, ở tin tức thượng, phía chính phủ tỏ vẻ sẽ mạnh mẽ duy trì, cũng đem hằng viễn mậu dịch làm Ngân Châu thị năm đầu cọc tiêu xí nghiệp. Chương 17, giúp nàng ấn. Nhìn đến này tin tức, Trương Huyền trên mặt tự nhiên xuất hiện một mạt mỉm cười. Nữ nhân này động tác còn rất nhanh, kể từ đó, viện phúc lợi kia khu vực khai phá, rốt cuộc vô pháp được đến phía chính phủ duy trì, viện phúc lợi cũng sẽ không bị phía chính phủ lệnh cưỡng chế cường hủy đi, bọn nhỏ có thể tiếp tục trụ đi xuống không nói, kia mấy cái gian thương mua mà cũng sẽ điên cuồng giảm giá. Lâm Thanh Hạm dựa vào trên sofa, thon dài hai chân duỗi thân, đôi mắt nhìn tin tức, trong miệng lầm bầm lầu bầu, cái này hàng viễn, thật là lợi hại, thế nhưng có thể nghĩ đến đi tạc sơn. Mượn dùng hoa hạ cao tầng đối Ngân Châu phía chính phủ áp lực tới lấy được chính sách duy trì. Bằng vào cái kia họ Tần nữ nhân, tuyệt đối không thể tưởng được điểm này, ở nàng sau lưng, ít nhất có một cái 10 người chuyên nghiệp đoàn đội vì nàng bày mưu tính kế, liền mấy năm trước tỉnh ngoài báo chí đưa tin đều chú ý tới, lợi hại. Lợi hại. Lâm Thanh Hạm nói nghe vào Trương Huyền trong tai, làm Trương Huyền còn có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ta cảm thấy, này cũng không gì khó a. Tin tức mấy thứ này ngày thường nhìn đến nhiều chú ý một chút là được, tạc sơn phương diện này, không phải mục đích chung sao, đến lúc đó mậu dịch thông thuận, giao thông cũng tiện lợi quá nhiều, liền cao thiết đều có thể thông. Người biết cái gì, Lâm Thanh Hạm phiên liếc mắt một cái Trương Huyền, người chỉ có thể nhìn đến tạc phía sau núi chỗ tốt, lại không cách nào nhìn đến cái này quyết sách tinh diệu chỗ, khoảng thời gian trước, Hoành Châu thương mậu mới vừa bắt lấy Đông Nam hai khối đất, muốn phát triển một cái làng du lịch, hiện tại hằng viễn tạc sơn. Bổn thị Đông Nam phát triển nhất định sẽ bị phía chính phủ tạm thời buông, đến lúc đó hằng viễn được đến, không riêng gì phía chính phủ ở chính sách thượng mạnh mẽ duy trì, càng có thể nhất cử ngồi trên Ngân Châu thị đệ nhất mậu dịch công ty vị trí. Bao gồm Tây Bắc mậu dịch thông đạo, cũng sẽ là hằng viễn chuyên trúc, đến lúc đó Hoành Châu con đường, tất cả đều sẽ bị hằng viễn bắt lấy, Hoành Châu tân lấy kia hai khối đất giảm giá, cổ phiếu hạ ngã, mà hằng viễn, tắc sẽ làm giá cổ phiếu sinh trưởng tốt. Lâm Thanh Hạm nói xong. Nhìn Trương Huyền hứng thú toàn vô bộ dáng, trong lòng mặc niệm một tiếng bùn nhão chết không lên tường, nàng vừa mới sở dĩ cấp Trương Huyền nói nhiều như vậy, mục đích chính là muốn cho Trương Huyền tiếp xúc một chút phương diện này đồ vật, bất quá hiện tại xem ra, hắn là một chút ý tưởng đều không có. Hướng Trương Huyền phất phất tay, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp có chút không vui nói, tính tính, ngươi đi vội chính ngươi đi, đừng chống đỡ ta xem tivi. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, tin tức đăng báo nói kết quả. Hắn ở sáng nay cấp Tần Nhu nói ra kế hoạch thời điểm, cũng đã toàn bộ nghĩ tới. Milan thu thập xong đồ vật, mặc một cái hồng nhạt ngắn tay áo sơ mi ngồi vào Lâm Thỉnh Hạm bên người, bồi nàng nhìn tivi, trò chuyện một ít đồ trang điểm A, bao bao linh tinh đồ vật. Thân xuyên bạch ngực Trương Huyền bưng một chậu nước ấm đi tới, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước người, mà hắn cũng đúng lúc khi ngồi xổm xuống, Thanh Hạm, nên rửa chân. Rửa chân, Thanh Hạm, Trương Huyền còn cho ngươi rửa chân. Milan trừng lớn đôi mắt, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, ở cái này xã hội, nam nhân cấp nữ nhân rửa chân, thật sự là quá hiếm thấy, hơn nữa xem Trương Huyền bộ dáng, giống như mỗi ngày đều là như thế giống nhau. Lâm Thanh Hạm nhăn lại mày liễu, hôm nay không tẩy. Không được, Trương Huyền ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, cần thiết muốn tẩy, trên người của ngươi bệnh kín còn cần tiến hành vài lần huyệt vị massage mới có thể hoàn toàn giảm bớt,
Vừa nghe bệnh kín, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp đỏ lên, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên, nàng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay đều không có đau bụng kinh, nhìn mắt trước người nam nhân. Gia hỏa này, nhất định biết cái này đi. Liền ở Lâm Thanh Hạm hơi hơi sững sờ thời điểm, Trương Huyền đã chủ động nắm lên Lâm Thanh Hạm chân nhỏ, phóng tới chậu nước giữa, nhẹ phao lúc sau, bắt đầu chậm rãi xoa ấn. Cái loại này thoải mái cảm giác từ Lâm Thanh Hạm lòng bàn chân truyền đến, Lâm Thanh Hạm không tự giác cả người thả lỏng, dựa nằm ở trên sofa, nhưng mới vừa dựa đi xuống, nàng liền cảm giác có chút biệt nữ. Trước hai ngày, đều là nàng cùng Trương Huyền một mình đãi ở trong nhà, hiện tại bên người nhiều ngồi một người. Làm nàng cả người đều không được tự nhiên. Nhìn Trương Huyền tận tâm tận lực vì chính mình mát xa bộ dáng, Lâm Thanh Hạm tâm thần một trận mơ hồ, này không nên là kiện thực mất mặt sự sao? Hắn vì cái gì sẽ ở nhà có người thời điểm còn chủ động làm, chẳng lẽ hắn thật là vì ta hảo? Ý tưởng này vừa ra, Lâm Thanh Hạm lập tức lắc lắc đầu. Không, không có khả năng, hắn chỉ là vì tiền mà thôi, chúng ta ở phía trước không hề giao thoa, hắn sao có thể là đơn thuần vì ta hảo? Milan nhìn Trương Huyền bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, người nam nhân này, thật đúng là sẽ thảo nữ nhân niềm vui a, khó trách lúc trước có thể gạt được Pháp Quốc Hoàng thất công chúa, hiện tại lại có thể gạt được Thanh Hạm, phỏng chừng không có mấy người phụ nhân có thể cự tuyệt hắn như vậy đi. Khoác một nhà nghệ thuật gia thân phận, lại biểu hiện hết sức ôn nhu. Trương Huyền nửa ngồi xổm Lâm Thanh Hạm trước người, phủng này đối tinh xảo chân ngọc, ánh mắt thanh triệt, trong lòng không có một chút tạp niệm. Cẩn thận xoa ấn Lâm Thanh Hạm gót chân huyệt vị. Lâm Thanh Hạm một bên hưởng thụ trừng đế truyền đến thoải mái, một bên lại có thể cảm nhận được khuê mật ánh mắt, làm nàng cực độ mất tự nhiên. Hảo hảo, đừng giặt sạch, Lâm Thanh Hạm chịu không nổi như vậy cảm giác, dùng sức từ Trương Huyền trong tay rút ra chân nhỏ, mặt đẹp còn đỏ bừng. Trương Huyền gật gật đầu, dù sao nên ấn cũng ấn, liền bưng lên chậu nước đổ nước đi. Trương Huyền vừa đi, Milan liền tiến đến Lâm Thanh Hạm bên người. Thanh Hạm a, nhà ngươi Trương Huyền còn sẽ mát xa. Sẽ a, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ta cho ngươi nói, nhà ta Trương Huyền mát xa thủ pháp nhưng bổng, ta phía trước thân thể có điểm không thoải mái, hắn mát xa vài lần, tất cả đều hảo. Thiệt hay giả, Milan biểu hiện ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng, Thanh Hạm, ta gần nhất bả vai không thoải mái, nếu không làm nhà ngươi Trương Huyền cũng cho ta ấn ấn. Cho ngươi ấn ấn, Lâm Thanh Hạm nhìn Milan kia một bộ không tin bộ dáng. Tâm một hoành, nghĩ Trương Huyền nếu ở massage cửa hàng trải qua, hẳn là không có gì vấn đề, gật đầu nói, có thể a. Thật tốt quá, Thanh Hạm, người thật là ta hảo khuê mật. Milan nhảy nhót một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, họ Trương, làm ngươi trang, còn lòng bàn chân massage giảm bớt trên người bệnh kín. Thổi đâu đi. Về lòng bàn chân massage giảm bớt bệnh kín thứ này, Milan nhưng thật ra đã từng nghe nói qua, bất quá lại không phải đơn thuần massage, mà là muốn xứng với ngân châm. Kích thích huyệt vị, đó là phi thường truyền thống thả cao thâm châm cứu liệu pháp, hơn nữa từ bước chân tĩnh mạch quán triệt toàn thân, toàn hoa hạ đều không có nói mấy người có thể làm được, này họ Trương sao có thể sẽ. Hắn cũng liền lừa lừa Thanh Hạm này đơn thuần nha đầu, xem ta không vạch trần ngươi. Milan đều tưởng hảo, từ từ muốn như thế nào vạch trần cái này Trương Huyền, nói cho Thanh Hạm hắn đề tiện gương mặt. Trương Huyền đảo xong nước rửa chân, đi đến phòng khách, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Cấp Lâm Thỉnh Hạm tước cái quả táo. Lão, lão công, người giúp Milan cũng ấn xuống bả vai bái. Lâm Thỉnh Hạm phát ra cái thứ nhất lão tự thời điểm, biểu tình cực độ mất tự nhiên, cũng may Milan không có chú ý tới. Giúp nàng ấn, Trương Huyền nhíu nhíu mày. Chương 18, nhìn như không thấy. Trương Huyền ở toàn cầu y học giới, bị dự có Diêm Vương sống danh hiệu, hoa hạ có câu cách ngôn, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Nhưng tại thế giới đỉnh y học lĩnh vực, những lời này bị đổi thành, sa tăng lưu người đến canh năm, Diêm Vương ngươi dám canh ba kêu. Hắn, chính là sống ở thế gian này Diêm Vương. Đã từng, nhiều ít toàn cầu đỉnh cấp phú thương, hoàng thất phương tử, quốc gia lãnh đạo, đều hy vọng Trương Huyền ra tay, nhưng Trương Huyền ai mặt mũi cũng chưa bán quá, càng đừng nói dùng nhất lao lực cùng chính thống nhất mát xa thủ pháp tùy tiện thay người trị liệu bệnh kín. Milan vừa thấy Trương Huyền nhíu mày bộ dáng, trong lòng một nhạc. Quả nhiên, người này căn bản là không hiểu cái gì mát xa liệu pháp, hoàn toàn chính là lừa Thanh Hạm. Thanh Hạm, nhà ngươi Trương Huyền nếu không nguyện ý liền tính, ta nghĩ dùng mát xa tới loại trừ bệnh kín, bản thân liền có điểm không thể tưởng tượng. Milan một bộ nhụt chí bộ dáng. Lâm Thanh Hạm trong lòng chợt lạnh, cô nàng này sẽ không nhìn ra tới cái gì đi.
Ai nha nha, thật muốn như vậy, ta đây đến nhiều mất mặt a. Không được, không được. Lão công, ngươi liền cấp Milan cùng ấn ấn bái, liền ngươi cho ta ấn cái loại này phương pháp. Lâm Thanh Hạ một cái kính hướng Trương Huyền nháy đôi mắt. Hảo đi, Trương Huyền đối với Lâm Thanh Hạm thỉnh cầu, vô pháp cự tuyệt, hoặc là nói, ở trong lòng hắn, liền sẽ không cự tuyệt nữ nhân này thỉnh cầu, chẳng sợ lại quá mức, hắn đều có thể tiếp thu. Trương Huyền đi đến Milan trước người, nhìn cái này ngũ quan anh khí tóc ngắn nữ nhân, Milan tiểu thư, người nơi nào không thoải mái. Bả vai, Milan duỗi tay cấp Trương Huyền chỉ chính mình sau cổ địa phương. Trương Huyền gật gật đầu, đi đến Milan phía sau. Đôi tay chiều Milan trên vai niết đi, ở chính mình tay đụng vào Milan bả vai nháy mắt, Trương Huyền liền có một loại cảm giác. Non mềm qua đi, là một loại có thể nói no đủ co giãn, làn da tuy rằng không giống Lâm Thanh Hạm như vậy mượt mà giàu có ánh sáng, nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Trương Huyền hai căn ngón tay cái ở Milan phần lưng chậm rãi xoa ấn. Milan vai cổ, bởi vì công tác nguyên nhân, vẫn luôn đều có chút nhức mỏi, nàng cũng thường xuyên sẽ đi làm chút spa. Đối các loại massage thủ pháp cũng có chút quen thuộc. Hiện tại nàng cảm thụ được Trương Huyền tay ở chính mình vai cổ chỗ xoa ấn, rõ ràng liền cùng những cái đó bình thường massage sư giống nhau, giảm bớt mệt nhọc còn kém không nhiều lắm, cái gì trị liệu bệnh kín, quả thực chính là nói bậy. Milan ở trong lòng tổ chức hạ ngôn ngữ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm giác chính mình vai cổ chỗ truyền đến một cổ ấm áp, kia dường như một cổ dòng nước ấm chảy qua chính mình vai cổ kinh mạch, nguyên bản đau nhức, mệt mỏi tại đây một khắc biến mất vô tung. Phía trước, bởi vì chức nghiệp quan hệ, Milan mỗi ngày cảm giác chính mình vai trên cổ đè nặng một ngọn núi giống nhau, tại đây một khắc, thật giống như có người đem ngọn núi này từ chính mình vai cổ chỗ dọn ly, cái loại cảm giác này, nói không nên lời thoải mái. Milan nguyên bản đều đến bên miệng nói bởi vì loại cảm giác này bị nàng sinh sôi nuốt đi xuống, hắn thế nhưng thật sự có thể thông qua massage tới kích thích huyệt vị, đạt tới giảm bớt thân thể bệnh kín công hiệu. Loại này thủ pháp, nếu phóng tới trung y giữa, kia chính là tương đương cao thâm. Lâm Thanh Hạm nhìn Milan trên mặt không tự chủ được lộ ra thoải mái biểu tình, nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ, Trương Huyền vẫn là thật sự có điểm bản lĩnh sao, tuy rằng massage lên không được cái gì mặt bàn. Lâm Thanh Hạm ở sinh ra cái này ý tưởng thời điểm, không nghĩ tới, nàng cho nên vì massage, đặt ở trung y học chung, là đứng đầu vật lý trị liệu. Milan giờ phút này tâm tình, có thể hình dung là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, làm nàng vui vẻ chính là, chính mình thân thể thượng bệnh kín đích xác được đến giảm bớt, cả người, từ muốn bối đến vai cổ, đều thoải mái rất nhiều, ưu chính là, cái này Trương Huyền là thật là có bản lĩnh, muốn vạch trần hắn, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Milan một đôi mắt hạt châu quay tròn loạn chuyển, một cái tuyệt diệu biện pháp xuất hiện ở nàng trong óc giữa. Nàng trong lòng không cấm đắc ý nghĩ, một cái kẻ lừa đảo. Hắn khả năng chuyên môn đi tìm hiểu quá nào đó lĩnh vực, nhưng đối với này đó trong lĩnh vực đồ vật, cũng không thể làm được quá tinh thông. Quang loại này thông qua massage tới trị liệu bệnh kín đứng đầu vật lý trị liệu, liền đủ hắn phí thời gian đi nghiên cứu. Hắn từng ở Pháp quốc đãi quá, càng là có thể gạt được hoàng thất công chúa, đối phương Tây lễ nghi cùng Pháp quốc cơm điểm giải cũng không kỳ quái. Nhưng là họa đâu, hắn thật sự hiểu biết họa. Hoặc là nói, hắn có vẽ tranh thực lực, chính mình chỉ cần tìm một cái đỉnh cấp giám họa chuyên gia lại đây. Là có thể vạch trần hắn gương mặt thật. Nghĩ vậy, Milan trên mặt lại lộ ra ý cười. Thanh Hạm a, nhà các ngươi Trương Huyền massage thủ pháp, thật là quá tuyệt vời. Đúng rồi, các ngươi còn không có cho ta giảng hai ngươi là như thế nào nhận thức đâu, chẳng lẽ chính là bởi vì một bộ họa sao? Bà tám a ngươi, Lâm Thanh Hạm trắng Milan liếc mắt một cái, chính mình nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi như thế nào cấp Milan cô nàng này giảng là như thế nào cùng Trương Huyền nhận thức. Nhưng hiện tại Trương Huyền tại đây, những lời này đó chính mình thật sự xấu hổ với nói ra. Nói bái, Milan một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Làm hắn cho ngươi nói, ta muốn đi ngủ. Lâm Thanh Hạm trực tiếp đem nồi ném cấp Trương Huyền, chính mình ăn mặc dép lê, đăng lên lầu, hừ, này Trương Huyền hoa ngôn xảo ngữ, khiến cho hắn đi biên đi, chính mình ngày mai hỏi hắn là được. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm rời đi bóng dáng, nói thanh nhàm chán. Theo sau hung hăng duỗi một cái lười eo, trên người nàng ăn mặc một kiện bên người áo sơ mi, trước người núi non có vẻ phá lệ tráng lệ, này lười eo duỗi khởi khi, càng là đem này núi non hoàn mỹ bày biện ra tới. Trương Huyền đứng ở Milan phía sau, thế Milan nhéo bả vai, ánh mắt vừa lúc có thể thông qua cổ áo, nhìn đến phía trước rộng lớn mạnh mẽ. Milan vươn tinh tế tay ngọc,
phẩy phẩy chính mình cổ áo, trong miệng nhắc mãi, nóng quá a. Vừa mới dứt lời, Milan liền bắt tay đặt ở chính mình cổ áo, ngón tay chiều cổ áo phía dưới cái thứ nhất nút thắt nhẹ nhàng một chọt, cơ hồ không dùng như thế nào lực, kia viên nút thắt liền bị nàng ngạo nhân dáng người sở băng khai, lộ ra tuyết trắng một mảnh. Milan khóe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ đến, sắc phôi, đứng ở mặt sau, cấp cô nãi nãi hảo hảo xem. Milan làm xong này đó, giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, sờ qua đặt ở bên cạnh di động, ẩn nấp mở ra camera mặt trước, muốn chụp được Trương Huyền nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, nhưng nàng lại phát hiện, Trương Huyền căn bản là không thấy chính mình, không. Hắn căn bản là không chú ý chính mình, hắn chính mang theo tai nghe, nhắm mắt lại nghe ca đâu. Một cổ vô danh chi lửa đốt thượng Milan trong lòng, hỗn đản. Lão nương đối với người cái này sắc phôi liền một chút lực hấp dẫn đều không có sao. Không ấn, không ấn. Milan dùng sức vặn vẹo hai hạ bả vai, thở phì phì nói một tiếng, ăn mặc dép lê liền chiều trên lầu đi đến. Trương Huyền gỡ xuống tai nghe, kỳ quái nữ nhân này đâu ra lớn như vậy tức giận, nhìn hai mắt, Trương Huyền cũng không đi để ý tới, ngồi vào trên sofa, cho chính mình đổ ly trà. Nghe gia phu vừa mới sáng tác hảo cho hắn phát tới dương cầm khúc, trong miệng lẩm bẩm nói, hàng đê thăng xê thời điểm vẫn là tồn tại vấn đề, hơn nữa tồn tại một ít không cần thiết huyễn kỹ, gia tăng rồi đại lượng trang trí âm, như vậy tuy rằng có thể ở nhạc khúc giai đoạn trước cho người ta một loại chấn động hiệu quả, nhưng lại sẽ xử khúc mặt sau có vẻ quá mức bình đạm a. Ai? Chương 19, một cái lão nhân. Giờ phút này, TV tin tức vừa vặn chuyển tới âm nhạc kênh, truyền phát tin mới nhất tin tức. Cứ nghe, thế giới đứng đầu dương cầm ra gia phu, ở thành công cải biên, kéo tam, sau, lại một lần trầm lòng đang tân khúc sáng tác bên trong, gia phu từng ở phỏng vấn chung đưa tin, lần này tân khúc, sẽ từ hắn lão sư tự mình giám sát chỉ đạo, hơn nữa, hắn lão sư, đó là đã từng chỉ đạo hắn cải biên, kéo tam, nhân vật thần bí, làm chúng ta cùng nhau chờ mong gia phu mới nhất tác phẩm đi. Phòng khách đèn diệt, Trương Huyền dẫm lên dép lê, chiều lầu 2 phòng ngủ đi đến. Giang Tĩnh đẩy ra biệt thự đại môn, bắt đầu rồi nàng ở ban đêm bảo hộ công tác. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền rời giường, chiếu thường lui tới giống nhau xoa sàn nhà. Lâm Thanh Hạm đánh ngáp từ trong phòng ngủ ra tới, lảo đảo lắc lư chiều phòng vệ sinh đi đến, chuẩn bị rửa mặt. Không đợi Lâm Thanh Hạm đi vào phòng vệ sinh, trong nhà máy bàn tiếng chuông liền điên cuồng vang lên, Trương Huyền chạy chậm qua đi đem điện thoại tiếp khởi, đây là một cái bên trong liên lạc điện thoại. Chỉ là Lâm Thanh Hạm phụ thân có thể đánh tiến vào. Uy, ba, Trương Huyền đối với điện thoại kêu lên. Tiểu Trương, mau kêu Thanh Hạm rời giường, cùng ta đi xem nàng ra ra. Điện thoại chung, Lâm Kiến Vũ thanh âm phi thường nôn nóng. Ở Ngân Châu Thị, Lâm Thị Tập đoàn là một cái cực có truyền kỳ tính xí nghiệp. Thượng thế kỷ thập niên 80, Lâm Thị Tập đoàn người sáng lập, Lâm Chính Nam, dẫn dắt Ngân Châu Thị bản thổ xí nghiệp cùng hướng ra phía ngoài phát triển. Càng là tự hành thành lập Ngân Châu Thương hội, trong lúc, ở Lâm Chính Nam dẫn dắt hạ, Ngân Châu Thương hội đầu tư cổ phiếu, bất động sản, điện tử chờ nhiều mặt lĩnh vực, 20 thế kỷ sơ, Ngân Châu Thương hội bị bắt giải tán, nhưng các xí nghiệp lớn lại phát triển sinh động, tuy đã không có Ngân Châu Thương hội, nhưng Lâm Chính Nam ở mọi người trong lòng. Chính là kia duy nhất hội trưởng. Lâm Chính Nam tuy ở sự nghiệp thượng sinh động, nhưng ở sinh hoạt thượng, lại là bất tận như ý, liền ở Lâm Chính Nam nhất phong cảnh thời điểm. Thê tử ở một hồi ngoài ý muốn giữa rời khỏi, để lại cho Lâm Chính Nam một nhi tam nữ, Lâm gia từ đây một mạch đơn truyền. Lâm gia ở Ngân Châu thì có được một tòa đại viện, này tòa đại viện ở Ngân Châu thì địa vị, tương đương với là kinh thành đại viện, phàm là ở Ngân Châu thì có quyền thế người, đều lấy tiến vào đại viện vì vinh. Đại viện tọa lạc ở Ngân Châu ngoại ô, chiếm địa 2.1 vạn bình phương, trong viện bóng râm vần quanh, giả sơn giả thủy. Đại môn chỗ một cái bằng phẳng rộng rãi xi măng thông đạo vẫn luôn kéo dài hướng vào phía trong. Lúc này, một chiếc đại chúng Zeta xử tại đây điều xi măng thông đạo thượng, phá lệ chói mắt. Giang Tĩnh đem xe ngừng ở trong viện bãi đỗ xe chung, ở chỗ này, dừng lại tất cả đều là thượng trăm vạn siêu xe. Ghế sau cửa xe mở ra, vươn một con dẫm lên màu đen cao cùng chân ngọc, phối hợp 7 phần quần tây đen, Lâm Thanh Hạm thượng thân phối hợp màu trắng áo sơ mi. Ngoại sấn một kiện màu đen tinh tiểu tây trang áo khoác từ trên xe đi xuống tới, nàng tóc dài lên đỉnh đầu quấn lên, tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan mặt trên tràn ngập nôn nóng, Lâm Thanh Hạm vừa xuống xe, liền đi nhanh chiều bãi đỗ xe phía trước phòng trong đi đến. Ở Lâm Thỉnh Hạm phía sau trên xe, cũng không có Trương Huyền thân ảnh. Lâm Thanh Hạm đi ra bãi đỗ xe,
nhìn trước mắt này tòa một tầng kiến trúc, đẩy ra đại môn, đi vào. Phòng trong, gia cụ đều là gỗ đào chế thành, cổ hương cổ sắc, trong không khí còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương, phòng ốc nội không có gì hiện đại gia cụ, có thể thấy được, phòng ốc chủ nhân là phi thường thích loại này cổ phong. Phòng trong giờ phút này, có không ít người mặc chính trang người, cả trai lẫn gái, có già có trẻ. Lâm Thanh Hạm nhìn phòng trong mấy người, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ba, đại cô, nhị cô, tiểu cô, các ngươi tới. Phòng trong, không riêng có Lâm Kiến Vũ này đồng lứa, bao gồm Lâm Thanh Hạm này đồng lứa, cũng đều có không ít người. Chẳng qua nhìn chung Lâm Thanh Hạm này đồng lứa, cũng chỉ có nàng một người, họ Lâm. Ra ra thế nào, Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình phụ thân, trên mặt mang theo lo lắng. Lâm Kiến Vũ thở dài, chỉ phòng ốc nội sườn, ở bên trong, ngươi vào xem đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nhấc chân, liền thấy một hơn 40 tuổi trung niên nữ tính từ buồng trong vọt ra, trên mặt che kín kinh hoàng, không hảo, Lâm tiên sinh không thấy. Cái gì? Chỉnh nhà ở người, vào giờ phút này, đều lộ ra vẻ mặt dại ra. Ngân Châu thị ngoại ô công viên, không biết khi nào liền biến thành người già đánh thái cực địa phương, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ đến giữa trưa 11 giờ rưỡi, ở công viên dưới bóng cây, trên quảng trường, thạch đôn bên, nơi nào đều có thể nhìn đến người già thân ảnh. Trương Huyền ăn mặc hắn bờ cát quần đi ở công viên, mỗi cái cuối tuần, có 2 ngày, hắn đều sẽ tới công viên xem lão nhân đánh thái cực, ở cái loại này đến mãn trí nhu động tác, Trương Huyền giống như có thể làm chính mình kia viên cuồng táo tâm, khôi phục một ít bình tĩnh, chỉ đổ thừa dĩ vãng sinh hoạt quá mức huyết phú tinh phong. Người trẻ tuổi, thích thái cực, một đạo già nua lại hiền từ thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền nhìn thoáng qua, nói chuyện chính là một cái ngồi ở trên xe lăn lão nhân, ăn mặc một thân màu rượu đỏ đường trang, tóc đều đã hoa râm, nhưng thật ra sắc mặt cũng không tệ lắm, mang theo chút hồng nhuận. Ta không thích thái cực, Trương Huyền lắc lắc đầu, nhưng không ngại ngại ta thích xem, tựa như có chút người biết rõ sự khổ, còn sẽ đi uống thuốc giống nhau. Trương Huyền nói xong, dùng hai mắt ở lão nhân hai chân thượng đánh giá. Lão nhân lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, trầm mặc vài giây sau, cười to hai tiếng, ha ha ha, người trẻ tuổi, người lời này chung có chuyện a. Trương Huyền đối với lão nhân chớp chớp mắt, khả năng đi. Ha ha, người làm sao thấy được, lão nhân dùng tay vỗ vỗ chính mình hai chân. Tướng mạo, Trương Huyền chỉ vào lão nhân giữa mày, hoa hạ y thuật, truyền thừa ngàn năm, có thể giật dây xem mạch, cũng có thể tướng mạo xem mạch, ở chúng ta hoa hạ, có rút dây động rừng nói đến, cũng có thể dùng ở y học giữa. Trương Huyền đánh giá hạ lão nhân toàn thân, tiếp tục nói, người tướng mạo giãn ra, hồng nhuận có chứa ánh sáng, khí huyết thịnh đủ, kinh lạc ổn định, phát chất thưa thớt lại nhu thuận, chứng minh trong cơ thể không giả, người một người ngồi xe lăn tiến đến, hai tay hữu lực, kinh mạch hoàn hảo, vòng eo đĩnh bạt, hai chân lại như thế nào không thể xuống đất. Nếu là gãy xương, hoặc là tê liệt, người không có khả năng khí huyết tràn đầy, cũng sẽ không ngồi như vậy thẳng. Lợi hại, lão nhân trên mặt hiện lên ý cười. Vỗ tay vì Trương Huyền vỗ tay, tiểu huynh đệ, ngươi là học y. Trương Huyền lắc lắc đầu, không phải. Ta tưởng cũng không phải. Lão nhân trên mặt lộ ra ý cười, hỏi hướng Trương Huyền, có để ý không đẩy ta đi một chút? Để ý, Trương Huyền không hề nghĩ ngợi phải trả lời, ta còn có việc đâu, bất quá có chuyện ta phải cho ngươi nói hạ. Tiểu huynh đệ thỉnh giảng, lão nhân một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngươi tuy tứ chi hoàn hảo, nhưng nhật tử không dài. Tâm mạch chi thương, phi dược vật có khả năng trị liệu, mỗi đêm ngực đau, ngày càng thêm thâm, đến mau chóng tìm người trị liệu lạc. Trương Huyền vỗ vỗ lão nhân bả vai. Lão nhân ánh mắt lộ ra ánh sao, tiểu huynh đệ lợi hại, ta một lão hữu cũng nói với ta đồng dạng lời nói, chỉ là ta kia lão hữu ở 3 năm trước đây đã giá hạc tây đi, hắn đối ta nói, nếu có người có thể nhìn ra ta thân thể ngoan tật, liền có thể cứu ta bản lĩnh. Người kia lão hữu còn rất lợi hại. Có thể nói ra loại này lời nói, làm ta ngẫm lại. Trương Huyền ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, 3 năm trước đây đã chết, là kêu Tùng Đan. Chương 20, gia sự. Lão nhân vừa nghe tên này, kích động cả người đều đang run rẩy. Tiểu huynh đệ, người nhận thức ta kia lão hữu. Chưa nói tới nhận thức, hắn từng ở ta thủ hạ học tập quá 3 ngày thời gian. Ta biết ngươi là ai? Lão nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Tuy rằng ta kia lão hữu chưa cho ta nói tỉ mỉ quá, nhưng hắn từng nói, hắn tại thế giới y học trong lĩnh vực, được xưng Diêm Vương sống thần y thủ hạ học tập 3 ngày, cũng coi đây là vinh. Không nghĩ tới, ta
ta hôm nay thế nhưng may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết Diêm Vương sống. Lần đầu tiên gặp mặt, không tính là may mắn. Trương Huyền thần sắc tự nhiên, trong lời nói lại tràn ngập cường đại tự tin cùng kiêu ngạo, nếu ngươi có thể lần thứ hai thấy ta, mới tính may mắn. Ta minh bạch, lão nhân gật đầu, Diêm Vương sống trị người, không nhận tiền, không nhận vật, chỉ nhận duyên, nếu có thể lại lần nữa gặp mặt, ngươi sẽ ra tay cứu ta. Khả năng đi, ha ha ha. Trương Huyền lại lần nữa vỗ vỗ lão nhân bả vai, để lại cho lão nhân một cái bóng dáng, người ta lần này gặp mặt, cũng coi như có duyên, bất quá lần sau có thể hay không gặp nhau, vậy khác nói lạc. Trương Huyền thanh âm ở lão nhân trong tai càng ngày càng nhỏ, lão nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền bóng dáng, thẳng đến Trương Huyền hoàn toàn biến mất, hắn ở thở dài một hơi, hắn không hoài nghi Trương Huyền nói, hắn lão hữu từng đã nói với hắn, trên thế giới có thể chỉ dùng mắt thường là có thể nhìn ra trong thân thể hắn ngoan tật. Tổng cộng chỉ có như vậy ít ỏi mấy người. Không nghĩ tới a, Diêm Vương sống, thế nhưng như thế tuổi trẻ. Lão nhân thổn thức, ngẫm lại vừa mới cái kia người trẻ tuổi, nghĩ lại chính mình ra những cái đó hậu bối, chỉ có Thanh Hạm một nữ nhi thân, có thể thượng được mặt bàn, còn lại những cái đó, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nhớ thương chính mình tài sản. Ra ra, người quả nhiên tại đây, một đạo thanh thúy giọng nữ ở lão nhân phía sau vang lên. Ba. Ngươi như thế nào chạy nơi này? Lâm Kiến Vũ vẻ mặt trách cứ đi đến lão nhân phía sau. Ra tới nhìn xem phong cảnh, lão nhân quay đầu lại, nhìn tới rồi nhi tử cùng cháu gái, trên mặt lộ ra vui mừng, Thanh Hạm A, người tên kia kêu Trương Huyền lão công, khi nào mang đến cấp ra ra nhìn xem. Có cơ hội đi, Lâm Thanh Hạm loát một chút tịnh trên trán tóc mái, ứng phó nói. Mang theo Trương Huyền tới gặp ra ra, ít nhất phải đợi Trương Huyền có điểm tiền đồ. Chẳng sợ có điểm bản lĩnh, có điểm khát vọng đều hảo, nhưng hiện tại hắn, chỉ là một bãi bùn lầy, đỡ không thượng thường. Lâm Thanh Hạm mang theo Lâm Chính Nam trở lại Lâm gia Đại Việt, nhìn đến Lâm Chính Nam, Lâm Thanh Hạm những cái đó cô đã đường huynh đường tỷ, trên mặt đều che kín nghiêm túc cùng câu nệ, lão gia tử ở nhà địa vị, đó là tuyệt đối không bán hai giá, đừng nhìn bọn họ hiện tại đi ra ngoài siêu xe, Lâm Chính Nam phải có một chút không cao hứng, lập tức làm cho bọn họ từ phú hào giai đoạn trở thành người thường. Ông ngoại, người đây là đi đâu a? À, nhưng cấp chết chúng ta. Lâm Thanh Hạm đường ca, vừa thấy đến Lâm Chính Nam, lập tức phát tới, đây là Lâm Thanh Hạm đại cô nhi tử, cũng là Lâm gia này bối họ khác trưởng tôn, tên là Vương Vĩ. Thấy Vương Vĩ gấp không chờ nổi tiến lên kỳ hảo, Lâm Thanh Hạm một cái khác đường ca, cũng không cam lòng yếu thế phát tới, ra ra, người lần sau muốn đi đâu, liền cấp tôn tử gọi điện thoại, tôn tử bồi ngươi đi, ngươi cũng phương tiện. Tôn tử. Lâm Thanh Hạm đại cô nghe được lời này, nghi hoặc một tiếng, khó hiểu nhìn chính mình cái này cháu ngoại trai. Ba, Xuyên Nhi hắn vừa mới sửa lại họ, về sau liền không họ Tống, cùng ngài họ Lâm, hắn chính là ngài thân tôn tử A. Lâm Thanh Hạm nhị cô vẻ mặt hưng phấn hướng Lâm Chính Nam nói. Cùng ta họ, Lâm Chính Nam ngoài ý muốn một tiếng, theo sau trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, vuốt vừa mới sửa tên Lâm Xuyên đầu, hảo. Hảo A. Lâm Xuyên ánh mắt lộ ra một tia thực hiện được ý cười, mà Vương Vĩ còn lại là thầm hận chừng mắt nhìn Lâm Xuyên liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi. Vương Vĩ mẫu thân không chút nào che giấu lộ ra châm chọc, âm dương quái khí nói, có chút người a, thật là cả ngày đều tưởng những cái đó vô dụng. Đối mặt đại tỷ trào phúng, Lâm Xuyên mẫu thân một tiếng không cổ họng, chỉ là trên mặt đắc ý, chứng minh nàng lần này chiếm thượng phong. Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình này hai cái đường ca. Trong lòng đã bị hàn ý tràn ngập, đây là Lâm gia. Ở trong mắt người ngoài hào môn, trên thực tế, chính là một đám tranh đấu gay gắt, chỉ biết tranh đoạt gia sản hạng người. Lâm Thanh Hạm tiếp nhận Lâm thị tập đoàn lúc sau, nàng này hai cái đường ca liền ở công ty treo cái chức quan nhàn tản, cả ngày chơi bời lêu lổng không nói, càng là thường xuyên có công ty nữ viên chức khiếu nại, này hai người sẽ ở công ty đối với các nàng động tay động chân, nếu không phải Lâm Kiến Vũ ngăn đón. Lâm Thanh Hạm đã sớm tưởng khai trừ hai người kia. Hiện tại nhìn đến Vương Vĩ cùng Lâm Xuyên này phiên làm vẻ ta đây, Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy trong lòng ghê tởm. Nhưng thật ra Lâm Thanh Hạm tiểu cô nữ nhi, nàng đường muội tự uyển, vẫn luôn đều đứng ở nơi đó, không có giống hai cái đường ca như vậy nóng lòng biểu hiện. Hảo, mọi người đều ngồi đi, hôm nay kêu các ngươi tới, là có việc muốn nói. Lâm Chính Nam đối trong phòng bọn tiểu bối phất phất tay. Nghe được Lâm Chính Nam nói có việc tuyên bố, phòng trong người biểu tình đều trở nên khẩn trương không ít, đặc biệt là Vương Vĩ cùng Lâm Xuyên, hai người bọn họ biết, hôm nay,
Lâm Chính Nam rất có khả năng muốn tuyên bố hắn di sản phân phối. Trương Huyền từ công viên rời đi sau lại chạy viện phúc lợi dạo qua một vòng, nhìn nhìn bọn nhỏ, nói cho thôi viện trưởng không cần lo lắng viện phúc lợi xong việc, trực tiếp về nhà. Vừa đến biệt thự ngoài đại viện, còn không có tiến sân, Trương Huyền là có thể nghe được phòng trong truyền đến khắc khẩu thanh, thanh âm rất lớn, đều là chút Trương Huyền cảm thấy xa lạ thanh âm. Giang Tĩnh liền đứng ở viên trung, nhìn đến Trương Huyền sau, Giang Tĩnh đầy mặt bất đắc dĩ đối Trương Huyền cười một chút. Sao lại thế này? Trương Huyền đẩy ra viện môn, hỏi. Giang Tĩnh trả lời, Lâm Tổng ra sự. Ra sự, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn mắt phòng trong, thông qua thật lớn cửa sổ sát đất, Trương Huyền thấy phòng trong trừ bỏ Lâm Thanh Hạm cùng Lâm Kiến Vũ ngoại, còn đứng ba cái trung niên nữ nhân, cùng với cùng chính mình cùng tuổi số hai nam một nữ. Trương Huyền đẩy ra phòng ốc đại môn, đi vào, ở hắn mở cửa kia một khắc, phòng trong mấy người ánh mắt, đồng thời tập trung tới rồi hắn trên người. Trương Huyền có thể nhìn ra, ở kia nhìn qua cùng chính mình cùng tuổi hai nam trong mắt, tràn ngập khinh thường, chính mình vừa vào cửa, bọn họ liền dùng ánh mắt đem chính mình từ đầu đến chân nhìn quét một lần, mà kia ba cái trung niên nữ tính, trong mắt còn lại là tràn ngập châm chọc. Ta nói, này Đàm gia sự đâu, như thế nào có cái người ngoài vào được? Hiểu hay không quy củ? Lâm Thanh Hạm đại cô ngữ khí bất mãn nói. Đại tỷ, tiểu trương cũng là nhà chúng ta người, sao có thể là người ngoài đâu? Lâm Kiến Vũ ha hả cười, tiếp được chính mình đại tỷ nói, đồng thời chiều Trương Huyền đi đến, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai nói, tới, tiểu trương, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Hạm đại cô, đây là nhị cô, đây là tiểu cô, Vương Vĩ cùng Lâm Xuyên đều là ngươi đường ca, đây là đường muội Tử Huyền. Lâm Kiến Vũ đem người trong nhà cấp Trương Huyền giới thiệu một lần, Trương Huyền cũng từng cái kêu một lần, nhưng trừ bỏ Tử Huyền cấp Trương Huyền trở về thanh tỷ phu sau, còn lại người liền cảnh cũng chưa lý Trương Huyền. Chương 21, xin lỗi. Trương Huyền đối này cũng không thèm để ý, đi đến Lâm Thanh Hạm bên người ngồi xuống. Nguyên bản vừa mới kịch liệt khắc khẩu thanh, bởi vì Trương Huyền đột nhiên đã đến, làm trong phòng khách lâm vào một trận quỷ dị yên lặng. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên sofa, bưng một chén trà nóng, chậm gì gì uống. Còn lại mấy người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ước chừng một phút sau, Lâm Thanh Hạm đại cô dẫn đầu mở miệng. Có một số người, thật đem chính mình đương chủ nhân nhà này. Không rõ chính mình là cái gì thân phận giống nhau, thấy chúng ta tại đây, không biết đi châm trà sao. Chính là, Lâm Thanh Hạm đại cô nhi tử Vương Vĩ cũng mở miệng nói, tôn ti chẳng phân biệt đồ vật, thấy không rõ lắm chính mình. Xem ra nào đó người gia giáo làm cũng không phải thực hảo a. Còn thất thần làm gì, không biết đi pha trà. Lâm Thanh Hạm nhị cô mở miệng, vẻ mặt miệt thị hướng về phía Trương Huyền nói. Dựa vào cái gì, Lâm Thanh Hạm chậm rãi buông chén trà, thanh âm không vui nói, Trương Huyền là ta lão công, là chủ nhân nhà này, các ngươi là khách, dựa vào cái gì đối hắn khoa tay múa chân. Trương Huyền ngồi ở trên sofa, giống như không có nghe được Lâm Thanh Hạm này đó thân thích châm chọc giống nhau, vẻ mặt bình đạm. Nhìn Trương Huyền ngồi ở kia không dao động, Lâm Thanh Hạm một chúng thân thích trong lòng rất là khó chịu, hai cái đường ca trong mắt đều toát ra lửa giận. Đại đường ca Vương Vĩ trực tiếp giống giận ra tiếng, đây là đàm luận ra sự thời điểm, mau cút. Vương Vĩ nói chuyện không để lối thoát, hắn hôm nay tâm tình thật không tốt, chính mình bị đường đệ bày một tay, ở di sản phân bố thượng, thiếu rất nhiều đồ vật, chính nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát đâu, cái này tới cửa con rể liền chính mình đưa tới cửa tới. Một cái tiện dân, không biết tu mấy đời phúc khí mới leo lên chúng ta Lâm gia này cây đại thụ. Lâm Thanh Hạm đại cô cũng là một bụng hỏa khí, phát tới rồi Trương Huyền trên người. Trương Huyền khẽ cau mày, theo sau khóe miệng treo lên một nụ cười nhẹ, nếu trước mặt những người này, không phải Lâm Thanh Hạm thân thích, hắn bảo đảm, những người này đã chết, hiện tại mặc kệ nói như thế nào, hắn xem ở Lâm Thanh Hạm phân thượng, có thể nhẫn, chỉ cần là cùng Lâm Thanh Hạm có quan hệ, hắn đều có thể nhượng bộ. A, à, Lâm gia, các ngươi lúc này đem chính mình đương Lâm gia người. Lâm Thanh Hạm lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, Vương Vĩ, Lâm Xuyên, các ngươi hai cái ở công ty treo chức quan nhàn tản. Mỗi ngày làm cái gì cho rằng ta không biết. Đem công khoản đương chính mình, chỉ cần tham ô khoản tiền liền có mấy ngàn vạn đi. Các ngươi có biết hay không cấp công ty tạo thành bao lớn tổn thất? Hiện tại luôn miệng nói chính mình là Lâm gia người. Ta như thế nào không gặp các ngươi vì Lâm gia làm một chút sự tình? Lâm Thanh Hạm duỗi tay chỉ vào chính mình hai gã đường ca, của trách hai người bọn họ ác tích. Câm miệng, Lâm Thanh Hạm đại cô phát ra một đạo tiêm tế thanh âm, đánh gãy Lâm Thanh Hạm nói.
hét lớn, nếu nói Lâm gia, ta đây phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút, đi người kia chết mẫu thân trước mộ hỏi một chút, người rốt cuộc có hay không Lâm gia huyết mạch. A, à, Lâm Thanh Hạm đại cô nói, làm Lâm Thỉnh Hạm trên mặt biểu tình đột nhiên đọng lại, do đó trở nên dại ra, ngươi nói cái gì? Ha ha, ta nói cái gì? Lâm Thanh Hạm đại cô cười lạnh, vậy hỏi một chút người này yếu đuối cha, lúc ấy người kia thân mụ trộm hán tử thời điểm, hắn đều làm cái gì? Đại tỷ, vẫn luôn không nói gì Lâm Kiến Vũ rốt cuộc ra tiếng, đủ rồi. Việc này cùng hài tử không có quan hệ. Ba, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Hạm đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiến Vũ. Còn lại người, đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình nhìn Lâm Thanh Hạm. Lâm Kiến Vũ trầm mặc nhìn chính mình nữ nhi, trong mắt tràn ngập áy náy. Vương Vĩ trên mặt lộ ra tươi cười, mở miệng nói, luôn miệng nói chính mình là Lâm gia người, luôn mồm chính mình vì Lâm gia trả giá, không nghĩ tới, chính mình chính là một đứa con hoang, trên người không có một chút Lâm gia huyết mạch, còn tại đây. Bang! Vương Vĩ nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh thúy thanh âm đánh gãy, ở Vương Vĩ sườn mặt, ấn một đạo hồng hồng dấu dày. Này một đạo giòn vang, làm mọi người đem lực chú ý, từ Lâm Thanh Hạm cha con hai trên người, phóng tới Vương Vĩ trên người. Trương Huyền chậm rãi đi đến Vương Vĩ trước người, cúi đầu nhìn chính mình tay phải, dùng ngón tay cái ở lòng bàn tay chà sát, nhẹ giọng nói, xin lỗi, bằng không ta bảo đảm, người hôm nay ra không được cái này môn. Giờ này khắc này, Trương Huyền chính trần trụi chân trái, đứng ở trên sàn nhà, hắn trên chân kia chi dép lào, lẻ loi dừng ở Vương Vĩ dưới chân, nói cho mọi người, Vương Vĩ trên mặt dấu dày, đến từ nơi nào. Vương Vĩ duỗi tay che lại chính mình sườn mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sườn mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, trong mắt mang theo không thể tin tưởng nhìn Trương Huyền, thanh âm đều có chút phát run, đánh ta. Người cái tiện dân, người cũng dám đánh ta. Bang, bang. Đáp lại Vương Vĩ, là lưỡng đạo thanh thúy bàn tay thanh. Xin lỗi, lần sau, đổi thành tam bàn tay, lấy này loại suy, thẳng đến đem người đánh chết. Trương Huyền ngữ khí thực nhẹ. Liền phảng phất đang nói một kiện dâu ria sự tình giống nhau, nhưng ở hắn trong giọng nói, lại làm người cảm giác được một loại kiên định, hắn nói, nhất định sẽ làm được. Trương Huyền động tác, làm phòng trong mọi người, bao gồm Lâm Thanh Hạp, đều ngây ngẩn cả người, ai đều không có nghĩ đến, Trương Huyền sẽ đột nhiên động thủ, chẳng sợ vừa rồi quát lớn hắn, nói hắn là tiện nhân, làm hắn đi châm trà, hắn cũng là gương mặt tươi cười tương bồi, ai có thể nghĩ đến đột nhiên liền trở mặt. Lâm Xuyên vừa mới vốn đang muốn nói gì, Trương Huyền đột nhiên bùng nổ, làm hắn mau đến bên miệng nói nuốt trở vào, trên mặt treo một bức xem diễn biểu tình đứng ở một bên, e sợ cho thiên hạ không loạn. Biểu muội tự huyền nhưng thật ra nhìn nhiều Trương Huyền hai mắt. Vương Vĩ mẫu thân khóe mắt muốn nứt ra, chiều Trương Huyền nhào tới, bị Trương Huyền tùy tay đẩy ra, té ngã ở một bên, còn không có bỏ lên thân, trong miệng liền thét chói tai, Lâm Kiến Vũ, đây là ngươi tìm hảo con rể. À. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái công đạo, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi nghĩ muốn cái gì giao đãi? Lâm Kiến Vũ còn chưa nói lời nói, Lâm Thanh Hạm liền dẫn đầu mở miệng, nàng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm chính mình đại cô, là ngươi nhi tử, trước nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đứng ở này bị hắn nhục nhã sao? Vương Vĩ mẫu thân từ trên mặt đất bò lên, khí cả người phát run, báo nguy. Chúng ta muốn báo nguy, nàng duỗi tay chỉ vào Trương Huyền. Ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Đối mặt chính mình đại cô uy hiếp, Lâm Thanh Hạm không sao cả cười, muốn báo nguy xin cứ tự nhiên, bất quá ta trước nói một câu, đây là ta phòng ở, viết ta Lâm Thanh Hạm tên, các ngươi ở chỗ này cùng ta la lối khóc lóc, liền tính thỉnh thượng lại nhiều luật sư, kiện tụng cũng đánh không thắng ta, muốn báo nguy, hiện tại có thể quay số điện thoại. Ngươi, ngươi, Lâm Thanh Hạm đại cô run rẩy xuống tay, nói nửa ngày ngươi, cũng nói không nên lời bên dưới. Cuối cùng một lóng tay Lâm Kiến Vũ, nhìn một cái người hảo nữ nhi. Ở nàng trong mắt, còn có hay không ta cái này trưởng bối. Được rồi, việc này liền tiếp nhận đi. Lâm Kiến Vũ ngữ khí không vui hừ một tiếng. Chương 22, nói ta có thể, nói lão bà của ta không được. Hảo, hảo, Lâm Kiến Vũ, người thực hảo, liên hợp hai cái người ngoài khi dễ người thân tỷ tỷ đúng không, chúng ta chờ xem. Vương Vĩ mẫu thân một phen túm quá Vương Vĩ, chúng ta đi. Vương Vĩ đi theo chính mình mẫu thân phía sau, oán độc nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, chuẩn bị hướng ngoài cửa đi đến. Làm ngươi đi rồi sao? Trương Huyền trở tay bắt lấy Vương Vĩ cổ áo. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước.
Vương Vĩ quay người lại, duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, vừa mới mở miệng. Liền nghe bang, 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 ba tiếng giòn vang. Liền giống như Trương Huyền nói như vậy, ước chừng tam bàn tay, đánh vào Vương Vĩ trên mặt, tốc độ mau đến Vương Vĩ liền phản ứng cơ hội đều không có, cuối cùng kia một cái tát, càng là đem Vương Vĩ chửi phiên trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Xin lỗi, Trương Huyền vẫn là kia hai chữ. Trương Huyền đi hướng nằm trên mặt đất chính hướng khởi bò Vương Vĩ, tại đây nháy mắt, Vương Vĩ chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều trở nên âm hàn rất nhiều, đại nhiệt thời tiết, hắn nổi lên một thân nổi da gà. Ta, Vương Vĩ bò lên thân, vừa định phóng chút tàn nhẫn lời nói, rồi lại nhìn đến Trương Huyền giơ lên cánh tay, còn có cánh tay thượng cơ bắp, tức khắc liền đem tàn nhẫn lời nói nuốt tiến bụng, xin lỗi, ta không nên như vậy nói ngươi. Vương Vĩ nào còn để ý cái gì mặt mũi, nào còn có cái gì dũng khí, cái gì cao ngạo, ở Trương Huyền này mấy bàn tay hạ, bị hoàn toàn phá hủy. Bang, 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 bốn đạo thanh thúy thanh âm liên hoàn vang lên, vừa mới bỏ lên thân Vương Vĩ lại bị trừ phiên trên mặt đất, hai cái che kín máu tươi răng hàm sau bị hắn phun ra, đủ để chứng minh Trương Huyền bàn tay có bao nhiêu trọng. Trương Huyền như cũ dùng ngón tay cái suy sụp lòng bàn tay, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, không phải cho ta xin lỗi, là cho lão bà của ta xin lỗi. Vương Vĩ quỳ dạp trên mặt đất, hướng về phía Lâm Thanh Hạm xin tha, xin lỗi. Không cần miệng tiện, nói thêm câu nữa đối lão bà của ta không khách khí nói, ta sẽ đánh chết ngươi, thật sự. Trương Huyền thật sâu nhìn Vương Vĩ liếc mắt một cái. Giờ khắc này, Vương Vĩ cảm giác chính mình như là bị một con hung thú theo dõi, gần trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền làm ướt chính mình phía sau lưng, hắn là thật sự sợ hãi. Hảo, các ngươi tiếp tục lưu. Trương Huyền vỗ vỗ tay, một lần nữa ngồi vào trên sofa, bất quá thuyết minh một câu, vũ nhục ta có thể, dám nói lão bà của ta một câu, ta đánh chết hắn, cứ như vậy. Nói xong, Trương Huyền thế Lâm Thanh Hạm đem nước trà đảo thượng, thật cẩn thận đưa tới Lâm Thanh Hạm trước mặt, hàn hàn ôn nhu nói, tiểu tâm năng, chậm một chút uống. Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt Trương Huyền truyền đạt chén trà, nàng ánh mắt dần dần thượng di, thấy được Trương Huyền kia trương gương mặt. Thô giáp lỗ chân lông chứng minh trước mắt người nam nhân này cũng không có đã làm cái gì tốt bảo dưỡng, phong xương ở trên mặt hắn để lại dấu vết. Ước chừng sửng sốt mười mấy giây, Lâm Thanh Hạm mới đem chén trà tiếp nhận, nhẹ giọng đối Trương Huyền nói, cảm ơn. Đây là nàng lần đầu tiên cùng Trương Huyền nói ra cảm ơn hai chữ, là phát ra từ nội tâm. Trương Huyền trên mặt treo lên tươi cười, ngươi nói ta là chủ nhân nhà này, kia bảo hộ ngươi, không phải ta nên làm sao. Đứng ở một bên Lâm Kiến Vũ, ánh mắt mang theo tán dương nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, sau mở miệng nói, Thanh Hạm, ngươi cùng Trương Huyền hảo hảo nghỉ ngơi đi, có một số việc, ta hôm nào lại cùng ngươi giải thích. Lâm Kiến Vũ nói xong, cũng mặc kệ người khác, xoay người liền chiều ngoài phòng đi đến. Chúng ta cũng đi thôi, Lâm Thanh Hạm tiểu cô, mang theo nữ nhi cũng rời đi. Tự Huyền trộm đối Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, xăm mẫu thân cánh tay, chiều ngoài phòng đi đến. Đi, Lâm Thanh Hạm tiểu cô lôi kéo chính mình nhi tử, sợ Trương Huyền lại làm ra cái gì chuyện khác người giống nhau, bước nhanh rời đi. Các ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, ta gặp muốn các ngươi đẹp. Vương Vĩ mẫu thân lôi kéo chính mình nhi tử đi ra đại môn, hung hăng đào liếc mắt một cái Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, ánh mắt kia, hận không thể đem hai người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Trương Huyền trợn trắng mắt, căn bản không để bụng Vương Vĩ mẫu thân uy hiếp, hắn đối bên cạnh nữ nhân lộ ra một cái tươi cười. Lâm Tổng, xin bớt giận, thân mình là chính mình, người uống điểm nước, ta trước đem mà lau. Hôm nay, Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, khuôn mặt nhỏ thượng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Tổng, có chuyện gì ngươi liền nói bái. Đừng lau nhà, bồi ta đi cái địa phương đi. Lâm Thanh Hạm thở dài, như là làm cái gì quyết định giống nhau, ở nàng thở dài giữa, có vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần buông. Trương Huyền bị Lâm Thanh Hạm này tràn ngập khác thường biểu tình nháo đến sửng sốt, chợt gật gật đầu, hảo. Mùa hạ tổng sẽ không khuyết thiếu mưa rào có sấm chớp, trước một giây mặt trời lên cao, sau một giây mưa to tầm tã. Trương Huyền bồi một thân màu đen chính trang Lâm Thanh Hạm đi ở Thanh Sơn Nghĩa Trang giữa. Mưa to rơi xuống, Trương Huyền vì Lâm Thanh Hạm khởi động một phen hắc dù, nhìn đậu đại bọt nước ở trước mắt không ngừng nện xuống, con đường hai bên nổi lên sương mù. Rậm rạp tấm bia đá ở sương mù giữa như ẩn như hiện. Lâm Tổng, người sớm nói đến này, ta đổi thân quần áo a. Trương Huyền cười khổ một chút, nhìn chính mình tao hồng nhạt bờ cắt quần, cùng này hết thảy đều không hợp nhau,
hắn giống như chính là này phiến trong thiên địa dị loại giống nhau. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm không thèm để ý lắc lắc đầu, người vốn dĩ chính là cái nói chuyện không đâu người, không cần thiết cố tình thay đổi. Lâm Thanh Hạm tay phủng một bó bách hợp, đứng ở một khối mộ bia trước, trên bia được khảm một chương hơi ố vàng bạch đế ảnh chụp chủ nhân, nhìn qua hơn 30 tuổi, cùng Lâm Thanh Hạm có 7 phần tương tự, cực có khí chất, sinh thời nói vậy cũng là người theo đuổi vô số. Mẹ, ta tới xem ngươi. Lâm Thanh Hạm đối với mộ bia nhẹ nhàng khom lưng, đem trong tay hoa đặt ở bia trước, mỹ lệ mắt to trung tràn ngập tưởng niệm. Đây là Trương Huyền đi vào Lâm gia sau, lần đầu tiên nghe được về Lâm Thanh Hạm mẫu thân tin tức. Trương Huyền cũng cúc một cung, mẹ, chúng ta tới xem ngươi. Trương Huyền này một tiếng mẹ, rước lấy Lâm Thanh Hạm trách cứ ánh mắt, lại cũng chưa nói cái gì. Trương Huyền, biết sao, từ ta tốt nghiệp đại học, tiếp quản Lâm thị lúc sau, ta cùng ta những cái đó cô quan hệ, liền giống như kẻ thù. Lâm Thanh Hạm ngồi ở bia trước, khuôn mặt nhỏ bất lực dựa vào mộ bia thượng, phảng phất nơi này, chính là nàng cảng giống nhau. Trương Huyền ngồi xổm nàng bên người, thế nàng đánh ô che mưa, an tĩnh làm một cái người nghe. Lâm Thanh Hạm không để bụng trên mặt đất vệt nước, mặc cho quần của mình bị thủy ướt nhẹp, Lâm thị là Ngân Châu thị long đầu xí nghiệp, nhìn như phong cảnh, kỳ thật nguy cơ tứ phía, không riêng gì bên ngoài những người đó như hổ rình mồi, ngay cả Lâm gia người, cũng đều muốn bá chiếm Lâm thị. Từ ta tiếp quản Lâm thị kia một ngày khởi, ta liền thành Lâm gia người công địch. Lâm Thanh Hạm nói đến lúc này, ánh mắt lộ ra mỏi mệt. Ta biết, rất nhiều người đều trong lén lút xưng hô ta cái gì băng sơn nữ tổng tài, nhưng ai lại thích mỗi ngày đều sụ mặt, ta chỉ là sợ, ta cười nhiều, liền không ai sợ ta, không ai phục ta, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ta, hiện tại ta, chỉ cần làm sai một sự kiện, liền sẽ bị người đẩy hạ vạn trượng vực sâu, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Biết sao, hôm nay ra ra, cho chúng ta nhìn hắn di chúc, hắn còn có nhiều nhất 3 tháng thời gian, những người đó đã chờ không kịp, bọn họ tìm mọi cách muốn từ ra ra kia cướp lấy chỗ tốt. Tưởng đem ta từ cái này tổng tài vị thượng đá đi xuống. Chương 23, Trương Huyền bị giá đi rồi. Kỳ thật ngươi muốn thật mệt, có thể lựa chọn buông tay. Trương Huyền cảm thụ được nữ nhân trong giọng nói truyền đến mỏi mệt, cũng là đau lòng. Buông tay, nào có đơn giản như vậy. Lâm Thanh Hạm tự giễu cười, nếu mọi người đều là một lòng vì Lâm gia suy nghĩ, này tổng tài vị trí, không ngồi cũng thế, nhưng cố tình, những cái đó có ý tưởng người, chỉ nhìn chúng công ty tiền, bọn họ căn bản sẽ không đi quản Lâm thị chết sống, Lâm thị rơi xuống bọn họ trong tay, chỉ có đường chết một cái, hiện tại toàn bộ Ngân Châu thương giới, cơ hồ mỗi người đều hy vọng ta từ vị trí này đi xuống, cứ như vậy, bọn họ liền có cơ hội, biết sao, Lâm thị, lập tức liền phải xong rồi. Gia Gia Di Trúc đã tuyên bố. 3 tháng sau, đem hoàn toàn chia cắt Lâm thị. Trương Huyền trầm mặc, không có hé răng, đây là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên cho hắn nói trong lòng lời nói, lại làm Trương Huyền cảm giác như vậy trầm trọng. Hô, Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi, tính, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng sẽ không lý giải, bất quá lòng ta đích xác nhẹ nhàng rất nhiều, Trương Huyền, ta còn muốn lại cùng ngươi nói một câu, cảm ơn. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt chân thành nhìn Trương Huyền. Trương Huyền đồng dạng cũng nhìn Lâm Thanh Hạm. Bốn mắt giao tiếp. Lâm Tổng, người yên tâm, vô luận thế nào, ta đều sẽ bồi người cùng nhau vượt qua. Chỉ mong đi. Tầm tã mưa to đột nhiên dừng lại, tươi đẹp ánh mặt trời liền như vậy đột ngột xuất hiện, mùa hạ mưa rào có sấm chớp, liền sẽ cho người ta một loại thời gian đan xen cảm giác, phảng phất vừa mới khói mù, chỉ là đang nói ai tâm tình. Lâm Thanh Hạm lái xe chở Trương Huyền về đến nhà, tiến phòng. Liền nhìn đến từ sáng sớm liền ra cửa Milan, cao hứng phấn chấn chạy tới. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Lâm Thanh Hạm trên mặt lộ ra tươi cười. Âm nhạc sẽ a, Thanh Hạm, ta kéo bằng hữu làm tới rồi tam chương phiếu, là khăn cắt phô toàn cầu lưu động diễn xuất, này vừa đứng không phải ở Ngân Châu sao? Ta chính là thật vất vả mới làm đến tam chương phiếu. Milan vừa nói, một bên móc ra tam chương phiếu ở Lâm Thỉnh Hạm trước mắt loạn hoàng. Thiên A! Ngươi như thế nào làm đến, ta nhớ rõ này phiếu sớm tại mấy tháng trước liền bán hết. Lâm Thỉnh Hạm trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình, nàng phi thường thích hòa cùng âm nhạc, ở đại học trong lúc, liền thường xuyên sẽ đi một ít triển lãm tranh, âm nhạc hội. Hắc hắc, bí mật, Milan cấp Lâm Thỉnh Hạm làm cái mặt quỷ, thế nào, có hay không hứng thú cùng đi xem a? Ngươi không phải nói, nhà ngươi Trương Huyền đối âm nhạc cũng rất có nghiên cứu sao? Hắn hẳn là cũng thực cảm thấy hứng thú đi. Hắn. Lâm Thỉnh Hạm theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền,
trong lòng đã bắt đầu trách cứ khởi chính mình tới, đều do chính mình, chết sĩ diện, đại học thời kỳ lão cấp Milan nói, chính mình về sau muốn tìm một cái cùng chính mình hứng thú tương đồng nghệ thuật ra, nếu không chết cũng không gả, này liền cấp Milan bịa đặt cái nói dối, còn nói chính mình trượng phu ở hội họa, âm nhạc trở các phương diện lĩnh vực toàn bộ tinh thông. Đi bái, ta cũng rất muốn đi xem. Trương Huyền gật gật đầu, trong đầu suy nghĩ, cái kia cái gì khăn cắt phu, hình như là gia phu đệ tử đi. Lâm Thanh Hạm rất là ngoài ý muốn nhìn mắt Trương Huyền, vừa vặn thấy Trương Huyền đối diện chính mình làm mặt quỷ, còn trộm cho chính mình làm một cái ok thủ thế, cái này làm cho Lâm Thỉnh Hạm lại một lần lộ ra cảm kích, nàng biết, Trương Huyền đáp ứng chính mình cái này thỉnh cầu, ở sau lưng không biết lại muốn hạ nhiều ít công phu đi tìm đọc tư liệu. Âm nhạc sẽ thời gian là ngày mai, Lâm Thỉnh Hạm mang theo Milan đi Lâm Thị tập đoàn, mà Trương Huyền cũng ra biệt thự, hướng viện phúc lợi đi. Trương Huyền đạp người của hắn tự kéo, ngồi trên giao thông công cộng, chiều viện phúc lợi đi, hắn thực thích ngồi ở giao thông công cộng đi lên thưởng thức thành phố này, này tòa hắn đã từng cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt quá thành thị. Từ biệt thự đến viện phúc lợi, muốn xuyên qua hơn phân nửa Ngân Châu thị, trung gian ở nội thành còn muốn đảo thượng một chiếc giao thông công cộng, Trương Huyền đôi tay cắm túi, đứng ở giao thông công cộng trạm trước, chờ tiếp theo xe tuyến. Đột nhiên, một con bàn tay to từ Trương Huyền phía sau vỗ lên hắn vai trái. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, một cái ăn mặc bạch ngực, đầy người xăm mình đầu chọc tráng hán đang đứng ở chính mình phía sau, mà ở chính mình quay đầu trong quá trình, chính mình tả hữu cũng đều bị năm tên văn xăm mình tráng hán vây quanh. Nguyên bản ở cái này giao thông công cộng trạm chờ giao thông công cộng người, tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nhìn bên này, đứng xa xa. Có việc, Trương Huyền nhìn chính mình phía sau tráng hán, khẽ cau mày. Tiểu tử, chọc không nên dây vào người, cùng ca mấy cái đi một chuyến đi. Đầu chọc tráng hán dùng sức nhéo Trương Huyền bả vai, ở hắn nói chuyện đồng thời, lại đi tới hai gã tráng hán, giá Trương Huyền liền chiều một bên đi đến. Người chung quanh thấy như vậy một màn, liên thanh cũng không dám cổ họng. Vài tên tráng hán trên mặt treo cười dữ tợn, Trương Huyền trong mắt còn lại là mang theo nghi hoặc, những người này là ai phái tới. Cái kia Trịnh Sở, vẫn là Vương Vĩ. Giao thông công cộng trạm bên cạnh liền có một loạt cũ xưa nhà trệt, mặt trên đều viết đoán chữ, nhìn như rách nát, giá trị lại là cực kỳ sang quý. Nơi này đã sớm không ai cư trú, nhà trệt mặt sau có một cái hẻm nhỏ nói, căn bản là không ai sẽ xuất hiện, cũng không theo dõi, chất đống đầy rác rưởi, còn chưa tới đường tắt chung, Trương Huyền đã nghe đến từ bên trong truyền đến tanh tưởi. Vài tên tráng hán đem Trương Huyền đưa tới nơi này, đem hắn dùng sức đẩy. Tiểu tử, về sau đôi mắt phóng lượng điểm, trên thế giới này, có rất nhiều người, chính là ngươi không thể trêu vào, cho ta đánh. Đầu chọc tráng hán vung tay lên, vài tên tráng hán dương nắm tay liền chiều Trương Huyền trên mặt tạp tới, xem kia cơ bắp phồng lên bộ dáng, căn bản là không có một chút lưu thủ ý tứ, rõ ràng là muốn đem người đánh cho tàn phế. Trương Huyền nhìn vài tên tráng hán bộ dáng, không cấm cười, trong miệng nhẹ thở, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau, đều phế đi đi. Trương Huyền vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đường tắt bên trong, này đó chiều Trương Huyền múa may nắm tay tráng hán, liền hắc ảnh là cái gì cũng chưa thấy rõ, liền cảm giác trước mắt tối sầm, theo sau đôi tay truyền đến một trận xé rách đau nhức, lại ngay sau đó, đầu trầm xuống, liền ngất đi. Tổng cộng 6 gã tráng hán, không đến 10 giây thời gian, toàn bộ ngã quỵ dưới mặt đất, từ đầu đến cuối, Trương Huyền đứng ở tại chỗ, động cũng không nhúc nhích một chút. Đi cha cha, ai phái tới người? Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, nhấc chân chiều đường tắt ngoại đi đến. Kia hắc ảnh phảng phất chưa từng có xuất hiện giống nhau, lặng yên không một tiếng động. Trương Huyền mới vừa đi ra đường tắt, liền thấy hai chiếc xe cảnh sát đánh tiếng còi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Một chiếc xe cảnh sát ghế phụ môn mở ra, một người lưu trữ tóc ngắn, người mặc cảnh phục, đai lưng xứng thương nữ cảnh từ trên xe xuống dưới, chỉ vào Trương Huyền, đầy mặt băng xương, phát ra thanh thúy thét ra lệnh thanh, đem hắn cho ta bắt lại. Toàn bộ mang đi. Nhìn đến trước mắt cảnh sát, Trương Huyền lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhìn dáng vẻ, hôm nay là vô pháp đi viện phúc lợi, hắn nhỏ đến không thể phát hiện đối phía sau chắp tay bái bái, theo sau rất phối hợp, làm cảnh sát đem chính mình khảo lên, thượng xe cảnh sát. Đem những cái đó hắc đạo phần tử, cũng tất cả đều mang đi. Nữ cảnh mặt nếu băng xương chỉ vào nằm ngã trên mặt đất 6 gã tráng hán, tất cả đều nhốt lại, hảo hảo thẩm vấn. Chương 24. Ai dám phóng, ta chảo ai? Ngân Châu thị cục cảnh sát. Trương Huyền bị dựa vào một trương thẩm vấn ghế, chói mắt đèn dây tóc đánh vào Trương Huyền trên mặt,
làm hắn chỉ có thể nheo lại hai mắt, nhìn chung quanh cảnh tượng, hắn trước mặt có một trương thẩm vấn bàn, bốn phía là lạnh băng ngăm đen vách tường, không có một chút sinh khí, thường nhân đãi ở chỗ này, sẽ làm nội tâm cực kỳ sợ hãi. Kéo kẹt, phòng thẩm vấn cửa sắt bị người từ bên ngoài đẩy ra, đăng đăng tiếng bước chân vang lên. Trương Huyền híp mắt vừa thấy, người tới đúng là vừa mới ở đường tắt chung nhìn thấy nữ cảnh, lúc trước Trương Huyền cũng không có hảo hảo quan sát đối phương, hiện tại mới có thời gian dỗi đánh giá, nữ nhân này ngũ quan đoan chính, đi khởi lộ khi, thân mình ngay ngắn, hiển nhiên là trải qua tốt đẹp huấn luyện, nữ nhân thân cao có 1m7, khả năng bởi vì huấn luyện duyên cớ, dẫn tới nàng dáng người phá lệ hảo, mùa hạ cảnh phục mặc ở nàng trên người, đem nàng kia là lướt hấp dẫn S hình dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới. Đi khởi lộ khi mang theo một loại mỹ cảm. Nữ nhân dáng người phi thường tiêu chuẩn, nên kiều kiều, nên bình bình, này hẳn là hàng năm tập thể hình sở đắp nặn ra tới hoàn mỹ hình thể. Trương Huyền ánh mắt chú ý tới nữ cảnh ngực trái, mặt trên viết đội điều tra hình sự chữ, phía dưới có đối phương tên, Hàn Hàn Ôn Nhu. Dựa, hữu danh vô thực, Trương Huyền bĩu môi, hắn quan sát tới rồi Hàn Hàn Ôn Nhu tay phải, hổ khẩu chỗ cùng ngón trỏ thượng mang theo một ít vết chai. Hiển nhiên là thường xuyên chơi thương sở dẫn tới, như vậy nữ nhân, nhưng cùng Ôn Nhu hai chữ quải không bên trên. Quả thực, Hàn Hàn Ôn Nhu mới vừa đi đến Trương Huyền trước người, liền dùng lực ở Trương Huyền cẳng chân trên bụng đá một chân, nói đi, ngươi là cái nào xã đoàn? Các ngươi lão đại là ai? Cố ý dùng binh khí đánh nhau, khiến 6 người cánh tay gãy xương, nội lô xuất huyết, đủ phán ngươi đã nhiều năm, nếu thẳng thắn nói, còn có thể tranh thủ giảm hình phạt. Hàn Ôn Nhu kéo qua một chương băng ghế, ngồi ở Trương Huyền đối diện, trong mắt toàn là chán ghét. Ta nói mỹ nữ, ngươi là cảnh sát, mọi việc cần phải giảng chứng cứ A, ta nhưng không đánh người, không cần bôi nhọ ta. Trương Huyền mở miệng giải thích, trên mặt mang theo nồng đậm ủy khuất thần sắc. A, bôi nhọ, nữ cảnh nhướng mày, chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho ta, ngươi liền đứng ở nơi đó, còn lại người là chính mình đứt tay, sau đó nội lô xuất huyết sao? Đối. Trương Huyền dùng sức liên tục gật đầu, chính là như vậy, ta thật sự cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Nói hưu nói vượn, Hàn Hàn Ôn Nhu một cái tát chụp đến thẩm vấn trên bàn, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hảo hảo công đạo, bằng không ta bảo đảm, ngươi ở bỏ tù phía trước, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Hoa Hạ Kinh Thành, An Toàn Bộ. An Toàn Bộ quản lý Hoa Hạ Nội sở hữu cảnh sát bộ môn, có thể ở An Toàn Bộ mưu thượng một quan nửa chức, đi đến bên ngoài đi. So thị trưởng còn muốn phong cảnh. Giờ phút này, An Toàn Bộ Bộ trưởng văn phòng chung, một đài máy bàn đang điên cuồng vang lên, bí thư hoảng loạn tiếp khởi điện thoại, nàng nhớ rõ bộ trưởng nói qua, này đài máy bàn, ở toàn thế giới, cũng chỉ có mấy người có thể đánh tiến vào, mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là tại thế giới có được cực cao địa vị. Bí thư tiếp khởi điện thoại, liền ngươi hảo cũng chưa tới nhớ rõ nói, liền nghe điện thoại chung truyền đến một đạo giọng nữ. Nói cho các người bộ trưởng, vị kia ở Ngân Châu thì cục cảnh sát, 15 phút nội, làm hắn đem sự tình xử lý tốt. Nói cho hết lời, điện thoại trực tiếp quải rớt. Bí thư không dám chần chờ, thậm chí nàng điểm đối phương nói vị kia là ai cũng không biết, lập tức liên hệ thượng bộ trưởng, An Toàn Bộ trưởng đang ở cùng vài tên ngoại quốc đoàn ngoại giao tiến hành giao lưu, nhận được bí thư điện thoại sau, liền ngoại giao công tác đều không rảnh lo. Mau, cho ta trực tiếp Ngân Châu thị thính điện thoại, lập tức. Ngân Châu thị cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Hàn Ôn Nhu nhìn trước mắt Trương Huyền, đã minh bạch đây là một cái triệt triệt để vô lại, vào phòng thẩm vấn, vẫn là một bộ cợt nhả bộ dáng, tuyệt đối không ngừng một lần vào được. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút. Hàn Ôn Nhu bang một phách cái bàn, đứng dậy nhéo Trương Huyền cổ áo, một đôi sáng ngời đôi mắt giữa tràn ngập lửa giận. Mỹ nữ, ta đã thức thời được không, những người đó vốn dĩ không phải ta đánh. Ta chỉ là người bị hại a, ta đều nói, ta chỉ là đứng ở giao thông công cộng trạm chờ giao thông công cộng mà thôi, đã bị bọn họ đưa tới hẻm nhỏ lộ trình, sau đó bọn họ liền nằm ở trước mặt ta, lại sau đó các ngươi liền xuất hiện. Trương Huyền trên mặt mang theo thành khẩn. Hành, ngươi không nói đúng không? Ta xem ngươi kế tiếp nói hay không? Hàn Ôn Nhu dùng sức một nắm Trương Huyền cổ áo, mặt khác một bàn tay niết quyền, cao cao giơ lên, theo sau chiều Trương Huyền mặt hung hăng ném tới. Trương Huyền kia vẻ mặt cười tủm tỉm thần sắc nháy mắt biến mất, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn lên. Hàn Ôn Nhu vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào trước mắt người nam nhân này, đối phương biểu tình đột nhiên biến hóa, làm nàng tâm thần sửng sốt, kia tàn nhẫn ánh mắt, thế nhưng làm nàng xuất hiện một mặt hoảng hốt.
Vương bát đản, dám làm ta sợ. Hàn Ôn Nhu mắng to một tiếng, nắm tay uy lực không giảm. Trương Huyền bị khảo trụ đôi tay nắm chặt, cánh tay cùng đại cánh tay chỗ đồng thời phồng lên cơ bắp, hắn có thể ở đối phương đánh tới chính mình phía trước tránh đứt tay khảo, lại đem này chế phục, đường đường ngầm vương giả sa tăng, có thể nào tùy tiện bị người vả mặt. Liền ở Trương Huyền chuẩn bị tránh đứt tay khảo kia trong nháy mắt, phòng thẩm vấn cửa sắt loảng xoảng một tiếng bị người đá văng ra. Một người bụng phệ, ăn mặc cảnh phục, có mặt chữ điền trung niên nam nhân vọt vào phòng thẩm vấn chung, hét lớn một tiếng, Hàn Ôn Nhu, ngươi làm gì, đem ngươi tay cho ta buông xuống. Hàn Ôn Nhu nắm tay, ở khoảng cách Trương Huyền sườn mặt không đến 5 cm chỗ ngừng lại, Trương Huyền thậm chí đều cảm nhận được nữ nhân này quyền phong. Cục trưởng, Hàn Ôn Nhu xoay người nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, thấp hèn đầu. Ngươi quả thực hồ nháo, cục trưởng quát lớn một tiếng, ai cho phép ngươi bạo lực chấp pháp, đi cho ta viết phần báo cáo ra tới. Người này không có vấn đề, chạy nhanh thả. Cục trưởng mặt ngoài nghiêm khắc, trong lòng kỳ thật ở run lên, thật là quá hiểm, chính mình chỉ cần hơi muộn tới thượng một chút, này mũ cánh chuồn đã có thể khó giữ được a. Vừa mới thị thính một tay cho chính mình gọi điện thoại, mình xác nói cho chính mình, nếu vừa mới bị chảo người nam nhân này có một chút tổn thương, chính mình liền có thể trước tiên về hưu. Thả người, vừa nghe lời này, Hàn Ôn Nhu đầu một chút liền nâng lên, sáng ngời hai mắt chừng đến lão đại, cục trưởng, hắn chính là cố ý dùng binh khí đánh nhau, hành hung. Nói bậy, từ đâu ra dùng binh khí đánh nhau, người có cái gì chứng cứ, vô duyên vô cớ bắt người, Hàn Ôn Nhu, người cũng thật trường bản lĩnh. Hiện tại lập tức cho ta thả người, cục trưởng lời lẽ chính đáng rơi xuống mệnh lệnh. Không bỏ, Hàn Ôn Nhu ngữ khí cũng thực kiên định, liền tính không có chứng cứ, ta cũng có quyền giam giữ hắn 24 tiếng đồng hồ. Cục trưởng vẻ mặt tức muốn hộc máu, hảo, Hàn Ôn Nhu, thực sự có ngươi. Ta hôm nay khiến cho ngươi đem người thả. Không bỏ. Đi, cởi bỏ còng tay. Cục trưởng đối phía sau hai gã cảnh sát vung tay lên, ý bảo hai người bọn họ đi thả người. Ta xem ai dám, Hàn Ôn Nhu hướng Trương Huyền trước người vừa đứng, ta là thị đội điều tra hình sự phó đội trưởng, hiện tại hành xử ta quyền lực, ai thả người, chính là trái pháp luật, ai trái pháp luật, ta liền chảo ai. Chương 25, vô lại. Hai gã đang muốn thả người cảnh sát, nghe được lời này, như điện giật đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn cục trưởng, lại nhìn nhìn Hàn Ôn Nhu, một tiếng cũng không dám cổ họng, bọn họ chính là rất rõ ràng, hai vị này, một cái là cục nội một tay, một cái khác hậu trường, nhưng không thể so một tay kém. Hành, Hàn Ôn Nhu, hôm nay việc này, ta liền phải đi tìm sư phó của ngươi nói. Cục trưởng chỉ vào Hàn Ôn Nhu, mồm to thở dốc. Tùy tiện. Hàn Ôn Nhu đầu vung, trực tiếp đi ra phòng thẩm vấn ngoại vang lên Hàn Ôn Nhu thanh âm, đều cho ta đem người xem trọng, hôm nay người nếu là chạy, theo nếp truy cứu. Hai gã cảnh sát nhìn nhìn cục trưởng, chờ hắn bước tiếp theo chỉ thị. Được rồi, đều đi ra ngoài đi, cục trưởng biểu tình không vui phất phất tay. Hai gã cảnh sát như được đại xá, chạy đi ra ngoài. Chờ phòng thẩm vấn không ai lúc sau, cục trưởng đem đại môn một quan. Mang theo vẻ mặt cười nịnh đi đến Trương Huyền trước mặt, tiên sinh, cái này. Ngươi cũng thấy rồi, Hàn Ôn Nhu kia nha đầu lấy pháp tới áp ta, ngươi cũng biết, chúng ta là chấp pháp nhân viên, không thể chi pháp phạm pháp A, ngươi yên tâm, ta bảo đảm, ngươi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không đã chịu không công bằng đãi ngộ. Tùy tiện đi, còng tay cho ta cởi bỏ, ta không đi là được. Trương Huyền không sao cả nói. Cảm ơn tiên sinh lý giải. Cục cảnh sát trường vẻ mặt cảm kích. Vội vàng giải khai còng tay. Hàn Ôn Nhu nổi giận đùng đùng chạy ra cục cảnh sát, khai thượng xe cảnh sát, thẳng đến án phát địa điểm mà đi, nàng không biết cục trưởng vì cái gì muốn bảo cái kia vô lại, nàng hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, tận khả năng tìm được chứng cứ, sau đó đem cái kia vô lại theo nếp chỉ tội. Hiện tại bị đánh 6 gã tráng hán còn ở hôn mê giữa, căn bản vô pháp làm ghi chép, Hàn Ôn Nhu đành phải làm phát địa điểm tìm kiếm chứng cứ. Sự phát mà hẻm nhỏ nói khoảng cách một cái giao thông công cộng trạm gần nhất, hiện tại rất nhiều giao thông công cộng trạm đều có theo dõi tồn tại, đại biên độ ức chế ăn trộm gây án, lấy Hàn Ôn Nhu thân phận quyền hạn, thực nhẹ nhàng liền điều ra giao thông công cộng trạm video theo dõi. Hàn Ôn Nhu từ theo dõi thượng nhìn đến Trương Huyền thân ảnh, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hừ, theo dõi nhìn đến ngươi, ta muốn biết ngươi còn có thể như thế nào chống chế. Ấn Hàn Ôn Nhu nghĩ đến. Trương Huyền nhất định là ở giao thông công cộng trạm tụ tập nhân thủ, sau đó cùng người khác dùng binh khí đánh nhau,
mà khi nhìn đến sáu gã tráng hán xuất hiện ở theo dõi chung, thả chủ động giá đi Trương Huyền khi, Hàn Ôn Nhu cảm thấy không thích hợp. Này hẳn là, không phải tên hỗn đản này chủ động cùng người dùng binh khí đánh nhau. Ở theo dõi thượng, Hàn Ôn Nhu có thể rõ ràng nhìn đến sáu gã tráng hán trên mặt cười dữ tợn, hiển nhiên bọn họ mới là cố ý tìm phiền toái một phương. Chẳng lẽ, ta hiểu lầm hắn? Hàn Ôn Nhu kia trương xinh đẹp gương mặt nháy mắt nổi lên một mặt đỏ bừng, một viên tiểu tâm can cũng thình thịch nhảy lợi hại, nếu thật là hiểu lầm hắn, kia chính mình hôm nay, thật đúng là mất mặt ném lớn a. Không đúng, liền tính hắn là bị người giá đi, kia như thế nào giải thích kia sáu người cánh tay gãy xương, nội lô xuất huyết. Việc này nhất định là hắn làm, cần thiết thẩm vấn rõ ràng. Nghĩ vậy, Hàn Ôn Nhu trực tiếp lái xe trở về cục cảnh sát, vọt vào phòng thẩm vấn chung. Lại phát hiện nguyên bản giam giữ Trương Huyền phòng thẩm vấn đã không có một bóng người, chỉ có một chản đèn dây tóc chiếu xạ ở không có một bóng người thẩm vấn ghế. Thấy như vậy một màn, Hàn Ôn Nhu trong lòng hỏa khí một chút liền lên đây, rít gào nói, người đâu? Ai đem người thả chạy? Đội trưởng, một người cảnh sát run run rẩy rẩy trả lời Hàn Ôn Nhu, người không đi, chính là ở bên ngoài. Cảnh sát chỉ đội điều tra hình sự văn phòng, đôi mắt cũng không dám xem Hàn Ôn Nhu. Hàn Ôn Nhu nhìn mắt hình điều tra và giải quyết công thất phương hướng, theo sau bước đi qua đi, mới vừa đẩy ra văn phòng đại môn, Hàn Ôn Nhu liền nhìn đến làm nàng trong cơn giận dữ một màn. Cái kia vô lại, hiện tại thế nhưng, ngồi ở hình điều tra và giải quyết công thất chung, còn liền ở chính mình bàn làm việc trước, thích ý kiểu chân bắt chéo, ăn xương sáo. Bang, Hàn Ôn Nhu một cái tát chụp ở trên bàn, làm trên mặt bàn bày biện sách vở đều phát sinh chấn động, ngươi cho ta đứng lên, ai làm hắn ra tới, cho ta quan phòng thẩm vấn đi. Phó đội, là cục trưởng làm Trương tiên sinh ra tới làm ghi chép. Một người đội điều tra hình sự cảnh sát nhỏ giọng nói. Ghi chép là cái dạng này làm, ai cho phép hắn ở chỗ này ăn cái gì? Hàn Ôn Nhu khí ngực không ngừng phập phồng. Ta làm hắn ăn, một người thân xuyên cảnh phục trung niên nam tính từ văn phòng ngoại đi đến. Vừa thấy trung niên nam tính. Đội điều tra hình sự cảnh sát toàn bộ đều chạm thẳng tắp, đội trưởng. Trung niên nam tính gật gật đầu, Ôn Nhu a, người hiện tại căn bản là không có chứng cứ khống cáo Trương tiên sinh, theo ta thấy, liền đem người thả đi. Hàn Ôn Nhu nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện cái này vô lại chính chẳng hề để ý ngồi ở chỗ kia, tiếp tục ăn xương sáo, giống như bên này sự tình đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có giống nhau. Không bỏ, ta nói rất rõ ràng, ai muốn tự tiện phóng hắn. Chớ có trách ta trở mặt. Hàn Ôn Nhu cảm thấy chính mình ở chỗ này một giây đồng hồ đều ở không nổi nữa, nhìn đến cái kia vô lại, liền nhịn không được muốn tấu hắn, 24 giờ sau ta muốn tìm không thấy chứng cứ, các ngươi tùy tiện thả người. Nói xong, Hàn Ôn Nhu tướng môn một quăng ngã, lao ra văn phòng. Văn phòng nội cảnh sát nhóm đều nhìn nhau cười khổ. Ngân Châu tắc tiếp nước hương. Lâm Thanh Hạm cùng Milan kết bạn về đến nhà. Phát hiện phòng trong cũng không có Trương Huyền thân ảnh, Lâm Thanh Hạm thoáng có chút kỳ quái, nàng cùng Trương Huyền kết hôn đã một năm, này vẫn là đầu một hồi tan tầm nhìn thấy Trương Huyền không ở nhà, trên bàn nước trà đã phóng lạnh. Milan nhìn quét biệt thự một vòng, Thanh Hạm, người lão công đâu? Hôm nay đồng học tụ hội, người có cái như vậy ưu tú lão công, như thế nào cũng đến lôi ra tới tú một tú đi, mau cho hắn gọi điện thoại. Tính, phòng trừng hắn còn ở vội chính mình công tác, chúng ta đi trước đi. Lâm Thanh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay biết được đồng học tụ hội lúc sau, nàng liền vẫn luôn lo lắng, vạn nhất Trương Huyền hôm nay đi, lòi làm sao bây giờ, rốt cuộc hắn cũng không phải là cái gì chân chính nghệ thuật gia, trong miệng nói vài thứ kia đều là trên mạng hiện tra, tới rồi đồng học tụ hội, nhưng chưa cho hắn hiện tra cơ hội. Milan trên mặt lộ ra chút mất mát, nàng hôm nay đều chuẩn bị tốt, ở đồng học tụ hội thượng hảo hỏi Trương Huyền mấy vấn đề, vạch trần hắn dối trá diện mạo. Này nếu không đi, kế hoạch của chính mình kia đã có thể thất bại a. Ai nha, mau thay quần áo, đi thôi. Lâm Thanh Hạm vội vội vàng vàng lôi kéo Milan, thúc giục nói. Đúng rồi Thanh Hạm, hôm nay cái kia họ Tống cũng ở, ngươi nói hắn sẽ không còn theo đuổi ngươi đi, khanh khách. Milan phát ra chuông bạc tiếng cười. Ngân Châu Tân Khải khách sạn lớn, tọa lạc ở Ngân Châu trung tâm thành phố, 7 tầng cao đại lâu, mỗi một tầng đều là trang hoàng khí phái, kim bích huy hoàng. Thật lớn bãi đỗ xe nội, 70% đều đỗ 50 vạn trở lên siêu xe. Một chiếc lửa đỏ chạy băng băng ngừng ở nơi này, cửa xe mở ra nháy mắt,
hấp dẫn vô số người trong mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.